đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 2081, quá phá của. Từ tiểu thế giới bên trong đi ra ngoài Diệp Thần Phong. Hắn một đường hướng về thiên nguyên cổ thành nhanh chóng đi tới. Không bao lâu thời gian, hắn liền đi tới thiên nguyên cổ thành bên ngoài. Từ lần trước Diệp Thần Phong trên trời nguyên bên trong tòa thành cổ đã thu phục được Liễu Văn Tuyền các loại một đám mạnh mẽ quỷ tu sau hôm nay nguyên cổ thành liền phát hiện biến hóa nghiêng trời rồi, nguyên bản tại màn đêm buông xuống trước đó, không có người tu luyện dám bước vào thiên nguyên cổ thành, bởi vì một khi đợi được màn đêm triệt để hạ xuống, thiên nguyên cổ thành liền sẽ biến mất không còn tăm hơi rồi, trên trời nguyên cổ thành qua đêm người hơn nửa là lành ít giữ nhiều. Mà ở diệp thần phong bọn hắn trước đó rời đi thiên nguyên cổ thành sau, tòa thành cổ này ở buổi tối cũng sẽ không biến mất rồi. Chuyện này không ngừng ở chính giữa châu khuếch tán ra đến rồi, có không ít người tu luyện kết bạn ở buổi tối tiến vào bên trong tòa thành cổ. Ngày thứ hai dĩ nhiên bình an vô sự, này làm cho càng ngày càng nhiều người ở buổi tối tiến vào thiên nguyên cổ thành rồi, bọn hắn muốn đem tòa thành cổ này huyền bí thăm dò đi ra. Về phần liễu văn tuyển các loại một đám quỷ tu, Diệp Thần Phong lúc trước truyền thụ cho bọn hắn một loại quỷ tu công pháp. Tại Diệp Thần Phong căn dặn dưới, liễu văn tuyển đám người an tâm đang tu luyện rồi, trong tình huống bình thường sẽ không xuất hiện khi tiến vào cổ thành người tu luyện trước mắt. Tại càng ngày càng nhiều người tu luyện toàn bộ bình an vô sự tại trong thành cổ vượt qua một đêm sau. Thiên nguyên cổ thành trở nên càng ngày càng phồn hoa, tại cổ thành trên đường phố cổ trong lầu, có phần thế lực trước tới khai thác sản nghiệp của mình rồi. Nói thí dụ như tại trong thành cổ khai xuất thử lâu cùng khách sạn Vân. Vân các loại, tòa này nguyên bản tính mịch vô cùng cổ thành, như tối nay cũng là đèn đuốc sáng choang. Trong cổ thành này tử lâu các loại một vài chỗ, hầu như đều là 24 giờ khai trương. Diệp Thần Phong nhìn trước mắt tòa này đèn đuốc sáng choang cổ thành, hắn cũng không hề lựa chọn tiến vào cổ thành bên trong. Hắn dọc theo cổ thành bên ngoài tường thành quay một vòng. Cuối cùng thân ảnh của hắn tại một chỗ hầu như không có tia sáng, chu vi vô cùng yên tĩnh dưới thành tường ngừng xuống. Hắn tại dưới thành tường trên mặt đất bắt đầu đào bùn đất. Muốn gieo trồng viễn cổ yêu đằng nhất định muốn trên mặt đất dưới đào ra một vùng không gian, căn cứ lão bạch cùng lão hắc nói tới. Viễn cổ yêu đằng vừa bắt đầu là sống trưởng dưới mặt đất, loại này thực quá trình là phi thường phức tạp. Diệp thần phong sử xuất toàn lực đi xuống đảo hầm, theo thời gian từ từ trôi qua, đợi đến sáng ngày thứ hai thời điểm. Diệp thần phong dọc theo tường thành mặt đất, dưới mặt đất khai thác ra một mảnh đất dưới không gian. Cái này dưới đất không gian lớn ước chừng 5 mét sâu, diện tích có một cái sân đá banh lớn nhỏ, ở trên mặt đất lối vào, Diệp Thần Phong bố trí một cái ẩn nấp trận pháp, để tránh khỏi có người ở hắn gieo trồng yêu đằng thời điểm sông tới. Diệp Thần Phong dưới đất trong không gian đào ra một cái ao, thanh trước đó tại viêm thiên cốc bên trong ao máu lấy được huyết dịch toàn bộ để vào ao bên trong. Những huyết dịch này đều là quý long xuyên các loại quỷ tu khi còn sống, những này được Diệp Thần Phong từ viêm thiên trong cốc giải cứu ra quỷ tu, thực lực bọn hắn thấp nhất cũng đều là trên đất thần cảnh. Những huyết dịch này đối với biến thành quỷ sửa quý long xuyên đám người là không hề có tác dụng rồi, ngược lại là đối gieo trồng viễn cổ yêu đằng có phi thường to lớn trợ giúp. Tại đem huyết dịch đổ đầy trong hồ sau, Diệp Thần Phong trong tay xuất hiện một viên màu đỏ viễn cổ yêu đằng trùng tử, hắn ở trong lòng hỏi kế tiếp ta hẳn là phải làm sao. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, đem dòng máu của ngươi nhỏ ở viễn cổ yêu đằng hạt giống thượng, Thẳng đến Viễn Cổ Yêu Đằng Hạt giống không hấp thu nữa dòng máu của ngươi rồi, ngươi là có thể dừng lại rồi, ngươi có thể đem này xem thành là một cái nhận chủ quá trình, này Viễn Cổ Yêu Đằng Hạt giống hấp thu loại thứ nhất huyết dịch. Tương lai nó trưởng thành, nó liền sẽ thanh nắm giữ loại này huyết dịch người làm làm chủ nhân. Trong đó trọng yếu nhất điểm thứ nhất chính là nhất định muốn để Viễn Cổ Yêu Đằng Hạt giống hấp thu đến no bụng, nếu như không có để Viễn Cổ Yêu Đằng Hạt giống hấp thu đến no bụng, như vậy liền chẳng khác gì là công lao đổ biển nghe vậy diệp thần phong không có quá nhiều do dự hắn đem ngón trỏ phải của mình phá vỡ tiên huyết một giọt một giọt hướng về viễn cổ yêu đằng hạt giống nhỏ xuống đi rồi nhỏ ở hạt giống thượng giọt máu trực tiếp thẩm thấu tiến vào hạt giống bên trong thẩm thấu tốc độ phi thường nhanh tiên huyết không ngừng nhỏ ở viễn cổ yêu đằng hạt giống thượng chỉ là một sẽ thời gian diệp thần phong ước chừng đã nhỏ ra một chén nhỏ giọt máu rồi Hấp thu nhiều máu như vậy tích viễn cổ yêu đằng trùng tử. Nó lớn nhỏ không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, chỉ là nó cả người màu sắc trở nên càng ngày càng đỏ lên. Lại là một giọt máu nhỏ ở hạt giống bên trên, lúc này huyết dịch không có tiến vào hạt giống bên trong rồi, chỉ là che trùm lên hạt giống mặt ngoài, điều này nói rõ hạt giống đã hấp nhận được trạng thái bão hòa. Diệp Thần Phong lập tức đem viễn cổ yêu đằng hạt giống trồng tại bùn đất bên trong. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, kế tiếp ngươi liền muốn bố trí một cái trận pháp rồi, bố trí trận pháp toàn bộ dùng thiên phẩm linh thạch, loại này dưới viễn cổ yêu đằng trùng tử địa phương, trực tiếp làm vì trận pháp này mất trận vị trí. Loại trận pháp này là chuyên môn thôi phát viễn cổ yêu đằng trưởng thành, ta cùng lão hắc nhanh nhất có thể làm cho viễn cổ yêu đằng tại khoảng 4 tháng triệt để trưởng thành, bất quá, yêu cầu tiêu hao thiên phẩm linh thạch cũng là cực kỳ to lớn nhưng đây nhất định là đáng giá. Dù sao trưởng thành viễn cổ yêu đăng power phi phàm, người đã quyết định muốn đem thiên nguyên cổ thành cho rằng sau này đại bản doanh sở tại. Như vậy thành niên viễn cổ yêu đằng là hộ thành tốt nhất Phật, nó nhưng là có thể quấn quanh chết thần vương cảnh trung kỳ cường giả tồn tại. Diệp thần phong hỏi, lão bạch, lão hắc, ước chừng phải đi tìm bao nhiêu ngày phẩm linh thạch. Lão bạch hồi đáp, nhất định là tại ngươi trong phạm vi chịu đựng, căn cứ suy đoán của chúng ta, Ngươi chuẩn bị 100 triệu khối thiên phẩm linh thạch liền đủ rồi. 100 triệu khối thiên phẩm linh thạch, đây chính là bằng với 1.000 tỷ linh thạch thượng phẩm. Khoản này con số quả thực cực lớn đến có thể làm cho Trung Châu bất luận cái nào tông môn đều không chịu trách nhiệm nổi rồi. Trước hắn tổng cộng cũng mới đã lấy được 210 triệu tả hữu thiên phẩm linh thạch, này yếu gieo trồng viễn cổ yêu đằng cũng quá phá của chứ. Thấy Diệp Thần Phong một mặt đau lòng dáng dấp, lão hắc giang vận thiên nói ra, tiểu tử, hôm nay phẩm linh thạch tuy rằng vô cùng chân quý, nhưng không thể không hạn chế hấp thu, nhiều như vậy thiên phẩm linh thạch trồng chất tại người hỗn độn trong chiếc nhẫn cũng là lãng phí không gian, chẳng bằng bồi dưỡng được một cây thành. Năm viễn cổ yêu đằng đi ra đây, lại nói đây là bốn tháng bồi dưỡng được một cây thành. Năm viễn cổ yêu đằng, đương nhiên là cần phải bỏ ra so sánh lớn giá cao, nếu như ngươi cho chúng ta 40 năm, hoặc là 400 năm, chúng ta bảo đảm có thể để cho ngươi đi tìm thiên phẩm linh thạch mức độ lớn giảm bớt. Diệp thần phong biết lão hắc nói một chút cũng không sai. Hôm nay phẩm linh thạch lại không thể đủ khiến hắn không hạn chế tăng cao thực lực, lại nói cho dù đi tìm 100 triệu khối thiên phẩm linh thạch, hắn còn có một ước 1.000 khối thiên phẩm linh thạch đây. Kết quả là, tại lão bạch cùng lão hắc dưới sự chỉ điểm, Diệp thần phong bố trí khởi thôi phát hạt giống trưởng thành trận pháp. Từng khối từng khối thiên phẩm linh thạch tại diệp thần phong trong tay tốc biến. Này thôi phát viễn cổ yêu đằng trùng tử trưởng thành trận pháp, ngược lại cũng không phải vô cùng phức tạp, chỉ là tiêu hao thiên phẩm linh thạch tương đối nhiều mà thôi. 100 triệu khối thiên phẩm linh thạch bố trí cũng là tương đương hao tổn thời gian. Lại là hai ngày trôi qua, 100 triệu khối thiên phẩm linh thạch hoàn toàn bố trí xong, viễn cổ yêu đằng hạt giống vừa lúc ở trận pháp trong mắt trận. Tại Diệp Thần Phong đem trận pháp mở ra sau, trận pháp này cũng không hề hướng về bốn phương tám hướng bùng nổ ra mạnh mẽ linh khí. Mà là từng trận linh khí nồng nặc toàn bộ thu liếm hướng về viễn cổ yêu đằng hạt giống hội tụ mà đi rồi, nếu như linh khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán lời nói, làm dễ dàng được một ít người tu luyện phát hiện. Tại trận pháp mở ra sau đó lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lại nói, tại ao một bên mở ra một cái con đường đến, để cái này con đường dẫn tới viễn cổ yêu đằng trùng tử địa phương. Bây giờ viễn cổ yêu đằng đã hấp thu dòng máu của ngươi rồi, như vậy hấp thu nữa những người khác huyết dịch, đối với nó không có bất kỳ ảnh hưởng rồi, những cường giả này huyết dịch đối viễn cổ yêu đằng có trợ giúp cực lớn. Trong đó một điểm đương nhiên đồng dạng là thôi phát hạt giống trưởng thành, một. Khác điểm chính là hay là có thể làm cho hạt giống phát sinh biến dị, người hạt giống này chỉ là phổ thông viễn cổ yêu đằng mà thôi, nếu như phổ thông viễn cổ yêu đằng có thể sản sinh biến dị, như vậy kỳ uy lực đem trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đang nghe xong lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lời nói sau, Diệp Thần Phong lập tức tại ao một bên khai xuất một cái con đường, này con đường một đường dẫn tới trong mắt trận viễn cổ yêu đằng trùng tử, để trong hồ huyết dịch có thể chậm rãi hướng về hạt giống chảy tới, để hạt giống có thể mỗi thời mỗi khác đều hấp thu cường giả huyết dịch. Bây giờ hạt giống chỉ là tạm thời nằm ở trạng thái bão hòa mà thôi, sau nó vẫn còn cần huyết dịch hấp thu. chương 2082, thiếu nợ giáo huấn. Thiên phẩm linh thạch bên trong tinh khiết linh khí cuồn cuộn không đoạn chảy vào viễn cổ yêu đằng hạt giống bên trong. 100 triệu khối thiên phẩm linh thạch đủ xa cổ yêu đằng hạt giống hấp thu thời gian 4 tháng rồi. Tại đây chút mạnh mẽ mà lại tinh khiết linh khí rót vào dưới, chỉ thấy trong mắt trận hạt giống bắt đầu mọc rễ nảy mầm rồi dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt dưới đất chui lên, một cái khoảng một mét dây leo từ trong bùn đất kéo dài ra. Cây này dây leo ở trong không khí không ngừng vặn vẹo, nó hướng về Diệp Thần Phong mở rộng đi qua, mềm nhẹ y ôi tại Diệp Thần Phong trên người, cho hắn gãi ngứa, giống như là tại làm hắn vui lòng như thế. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh nói ra, này viễn cổ yêu đằng là có nhất định linh trí, người dùng thần niệm cùng nó câu thông, khiến nó dây leo dưới mặt đất vây quanh tường thành lan tràn. Hiện tại cái này viễn cổ yêu đằng chả không thích hợp sinh trưởng đến trên mặt đất, các loại sau nó triệt trưởng thành rồi. Chỉ cần ngươi một ý nghĩ, này viễn cổ yêu đằng liền sẽ từ trong lòng đất lao ra, toàn bộ leo lên tại đây thiên nguyên cổ thành chung quanh trên thành tường. Kế tiếp liền không có việc của ngươi rồi, nơi này tất cả mọi thứ đều sẽ tự mình vận chuyển, chờ ngươi lần sau trở về thiên nguyên cổ thành, này viễn cổ yêu đằng hẳn là có thể trưởng thành không sai biệt lắm. Diệp Thần Phong cùng viễn cổ yêu đằng trao đổi một phen, khiến nó trên mặt đất dưới vây quanh tường thành sinh trưởng sau. Tại Diệp Thần Phong muốn rời khỏi này dưới mặt đất thời điểm, viễn cổ yêu đằng vô cùng không bỏ, nó dây leo ôm lấy Diệp Thần Phong góc áo, không muốn để cho Diệp Thần Phong rời đi, cuối cùng tại Diệp Thần Phong an ủi dưới, viễn cổ yêu đằng lúc này mới buông lỏng ra Diệp Thần Phong. Tại trở về mặt đất thượng sau đó Diệp Thần Phong lại tại lối vào bố trí nhiều chồng chất lên nhau trận pháp, đang xác định cái này cửa vào hầu như sẽ không bị người phát hiện sau đó hắn mới rời khỏi rồi. Giờ khắc này, màn đêm sớm đã là chậm lại. Diệp Thần Phong đi tới thiên nguyên cổ thành cửa thành, quý long xuyên các loại một đám quỷ tu còn tại nuôi quỷ trong bình đây. Hắn dự định để quý long xuyên các loại quỷ tu về sau đi theo thiên nguyên bên trong tòa thành cổ liễu văn tuyển các loại mạnh mẽ quỷ tu tại bước chân vào thiên nguyên cổ thành sau buổi tối trên đường phố là phi thường náo nhiệt các loại thực lực người tu luyện hành tẩu ở trong đó phần lớn là thiên thần cảnh bên dưới người tu luyện chỉ là tình cờ có thể nhìn thấy thiên thần cảnh người tu luyện về phần thần vương cảnh người tu luyện bình thường sẽ không rời đi chính mình tông môn bọn hắn hầu như quanh năm suốt tháng đều đang bế quan diệp thần phong không vội vã đi hướng liễu văn tuyển các loại một loại quỷ tu vị trí hắn gieo trồng viễn cổ yêu đằng hao phí không ít tinh lực hắn vừa vặn đi qua một nhà tên là tụ phúc lâu từ lâu hắn đi vào tử lâu bên trong hắn dự định ăn một ít rượu và thức ăn thưởng thức thưởng thức thiên nguyên cổ thành cảnh đêm thật tốt buông lỏng một chút lại đi tiến tụ phúc lâu sau đó diệp thần phong bay thẳng đến lầu hai đi đến lựa chọn một tấm dựa vào cửa sổ bàn hắn điểm một chút linh thái về phần linh tử hắn sẽ không có điểm khi hắn bên trong tiểu thế giới nhưng là có 10.000 năm cùng trăm ngàn năm tuyệt thế linh tử, đối với uống 10.000 năm tuyệt thế linh tử Diệp Thần Phong tới nói, khiến hắn uống trung châu những này linh tử, bằng với cùng thưởng thức rác rưởi nước không có khác gì rồi. Xuyên qua cửa sổ nhìn xem trên đường phố người đến người đi, Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, ở trong mắt hắn hôm nay nguyên cổ thành đã là vật ở trong túi của mình, hắn đương nhiên hy vọng của mình thành chỉ náo nhiệt một chút rồi, trong lòng của hắn thầm nghĩ hôm nay nguyên cổ thành náo nhiệt ngược lại là đầy đủ náo nhiệt. Nhưng trong đó không thiếu có một ít lòng mang ý đồ xấu hạng người, các loại tương lai của ta chân chính tiếp thủ nơi này, xem tới vẫn là muốn hảo hảo chỉnh đốn một phen đây. Tiểu tặc, tiểu tặc tử, hai tiếng tức giận khẽ kêu âm thanh tại lầu hai bên trong vang vọng ra. Lập tức đã cắt đứt Diệp Thần Phong trầm tư. Diệp Thần Phong không có lựa chọn tại lầu hai phòng riêng dùng cơm, chỉ thấy lầu hai bên phải hai căn phòng nhỏ cửa được mở ra. Hai tên cô gái tuyệt sắc đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hai người bọn họ không phải là áo trắng phiêu phiêu ngô lăng hương, còn có mười phần ma nữ giang thải huyên ma. Các nàng hai ngày nay một mực tại thiên nguyên bên trong tòa thành cổ dừng lại, có thể nói các nàng hai ngày nay tâm tình là gây gâu thấu, thân thể của mình được một người đàn ông xa lạ thấy hết, quả thực là một cái làm cho các nàng không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Ngô Lăng Hương thuộc về tiên nữ loại hình, người có loại không dính khói bụi trần gian khí chất, cho người một loại băng thanh ngọc khiết cảm giác. Ở trong mắt nàng thân thể của mình chỉ có tương lai đạo lữ mới có thể xem xét, người tuyệt đối không cách nào tha thứ diệp thần phong cái này kẻ xấu xa. Lấy tư cách ma nữ loại hình giang thải huyên, người ở bề ngoài giống như là câu nhân yêu, tinh, hận không thể đem tất cả nam nhân hồn đều câu. Nhưng đây cũng chỉ là ở bề ngoài mà thôi. Người bình thường muốn cùng Giang Thải Huyên trò chuyện vài câu, này hay là cũng không phải việc khó, nhưng muốn gần thêm bước nữa, chuyện này quả thật so với lên trời còn khó hơn. Bây giờ Giang Thải Huyên cũng căn bản chưa nhân sự, thân thể của nàng nơi nào có được nam nhân xem xét qua. Người trong xương vẫn tương đối truyền thống, người cho rằng một người phụ nữ cả đời chỉ có thể có một người đàn ông, có thể nhìn nàng thân thể chỉ có là nam nhân của nàng hái hoa vô bóng đá. Ở đằng kia hai căn phòng nhỏ chu vi tụ tập không ít nam người tu luyện, bọn hắn đang nhìn đến Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên sau khi đi ra, bọn hắn lập tức tiến lên minh tiếp, bọn hắn lại theo Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên ánh mắt nhìn đã đến Diệp Thần Phong, bọn hắn từng cái khí thế tăng lên, vì tuyệt sắc mỹ nhân yếu tranh đoạt đối Diệp Thần Phong ra tay đánh nhau rồi diệp thần phong đang nhìn đến ngô lăng hương cùng giang thải huyên sau đó trong lòng của hắn cảm thấy phiền muộn cảm thụ hai nữ nhân này ánh mắt giết người trong lòng của hắn cũng tới khí không phải là không cẩn thận xem hai người bọn họ rửa giấy ma ai bảo nàng nhóm yếu tại dã ngoại dòng sông bên trong tắm rửa diệp thần phong cố ý lên giọng nói ra hai người các ngươi nữ nhân còn có hết hay không không phải là nhìn thấy các ngươi rửa giấy ma các ngươi làm sao lại đối với ta nhớ mãi không quên nữa nha. Cần phải muốn gả cho ta, ca ca ta là một cái chuyên nhất người, các ngươi không nên nữa đối ta chết quấy lằng nhằng rồi. Nói xong, Diệp Thần Phong trực tiếp từ cửa sổ khẩu nhảy xuống. Nghe được Diệp Thần Phong dĩ nhiên ăn nói linh tinh, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên cắn chặt môi, các nàng không nghĩ đến cái này xem các nàng tắm rửa tiểu tử, dĩ nhiên là như thế một cái vô lại du côn, các nàng là tức giận răng bạc chít kéo kẹt lạc vang vọng. Cái kia một đám vây quanh ở mô lăng hương cùng giang thải huyên trước người người tu luyện, bọn hắn nhìn thấy hai nữ biểu lộ sau đó bọn hắn hầu như tin tưởng Diệp Thần Phong nói rồi, trong lòng bọn họ từng cái cảm thấy bất công a hát. Thật sự là Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên quá mê người rồi, trên người có một loại khí chất đặc thù. Loại kia nam nhân không nên cũng được, ta nguyện ý cưới hai người các ngươi, ta bảo đảm có thể chiếu cố các ngươi cả đời. Đi con mẹ mày, người tính toán thơm bơ vậy sao? Chỉ có ta mới xứng chiếu cố hai vị cô nương này, hai vị gả cho ta đi. Ngô Lang Hương cùng Giang Thải Huyên nhìn xem chặn ở trước mặt các nàng những thực lực này không thế nào, từng cái miệng đầy nói bậy người tu luyện, trong các nàng tâm lửa giận nhanh chóng kéo lên, các nàng lại cũng không lo được ẩn giấu khí thế. Oanh, oanh, hai tiếng, từ trên người Ngô Lăng Hương tản ra nhất cổ thiên thần cảnh bốn tầng trung kỳ thật khí thế, mà từ trên người Giang Thải Huyên tản ra nhất cổ thiên thần cảnh bốn tầng sơ kỳ thật khí thế, chặn ở trước mặt các nàng người tu luyện, trong nháy mắt được cái này hai cỗ khí thế xung kích ngã lên ngã xuống. Ở trước người không đỡ người qua đường sau đó Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên bóng người trực tiếp từ lầu hai cửa sổ khẩu lẻn ra ngoài. Những kia bị khí thế đánh tan người tu luyện, bọn hắn khuôn mặt khó mà tin nổi, Bọn hắn đại thể đều là hóa thần cảnh cùng linh thần cảnh tu vi người, bọn hắn không nghĩ tới hai cái này cô gái tuyệt sắc dĩ nhiên là thiên thần cảnh tiền bối. Trong cổ họng bọn họ không khỏi khổ sở nuốt nước miếng. Rời đi tụ phúc lâu Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên, hai người bọn họ cực kỳ thuận lợi khóa chặt lại Diệp Thần Phong khí tức. Cùng Ngô Lăng Hương sánh vai cùng nhau đạp không mà đi Giang Thải Huyên, nàng nói nói, tiểu tặc này tử giao cho ta lão nương lần này nhất định phải đá bể hắn đồ chơi kia. Ngô Lăng Hương gò má chợt đỏ, người cũng không có giang thải huyên như vậy buông thả, người hừ lạnh một tiếng, không được, ta nhất định phải tự tay để tiểu tạc này hối hận hành vi của hắn. Một đường cấp tốc đạp không diệp thần phong, hắn là cố ý thanh hơi thở của mình lộ cho Ngô Lăng Hương cùng giang thải huyên khóa chặt. Hai nữ nhân này dù sao cũng là lão bạch cùng lão hắc dòng chính đời sau, hắn cũng xác thực nhìn địa phương không nên nhìn, Bất quá, Diệp Thần Phong cũng không nhận ra chính mình làm gì sai, miễn cho về sau một mực có phiền phức, hắn hiện tại cũng không muốn đối hai nàng này người giải thích lão bạch cùng lão hắc sự tình. Cho nên, hai nữ nhân này theo Diệp Thần Phong chính là thiếu nợ giáo huấn. Hắn bây giờ nhanh chóng chạy tới phương tiện là Liễu Văn Tuyền những này mạnh mẽ quỷ tu vị trí, đến lúc đó hắn muốn hảo hảo thay lão bạch cùng lão hắc giáo huấn một cái hai cái này vãn bối. Audio điện tử võ tấn bền chương 2083, các người nói ta muốn thế nào? Bóng đêm nồng nặc, giữa bầu trời trong sáng mặt trăng được một đóa mây đen che lại rồi. Liễu văn tuyển các loại một đám mạnh mẽ quỷ tu vị trí là cực kỳ hẻo lánh, chu vi không có bất kỳ màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính, trong tình huống bình thường đặc biệt là buổi tối, hầu như không ai hội đi tới nơi này nơi ít dấu chân người địa phương. Thiên Nguyên cổ thành diện tích cũng không tính là nhỏ. Bây giờ địa phương náo nhiệt nhất không gì bằng cổ lầu mọc lên san sát như rừng đường phố rồi. Chính là nhiều người đánh bảo Thiên Nguyên cổ thành truyền thuyết đặt tại đó đây. Tuy rằng như hôm nay Nguyên cổ thành sẽ không ở buổi tối biến mất rồi, nhưng bình thường người tu luyện đều là tụ tập tại địa phương náo nhiệt. Về phần Thiên Nguyên bên trong tòa thành cổ những kia không có ánh đèn mà lại rất lệch hoang vắng địa phương. Bên trong tòa thành cổ người tu luyện chỉ biết ban ngày đi thăm dò một phen. Buổi tối bọn hắn vẫn là an phận thủ thường ở tại nhiều người đường phố cùng bên trong khách sạn rồi. Nhanh chóng đạp không diệp thần phong, hắn khi thì đem khí tức thả ra ngoài, khi thì lại đem khí tức cực hạn thu lại, này làm cho không ngừng lần theo Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên tức giận cắn chặt hàm răng, các nàng đem chính mình thần niệm phóng thích vào cực hạn. Tại phát hiện Diệp thần phong khí tức không di động nữa, mà là dừng lại sau đó Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên càng là đem tốc độ nhanh nhanh tăng lên các nàng rất nhanh liền tiến vào thiên nguyên cổ thành không người khu vực, nơi này liền một tia ánh đèn cũng không có, hơn nữa cho người một loại âm khí âm u cảm giác. Thiên nguyên cổ thành mặt phía bắc nơi nào đó ít dấu chân người địa phương. Diệp thần phong thân ảnh liền đứng ổn định ở nơi này, liễu văn tuyển các loại một đám mạnh mẽ quỷ tu liền sinh sống ở này dưới mặt đất bên trong không gian. Ở nơi này có một cái người bên ngoài không phát hiện được trận pháp, Lúc trước Diệp Thần Phong đem nơi này trận pháp thay đổi một cái, chỉ có Liễu Văn Tuyền các loại một đám quỷ tu mới có thể tự do thông qua trận pháp này. Đương nhiên Diệp Thần Phong cái này thay đổi trận pháp người, hắn cũng có thể trên mặt đất trong trận pháp tự do qua lại. Diệp Thần Phong mới vừa vừa đến nơi đây, hơi thở của hắn cũng đã được dưới mặt đất Liễu Văn Tuyền các loại quỷ tu cảm thấy. Dưới mặt đất bên trong không gian, từ khi Diệp Thần Phong rời đi Thiên Nguyên Cổ Thành sau, Liễu Văn Tuyển các loại một đám quỷ tu bọn hắn liền an tâm trên mặt đất dưới bên trong không gian tu luyện. Càng là tu luyện Diệp Thần Phong truyền thụ cho quỷ tu của bọn họ công pháp. Trong lòng bọn họ thì càng là khiếp sợ, loại này quỷ tu công pháp nghịch thiên làm, so với dựa vào thôn vệ người tu luyện huyết nhục phải mạnh mẽ hơn nhiều rồi, hơn nữa loại công pháp này sẽ không để cho bọn hắn trở nên thích. Huyết, thành, tính, liễu văn tuyển các loại một đám quỷ tu, bọn hắn đánh trong đáy lòng cảm kích diệp thần phong lúc trước diệp thần phong có thể nói là giải cứu bọn hắn để ý thức của bọn họ về tới hồn phách của mình bên trong lại trải qua mấy ngày nay bọn hắn chân chân thiết thiết cảm nhận được quỷ tu công pháp mạnh mẽ bọn họ là thật tâm thật ý coi diệp thần phong là làm chủ nhân rồi là thiếu chủ khí tức thiếu chủ cuối cùng cũng coi như tới nơi này xem chúng ta rồi đại gia hỏa từng cái lên tinh thần đến đừng cho thiếu chủ đối với chúng ta thất vọng rồi bây giờ thiếu chủ truyền thụ chúng ta bực này quỷ tu công pháp, chúng ta thành tựu tương lai cũng tuyệt đối sẽ không kém. Một tên trong đó thiên thần cảnh bảy tầng sơ kỳ quỷ tu hét lên. Liễu Văn Tuyền cũng nói, đúng vậy, căn cứ lúc trước tiếp xúc, ta có thể khẳng định thiếu chủ thành tựu tương lai tuyệt đối không tầm thường, có thể tùy tiện lấy ra bực này quỷ tu công pháp người. Các ngươi nói sẽ là người bình thường sao? Chúng ta cần phải làm là phụ tá thiếu chủ, chúng ta cùng đi xem thấy thiếu chủ đi mà đúng lúc này trên mặt đất đạp không mà đến ngô lang hương cùng giang thải huyên khí thế của các nàng triệt để khóa chặt lại diệp thần phong nhìn thấy diệp thần phong đứng tại trên mặt đất không hề rời đi ý tứ hai người bọn họ bóng người đột nhiên biến mất tại không trung một giây sau ngô lang hương cùng giang thải huyên liền xuất hiện tại diệp thần phong 5 mét địa phương xa rồi hai nữ nhân này một cái thanh thuần động lòng người một cái thành quen thuộc mê người bất quá giờ khắc này hai người bọn họ trên mặt vẻ mặt không phải là làm thân mật. Ngô Lăng Hương âm thanh lành lạnh khẽ kêu nói, tiểu tặc, lần này xem ngươi vẫn có thể chạy trốn nơi đâu. Tiểu tặc tử, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời được, để lão nương ta đá bạo ngươi đồ chơi kia. Giang Thải Huyên đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Thần Phong. Mà Diệp Thần Phong lại vô tội nói ra, hai vị tỷ tỷ, các ngươi không khỏi quá ngang ngược không biết lý lẽ đi nha. Trước đó ta chỉ là không cẩn thận nhìn hai vị rửa giấy mà thôi, ta làm sao biết sẽ có người tại trong hồ nước tắm rửa. Này hoàn toàn chỉ là một cái bất ngờ. Ngô Lăng Hương gò má ửng đỏ, mày liễu nhíu nhíu, người quát lên, tiểu tặc, ngươi, ngươi còn dám nói. Giang Thải Huyên đôi mắt đẹp nhắm lại, nàng nói nói, tiểu tặc tử, vậy vừa nãy tại tụ phúc lâu sự tình thì lại làm sao tính. Người dĩ nhiên nói hai chúng ta đối với người chết quấy lằng nhằng món nợ này chúng ta có phải không hẳn là yếu tính toán một chút? Diệp Thần Phong đã cảm giác được Liễu Văn Tuyền các loại mạnh mẽ quỷ tu tại từ dưới mặt đất đi ra. Hắn cười nói: hai vị tỷ tỷ, các ngươi là muốn lấy cường bắt nạt yếu. Ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn làm như vậy. Mọi người cùng nhau ngồi xuống thưởng thưởng nguyệt, uống chút rượu chẳng phải mia. Nếu như hai vị thật sự đối với ta cảm thấy hứng thú, như vậy ta cũng nguyện ý cùng hai vị tìm một cái khách sạn ở trong phòng hảo hảo điều tra. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên đều cảm giác ra Diệp Thần Phong chỉ có hóa thần cảnh bốn tầng sơ kỳ mà thôi, thấy tên tiểu tử này tại trong lời nói không ngừng điều. "Khí các nàng, này để hai người bọn họ trong cơ thể thiên thần cảnh khí thế tăng vọt mà lên." Tại hai người bọn họ muốn động thủ đem Diệp Thần Phong bắt lại thời điểm, Diệp Thần Phong cười nói, "Hai vị tỷ tỷ, kỳ thực ta cũng thích nhất lấy cường bắt nạt yếu." xem ra ta cùng hai vị tỷ tỷ là người trong đồng đạo a hát diệp thần phong vừa dứt lời dưới liễu văn tuyền các loại một đám quỷ tu trong nháy mắt từ dưới mặt đất trốn ra bọn hắn nhanh chóng đem mô lang hương cùng giang thải huyên cho bao vây trong đó liễu văn tuyền cánh tay vung lên trong cơ thể thần vương cảnh sơ kỳ thật khí thế bạo phát ở xung quanh lập tức tạo thành một cái mạnh mẽ kết giới lấy bảo đảm nơi này khí thế sẽ không bị những người còn lại phát hiện ngoại trừ Liễu Văn Tuyền chính là thần vương cảnh sơ kỳ quỷ tu. Trong đó thiên thần cảnh quỷ tu có 50 tên, địa thần cảnh quỷ tu có 150 tên, mà linh thần cảnh quỷ tu có 200 tên. Liễu Văn Tuyền cung kính đứng ở Diệp Thần Phong bên người. Mà vừa vặn dự định bắt được Diệp Thần Phong Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên, các nàng đang nhìn đến chu vi rậm rạp chằng chịt quỷ tu, cùng với cảm giác được những quỷ này tu thật khí thế sau, hai người bọn họ trong con ngươi xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc các nàng không nghĩ tới đây dĩ nhiên có nhiều như vậy quỷ tu. Hơn nữa thực lực mạnh nhất còn tại thần vương cảnh sơ kỳ tầng thứ. Hai người bọn họ thực lực trước mắt chỉ có thiên thần cảnh bốn tầng mà thôi. Các nàng nỗ lực bình thức tâm tình của nội tâm, các nàng chính là ngô gia cùng giang gia thiên chi kiêu nữ, trong tay các nàng nắm giữ lá bài tẩy còn là không ít, nhưng đối mặt nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ quỷ tu, các nàng cũng là lành ít giữ nhiều. Liễu Văn Tuyền các loại một đám quỷ tu toàn bộ cung kính đối Diệp Thần Phong hô, thiếu chủ. Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói ra, Văn Tuyền, đem hai nữ nhân này huyệt vị niêm phong lại, không nên thương hai người bọn họ tính mạng. Lời này vừa nói ra Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên đôi mắt đẹp ngưng lại, 50 tên thiên thần cảnh, 150 danh địa thần cảnh cùng 200 tên linh thần cảnh quỷ tu khí thế, hướng về hai người bọn họ nhanh chóng áp bước mà đến, này làm cho các nàng trong gân mạch linh khí dòng sông hơi dừng lại một chút chính là cái này dừng lại thời gian liễu văn tuyền đã từ hai người bọn họ bên cạnh lướt qua thuận lợi phong bế hai người bọn họ huyệt đảo ngô lang hương cùng giang thải huyên lập tức đứng tại chỗ không thể nhúc nhích các nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm diệp thần phong này khu khu một cái hóa thần cảnh tiểu tử tại sao có thể có nhiều như vậy quỷ phó hơn nữa những quỷ này bộc thực lực đều mạnh mẽ như vậy thậm chí còn có thần vương cảnh. Phải biết thiên thần cảnh cùng thần vương cảnh trong lúc đó có một đạo to lớn danh giới, nói như vậy thiên thần cảnh cường giả tuyệt đối không có khả năng chiến thắng thần vương cảnh cường giả, cái này cũng là ngô lang hương cùng Giang Thải Huyên đối mặt liễu văn Tuyền tốc độ không phản ứng kịp nguyên nhân. Ngô lang hương ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm diệp thần phong, tiểu tặc, người muốn thế nào? Tiểu tặc tử, ta khuyên người lập tức thả lão nương, người hiểu rõ ta thân phận sao? Giang Thải Huyên cả giận nói. Diệp thần phong bóng người lóe lên, hắn xuất hiện tại Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên chính giữa. Bàn tay của hắn không chút do so dự hướng về hai nữ nhân này cái mông vỗ xuống đi. Bành bạch, hai tiếng, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên trong nháy mắt gò má xấu hổ. Đỏ, các nàng đôi mắt đẹp xấu hổ. Giận chừng lên Diệp Thần Phong, các nàng không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại dám đánh cái mông của các nàng. Diệp Thần phong tay trái khoác lên Ngô Lang Hương trên bả vai, tay phải khoác lên Giang Thải Huyên trên bả vai. Hắn nói ra: Hai vị tỷ tỷ, hai người các ngươi đuổi sát ta không tha, ta cũng không thể mất lễ nghi. Các ngươi nói ta muốn làm gì? Đêm dài từ từ, có hai vị tỷ tỷ làm bạn, ta thật cũng không có vẻ cô đơn rồi. Kế tiếp ta đương nhiên là muốn cùng hai vị tỷ tỷ thâm nhập thảo luận một chút, không biết hai vị tỷ tỷ ý như thế nào. Diệp Thần Phong chỉ là muốn giáo huấn một cái hai cái này kiêu ngạo nữ nhân mà thôi, dù sao cũng là lão bạch cùng lão hắc dòng chính đời sau, hắn sẽ không hạ độc thủ. chương 2084 Kinh Có thể cứu người của các ngươi Nghe được Diệp Thần Phong không còn che giấu lời nói sau. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên trong đầu thần kinh căng thẳng banh, bây giờ hai người bọn họ chẳng khác gì là cái thất gỗ thượng thịt cá, mặc cho Diệp Thần Phong làm thịt nhưng thân là ngô ra cùng giang ra thiên chi kiêu nữ, yếu nói hai người bọn họ tay không có bảo mệnh lá bài tẩy, đây căn bản là không thiết thực, cần phải sử dụng tới bảo mệnh lá bài tẩy, lại từ thần vương cảnh sơ kỳ quỷ tu trong tay đào tẩu, các nàng cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Diệp thần phong nhìn thấy ngô lang hương cùng giang thải huyên vẻ mặt không ngừng biến hóa, khóe miệng hắn nụ cười hiện lên, đối với loại này kiêu ngạo nữ nhân, nên thật tốt hù dọa một chút, bằng không các nàng lần sau còn là sẽ không trí nhớ lâu làm diệp thần phong yếu mở miệng lúc nói chuyện lão bạch cùng lão hắc nghi ngờ một tiếng lão bạch ngô phong dỗi rảnh nói ra hai nha đầu này trong cơ thể gân mạch không đúng lắm lão hắc giang vận thiên cũng nói tiểu tử ngươi nắm chặt hai người bọn họ thủ trưởng thông qua bàn tay của ngươi để cho ta cùng lão bạch cẩn thận cảm ứng một cái hai người bọn họ trong cơ thể gân mạch thấy lão bạch cùng lão hắc như vậy trịnh trọng Diệp Thần Phong không chút do so dự đem Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên Nhu. Mềm tay nắm giữ rồi, này làm cho thần sắc biến ảo Ngô Lăng Hương cả giận nói, ngươi. Giang Thải Huyên càng là chỗ vỡ khẽ kêu nói, tiểu tặc tử, ngươi dám lại nhiều lần chiếm tiện nghi của lão nương, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đồng thời, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên đã quyết định yếu liều lĩnh sử dụng tới lá bài tẩy, các nàng không cách nào khoan dung lại bị Diệp Thần Phong chiếm tiện nghi rồi, tuy nói huyệt đạo bị phong bế rồi, nhưng chỉ cần lá bài tẩy một khi thi triển, bị phong bế huyệt đạo liền sẽ tự động mở ra, nhưng thi triển lá bài tẩy quá trình yêu cầu đi tìm một ít thời gian. Lão Bạch cùng Lão Hắc thông qua diệp thần phong thủ trưởng, cảm ứng mô lang hương cùng giang thải huyên trong cơ thể mỗi một cái gân mạch. Chỉ chốc lát sau, Lão Bạch cùng Lão Hắc nộ khí trùng thiên, tiếng mắng chửi của bọn họ tại diệp thần phong trong đầu không ngừng vang lên. Diệp Thần Phong hỏi, Lão Bạch, Lão Hắc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, hai nhà đầu này chúng rồi vệ hồn đoạn mạch chỉ, các nàng cả đời này tuổi thọ tổng cộng chỉ có 500 năm. Rốt cuộc là ai như vậy độc ác? Lão Hắc Giang Vận Thiên cả giận nói, Lão Bạch, cái này còn phải nói sao? Đây nhất định là chúng ta cử nhân cũ rồi, để hai chúng ta đồng quy vô tận. Để cho chúng ta hai đại gia tộc xa sút hắn lại vẫn không thỏa mãn nếu như ta không có đoán sai chúng ta cửu nhân cũ hắn một mực chú ý chúng ta hai gia tộc này đây hai nha đầu này tuổi còn trẻ liền có thể có được thiên thần cảnh bốn tầng thực lực tư chất của các nàng nhất định là cực kỳ xuất sắc chúng ta cửu nhân cũ đương nhiên không chịu nổi chúng ta hai đại gia tộc quật khởi lần nữa rồi bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ hắn là muốn nhìn thấy hai chúng ta gia tộc từ từ kéo dài hơi tàn Hắn không có trực tiếp giết trong gia tộc của chúng ta sinh ra thiên tài, mà là đối hai nha đầu này thi triển vệ Hồn Đoạn Mạch Chỉ, làm cho các nàng cố gắng cả đời chỉ có 500 năm tuổi thọ. Tại đây trong vòng 500 năm vẫn là có thể tu luyện, nhưng chỉ cần các loại 500 năm vừa đến, hai nha đầu này liền sẽ toàn thân gân mạch gãy vỡ mà chết. 500 năm đầy đủ để hai cái này thiên tư xuất chúng nha đầu trưởng thành không sai rồi, đến lúc đó hai nha đầu này đột nhiên mất mạng chuyện này quả thật là tại trên tinh thần hành hạ chúng ta hai người của đại gia tộc diệp thần phong trong lòng cũng âm thầm cả kinh hỏi hắn này phệ hồn đoạn mạch chỉ rất khó hóa giải sao lão bạch ngô phong dỗi rảnh hồi đáp phệ hồn đoạn mạch chỉ là viễn cổ thời đại một loại cực kỳ độc ác pháp môn chỉ tay chặt gân stun mạch hai chỉ phệ hồn phách ba ngón định sinh tử này phệ hồn đoạn mạch chỉ tổng cộng chia làm làm cho này ba ngón tu luyện thành đệ nhất chỉ, có thể làm cho đối thủ gân mạch toàn bộ gãy vỡ, tu luyện thành thứ hai chỉ, có thể cắn nuốt mất đối thủ hồn phách, tu luyện thành đệ tam chỉ có thể khống chế đối thủ gân mạch gãy vỡ thời gian, cùng với hồn phách bị thôn vệ thời gian. Hai nhà đầu này bên trong chính là ba ngón định sinh tử. Một khi đợi được các nàng 500 năm tuổi thọ vừa đến, không phải nhưng các nàng gân mạch hội toàn bộ gãy vỡ, hơn nữa hồn phách cũng sẽ bị thôn vệ không còn một mống này làm cho các nàng liền tiến vào luân hồi cơ hội chuyển sinh cũng không có kỳ tâm có bao nhiêu ác độc bởi vậy liền có thể thấy một hai rồi quan trọng nhất là người bình thường không phát hiện được này ba ngón định sinh tử muốn hóa giải này phệ hồn đoạn mạch chỉ cũng là cực kỳ khó khăn diệp thần phong nhìn xem mô lăng hương cùng giang thải huyên xấu hổ giận dáng dấp trong lòng của hắn sâu đậm thở dài xem ra hai nữ nhân này cũng là số khổ người a hát trong cơ thể hắn linh khí cũng tiến vào Mô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên trong cơ thể dò xét một phen. Một phen tra xét sau đó Diệp Thần Phong sau lưng Long tộc tộc trưởng dấu ấn đột nhiên vận chuyển, Mô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên gân mạch ở bề ngoài xem không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Đồng dạng chỉ dựa vào Diệp Thần Phong chính mình, hắn cũng cảm giác không ra có vấn đề. Nhưng khi Long tộc tộc trưởng dấu ấn vận chuyển trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được hai nữ nhân này trong cơ thể gân mạch được một loại sức mạnh vô hình leo lên, loại này sức mạnh vô hình giống như một viên định. Lúc nổ, bắn ra, cũng không ai biết lúc nào viên này nổ, bắn ra liền sẽ nổ tung. Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng cảm thấy long tộc tộc trưởng dấu ấn biến hóa, trong lòng bọn họ đột nhiên sáng ngời. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, xem ra thực sự là trời không tuyệt đường người A Hát. Sau lưng ngươi long tộc tộc trưởng dấu ấn thật giống có thể khắc chế phệ hồn đoạn mạch chỉ, chỉ cần để cho ta cùng lão hắc suy nghĩ thật kỹ, hai nhà đầu này trong cơ thể phệ hồn đoạn mạch chỉ hẳn là có thể hóa giải. Ta cùng lão hắc sự tình, người còn không tất đối hai người bọn họ đề cập, hiện tại ngươi chỉ cần điểm ra thân thể của các nàng có vấn đề là được rồi. Diệp thần phong buông lỏng ra ngô lăng hương cùng Giang Thải Huyên thủ trưởng, này làm cho ngô lăng hương cùng Giang Thải Huyên đôi mắt đẹp ngưng lại, lá bài tẩy của các nàng vẫn không có ngưng tụ tốt đây các nàng còn cần một chút thời gian. bây giờ diệp thần phong buông lỏng ra bàn tay của các nàng. cái này phải hay không mang ý nghĩa diệp thần phong yếu đối với các nàng tiến hành quá đáng hơn cử động. giang thải huyên lập tức phú, nghị nói tiểu ca, người ta sớm muộn cũng sẽ là của ngươi, ngươi không cần nóng lòng như vậy. ngươi có phải hay không trước tiên yếu hiểu rõ hiểu rõ người ta. giang thải huyên đây là tại kéo dài thời gian. ngô lăng hương chỉ là càng thêm xấu hổ giận nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong ngón tay khơi gợi lên Giang Thải Huyên cầm, cười nói, vị tỷ tỷ này, tính cách của người ta nhưng là lĩnh giáo, ta xem ta không cần tại tốn thời gian đi tìm hiểu rồi. Người cái tiểu hỗn đản, lão nương ngươi nhất định cùng ngươi không để yên. Giang Thải Huyên thấy Diệp Thần Phong không ăn người một bộ này, người lập tức chỗ vỡ mắng lên. Diệp Thần Phong lắc lắc đầu nói ra, được rồi, được rồi, hai vị tỷ tỷ, ta đối thân thể của các ngươi nhưng không có bất kỳ hứng thú, ta đối với các ngươi bên trong thân thể gân mạch ngược lại là thật cảm thấy hứng thú, hai vị dĩ nhiên đều chúng rồi phệ hồn đoạn mạch chỉ. Một chỉ này chặt gân stunt mạch, hai chỉ phệ hồn phách, ba ngón định sinh tử, hai vị tỷ tỷ kiếp này tuổi thọ e sợ chỉ có 500 năm, không biết ta nói có đúng hay không. Nghe vậy, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên không lo được thôi phát lá bài tẩy, hai người bọn họ trong con ngươi lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi trong các nàng phệ hồn đoạn mạch chỉ sự tình chỉ có gia tộc các nàng bên trong lão tổ mới hiểu được liền ngay cả gia chủ cùng một đám trưởng lão cũng không biết bình thường cường giả căn bản không nhìn ra trạng huống thân thể của các nàng nhưng trước mặt tiểu tử này lại nói ra tình huống của các nàng ngô lang hương cùng giang thải huyên cùng liếc mắt nhìn nhau một cái các nàng cũng không biết đối phương cũng tương tự chúng rồi phệ hồn đoạn mạch chỉ các nàng từ lẫn nhau trong lúc biểu lộ, các nàng đều biết diệp thần phong nói một chút cũng không sai. coi như là trong gia tộc thần vương cảnh cường giả cũng không phát hiện được các nàng thân thể tình hình. tại sao trước mặt cái này hóa thần cảnh tiểu tử có thể một lời nói toạc ra, tiểu tử này rốt cuộc là ai? ngô lang hương cùng giang thải huyên đôi mắt đẹp trở nên càng thêm ngưng trọng, ánh mắt của các nàng không nháy một cái nhìn trầm trầm diệp thần phong, ngô lang hương chất vấn ngươi rốt cuộc là ai? Giang Thải Huyên cũng nói, ngươi là có người phái tới chuyên môn đối phó chúng ta. Bằng không Giang Thải Huyên không nghĩ ra một cái chỉ là hóa thần cảnh tiểu tử, dưới tay vì sao lại có nhiều như vậy thực lực cường hãn quỷ phó, hơn nữa còn có thể nói toạc ra trạng huống thân thể của các nàng. Diệp thần phong bình thản nói ra, ta là ai kỳ thực không có chút nào trọng yếu, trọng yếu nhất ta là có thể cứu người của các ngươi, ta có thể hóa giải các ngươi trong cơ thể phệ hồn đoạn mạch chỉ. Cái gì, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên đôi mắt đẹp trừng lớn, các nàng trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng, này phệ hồn đoạn mạch chỉ liền ngay cả gia tộc các nàng lão tổ cũng không cách nào hóa giải, từng cái chỉ là hóa thần cảnh tiểu tử nói có thể cứu các nàng. Chuyện này quả thật là lời nói vô căn cứ, phải biết các nàng mỗi cái gia tộc bên trong lão tổ có thể dựa vào sức lực của một người quét ngang toàn bộ Trung Châu, bực này thực lực người đối với các nàng bên trong phệ hồn đoạn mạch chỉ cũng không thể ra sức, đừng nói một cái không biết từ nơi nào nhô ra hóa thần cảnh tiểu tử. chương 2085, Kích Mạch Trận Có hy vọng, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên hoàn toàn đã quên chính mình yếu thoát khỏi niêm phong lại huyệt đạo, sau đó thì triển lá bài tẩy chạy khỏi nơi này rồi. Thật sự là Diệp Thần Phong một lời nói toạc ra thân thể của các nàng tình huống, còn nói có thể hóa giải trong các nàng vệ hồn đoạn mạch chỉ, điều này không khỏi làm cho các nàng tạm thời quên được tất cả. Diệp Thần Phong nhìn thấy Ngô lang Hương cùng Giang Thải Huyên không dám tin dáng dấp, tuy rằng không thích hợp nói với các nàng suốt lão bạch cùng lão hắc sự tình đây. Nhưng hơi chút nhắc nhở một chút vẫn là có thể, hắn nói ra, xem ra hai vị tỷ tỷ là không tin lời của ta. Viễn cổ một trong năm đại gia tộc Ngô Gia cùng Giang Gia, bản người hay là cùng hai người các ngươi gia tộc có phần ngọn nguồn. Hiện tại ta nghĩ muốn đối phó các ngươi là dễ như ăn cháo, ta cần gì còn muốn lượn quanh lớn như vậy một vòng đâu này. Chính các ngươi quyết định đi, yếu không để cho ta giúp các ngươi hóa giải trong cơ thể phệ hồn đoạn mạch chỉ. Thấy Diệp Thần Phong liền thân phận của các nàng cũng đoán được rồi, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên trong con ngươi xinh đẹp phòng bị vẻ càng thêm nồng nặc, nhưng các nàng cũng biết Diệp Thần Phong nói chính là sự thực, muốn đối phó hai người bọn họ, Diệp Thần Phong căn bản không cần lượn quanh lớn như vậy một vòng trong lòng các nàng không ngừng suy đoán thân phận của Diệp Thần Phong, các nàng đối Diệp Thần Phong một người như vậy một chút ấn tượng cũng không có, hẳn là không thể nào là đến từ chính các nàng chỗ đó. Các nàng bị chúng phệ hồn đoạn mạch chỉ, chỉ có các nàng mỗi cái gia tộc lão tổ có thể dò xét tra được, đương nhiên các nàng chính mình cũng có thể cảm giác được toàn thân gân mạch thượng được một nguồn sức mạnh cho leo lên gặp. Gia tộc các nàng lão tổ cũng không hề đem chuyện của các nàng nói ra, cho nên gia tộc bên trong hay là đối với các nàng đại lực bồi dưỡng. Các nàng lão tổ cũng một mực đang nghĩ biện pháp hóa giải các nàng trong cơ thể phệ hồn đoạn mạch chỉ. Những năm này gia tộc tiêu tốn tại trên người các nàng tài nguyên rất nhiều rất nhiều, bằng không các nàng cũng không khả năng nhanh như vậy tăng lên tới thiên thần cảnh bốn tầng. Vừa nghĩ tới chính mình chỉ có 500 năm tuổi thọ, hai người bọn họ liền cảm thấy xấu hổ đối với gia tộc các nàng đương nhiên là hy vọng trong cơ thể phệ hồn đoạn mạch chỉ có thể hóa giải được rồi. Đã trầm mặc một lát sau, Giang Thải Huyên cao mày hỏi, người thật sự có thể hóa giải phệ hồn đoạn mạch chỉ. Diệp Thần Phong không vui nói, có tin hay không là tùy các ngươi. Ta nhưng không có thời gian bồi các ngươi ở nơi này nói mỏ vô nghĩa rồi, chính các ngươi mau chút quyết định. Ngô Lăng Hương cắn môi nói ra, ta nguyện ý tiếp thu ngươi trị liệu. Giang Thải Huyên nhìn chầm chầm Diệp Thần Phong nhìn một hồi, nàng nói nói, ta cũng nguyện ý, người hiện tại có phải không sẽ có thể giúp chúng ta trị liệu. Diệp Thần Phong liếc nhìn Liễu Văn Tuyền, hắn nói ra, Văn Tuyền, trước tiên giúp hai người bọn họ mở ra huyệt đạo, nếu như hai người bọn họ không thành thật, như vậy các ngươi lập tức động thủ hạn chế các nàng. Liễu Văn Tuyền tại đáp một tiếng sau đó hắn lập tức giúp Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên mở ra trên người huyệt đạo. Diệp Thần Phong nói ra, hai vị tỷ tỷ, nơi này có quỷ tu sự tình còn xin ngươi nhóm không nên để lộ ra đi, tốt nhất các ngươi có thể dùng võ đạo chi tâm phát thể, như vậy ta mới có thể an tâm cho các ngươi trị liệu. Liễu Văn Tuyền các loại một đám quỷ tu nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên, nhìn xem phía trước mặt Phong Đạm Vân khinh Diệp Thần Phong. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên cắn chặt hàm răng, các nàng phát hiện tại cái này cái hóa thần cảnh tiểu tử trước mặt, các nàng đều là chịu thiệt, hơn nữa quyền chủ đạo hoàn toàn là nắm giữ ở Diệp Thần Phong trong tay. Tuy rằng trong lòng các nàng không quá tin tưởng Diệp Thần Phong có thể hóa giải phệ hồn đoạn mạch chỉ, thế nhưng chỉ cần có một tia hy vọng. Các nàng sẽ không muốn từ bỏ, các nàng không muốn đem đến gia tộc đối với các nàng thất vọng. Tại mạnh mẽ trừng mắt liếc Diệp Thần Phong sau đó Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên lần lượt lấy của mình võ đạo chi tâm phát thệ, sẽ không đem nơi này có quỷ tu sự tình truyền đi thấy Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên phát thể sau, Diệp Thần Phong là cười nhạt cười, mà nữ Giang Thải Huyên nhìn thấy một cái hóa thần cảnh tiểu tử dĩ nhiên giả ra như thế một bộ cao nhân phong độ, người hận không thể đem Diệp Thần Phong mặt ra cho đạp ở dưới bàn chân. Tiên nữ loại hình Ngô Lăng Hương, người trông rất đẹp mắt mũi cũng nhíu nhíu. Đối với Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên ý nghĩ, Diệp Thần Phong không có chút nào lưu ý, hắn nói ra, các ngươi ở một bên an tĩnh ở lại là được rồi ta trước tiên yếu bố trí một cái trận pháp. Vừa vặn lão Bạch cùng lão Hắc suy đoán Long tộc tộc trưởng dấu ấn đối phệ hồn đoạn mạch chỉ có tác dụng khắc chế, nhưng chỉ dựa vào Long tộc tộc trưởng dấu ấn còn không được đây. Lão Bạch cùng lão Hắc yếu chỉ đạo Diệp Thần Phong bố trí một cái kích mạch trận. Này kích mạch trận là viễn cổ thời đại một loại cực kỳ lạ trận pháp. Coi như là tại viễn cổ thời đại nắm giữ kích mạch trận người cũng cực kỳ số ít. Này kích mạch trận tên như ý nghĩa chính là kích phát cân mạch có thể kích phát người tu luyện trong gân mạch tai hại năng lượng. Bây giờ phệ hồn đoạn mạch chỉ năng lượng chăm chú leo lên ở ngô lăng hương cùng giang thải huyên gân mạch bên trên, này kích mạch trận có thể để cho leo lên có thể lượng biến được buông lỏng, thậm chí tạm thời từ gân mạch thượng bóc ra, lại phối hợp thêm long tộc tộc trưởng dấu ấn, đem bóc ra năng lượng từ hai nữ nhân này trong cơ thể bước đi ra, đây là lão bạch cùng lão hắc nghĩ tới biện pháp. Diệp thần phong ý thức hơi động, một vạn khối màu tím đen thiên phẩm linh thạch nhất thời xuất hiện tại trên mặt đất. Bố trí kích mạch trận tốt nhất chính là dùng thiên phẩm linh thạch. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên nhìn thấy Diệp Thần Phong tùy ý lấy ra một vạn khối thiên phẩm linh thạch, hai người bọn họ môi vi vi mở ra. Một khối thiên phẩm linh thạch bằng với một vạn khối linh thạch thượng phẩm. Một vạn khối thiên phẩm linh thạch bằng với một trăm triệu khối linh thạch thượng phẩm đây. Tuy nói Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên là ngô gia cùng Giang gia người, nhưng các nàng chỗ đó có ngược lại là có ngày phẩm linh thạch, bất qua số lượng hiếm ít đến mức đáng thương. Các nàng bây giờ trong nhẫn chứa đồ tổng cộng cũng mới có mấy trăm khối thiên phẩm linh thạch, tại các nàng trong nhẫn chứa đồ linh thạch thượng phẩm cũng không ít. Linh thạch thượng phẩm hoàn toàn không thể cùng thiên phẩm linh thạch làm so sánh, tại bây giờ các nàng gian ra cùng ngô trong nhà, các nàng cả gia tộc thiên phẩm linh thạch dự trữ số lượng cũng không quá hơn chục ngàn mà thôi, càng quan trọng hơn là ở các nàng sinh hoạt địa phương, thiên phẩm linh thạch linh mạch cũng đã tuyệt tích rồi, gia tộc các nàng bên trong thiên phẩm linh thạch dự trữ là trước đây một mực bảo lưu xuống đây này. Lấy tư cách hai đại gia tộc thiên tri kiêu nữ, các nàng một lần có thể có được mấy trăm khối thiên phẩm linh thạch, đây đã là đủ khiến gia tộc còn lại thành viên hâm mộ rồi. Nhưng trước mắt này cái hóa thần cảnh tiểu tử, lấy ra một vạn khối thiên phẩm linh thạch, liền con mắt cũng không nháy không dưới, các nàng càng phát bắt đầu hiếu kỳ thân phận của Diệp Thần Phong rồi. Nếu để cho Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên biết, Diệp Thần Phong trước đó tốn mất 100 triệu khối thiên phẩm linh thạch, thật không biết hai người bọn họ sẽ là loại nào đặc sắc biểu lộ đâu này. Đối với hỗn độn trong chiếc nhẫn còn có 110 triệu khối thiên phẩm linh thạch Diệp Thần Phong tới nói qua, hắn đã trải qua một chút trước 100 triệu khối thiên phẩm linh thạch đại phá của, này một vạn khối thiên phẩm linh thạch ở trong mắt hắn vốn là mưa bụi rồi. Tại lão Bạch cùng lão Hắc một lần lại một lần dưới sự chỉ điểm, diệp thần phong trận pháp trình độ là thẳng tắp tăng lên trong đầu lão bạch cùng lão hắc không ngừng chỉ đạo diệp thần phong bố trí kích mạch trận phương pháp diệp thần phong một bên tại trong đầu củng cố hai tay của hắn một bên nhanh chóng chuyển động từng khối từng khối thiên phẩm linh thạch bị hắn nhanh chóng bố trí ở trên mặt đất có lão bạch cùng lão hắc chỉ đạo lại tăng thêm diệp thần phong trận pháp trình độ hắn bố trí kích mạch trận tốc độ phi thường nhanh Tại Diệp Thần Phong bố trí suốt một nửa kích mạch trận thời điểm, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên lần nữa trợn mắt hốc mồm, các nàng lão tổ trải qua một phen suy nghĩ, đều là biết kích mạch trận đối hóa giải các nàng trong cơ thể phệ hồn đoạn mạch chỉ có trợ giúp, thế nhưng kích mạch trận thất truyền nhiều năm, Ngô gia cùng Giang gia lão tổ trải qua lần lượt cân nhắc, bọn hắn chỉ có thể bố trí suốt một phần kích mạch trận đến, căn bản bố trí không ra hoàn chỉnh kích mạch trận ngô lang hương cùng giang thải huyên đại khái có thể phán đoán ra diệp thần phong đang bố trí chính là kích mạch trận này kích mạch trận bố trí là cực kỳ phức tạp nhưng từng khối từng khối thiên phẩm linh thạch trong tay diệp thần phong nước chảy mây trôi như cùng ở tại biểu diễn bình thường nhìn xem càng ngày càng hoàn thiện kích mạch trận hai người bọn họ trong lòng chậm chạp không thể bình tĩnh diệp thần phong cái này hóa thần cảnh tiểu tử tại hai người bọn họ trong mắt trở nên càng ngày càng thần bí trong lòng các nàng không tin giảm bớt một ít, nếu như Diệp Thần Phong thật sự có thể bố trí suốt hoàn chỉnh kích mạch trận đến, hay là các nàng trong cơ thể phệ hồn đoạn mạch chỉ thật sự có hy vọng hóa giải. Nhưng Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên từ các nàng từng người lão tổ trong miệng biết được, chỉ dựa vào kích mạch trận chả không cách nào hoàn toàn hóa giải các nàng trong cơ thể phệ hồn đoạn mạch chỉ, các nàng trong con ngươi tràn đầy ước ao, Diệp Thần Phong phải hay không còn có hậu chiêu đâu này các nàng tạm thời đem đối diệp thần phong bất mãn toàn bộ ném ra sau đầu rồi. chương 2086, quái vật, gia súc, một đạo hồng sắc ánh sáng nhạt từ trong trận pháp phóng lên trời. Trong trận pháp linh khí nồng nặc như cuồn cuộn dòng lũ. Tại diệp thần phong thanh cuối cùng một khối thiên phẩm linh thạch bố trí xuống đi sau đó hoàn chỉnh kích mạch trận trong nháy mắt tạo thành. Tốt ở xung quanh có liễu văn tuyển bố trí kết giới, động tĩnh của nơi này là sẽ không bị người phát hiện. Đầu đầy mồ hôi Diệp Thần Phong, hắn nhìn hướng Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên, nói ra, hai người các ngươi ngồi xếp bằng tại kích mạch trong trận. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên chỉ là do dự một chút, các nàng liền chiếu vào Diệp Thần Phong lời nói đi làm. Diệp Thần Phong không có vội vã đi làm chuyện kế tiếp, mà là hỏi các ngươi lúc trước vì sao lại chúng rồi phệ hồn đoạn mạch chỉ. Đây là Lão Bạch cùng Lão Hắc để Diệp Thần Phong hỏi, tuy nói trong lòng bọn họ suy đoán ra một cách đại khái, nhưng là bọn hắn còn muốn xác định một lần. Thấy Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên không có mở miệng, Diệp Thần Phong tiếp tục nói, ta cũng đã sớm nói, ta và các ngươi ngô ra, Giang ra có phần ngọn nguồn, tương lai các ngươi thì sẽ biết, ta nếu như muốn hại các ngươi, ta cần phải như thế gặp nhiều trắc trở sao. Còn muốn lãng phí một vạn khối thiên phẩm linh thạch, Ta nghĩ các ngươi cũng hẳn phải biết thiên phẩm linh thạch giá trị chứ. Ngô Lăng Hương tại mấp máy thủy nhuận môi sau, nàng nói nói, "Hy vọng ngươi nói những thứ này đều là thật sự, bằng không coi như là liều đồng quy vô tận, ta Ngô Lăng Hương cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Bình phục thoáng một chút tâm tình, Ngô Lăng Hương nói tiếp, "Tại chúng ta Ngô gia, mỗi đứa bé sinh ra sau đó lập tức hội tiến hành một lần kiểm tra thiên phú, mà thiên phú của ta tại Ngô gia mấy ngàn năm qua là xuất sắc nhất." thậm chí lão tổ nói thiên phú của ta không thể so tổ tiên ngô phong dỗi rảnh yếu. Nhưng tại thiên phú của ta đo đi ra không mấy ngày nữa, ta liền biến mất ở ngô trong nhà, sau đó ngô gia nhân ở bờ suối chảy phát hiện lúc đó vẫn là trẻ con ta, ở gia tộc cùng trưởng lão kiểm tra dưới, bọn hắn không có phát hiện được ta vấn đề. Sau đó tại lão tổ kiểm tra xuống mới phát hiện không đúng, nhưng lão tổ không có đối với bất cứ người nào nhắc lên, chờ ta bắt đầu tiếp xúc lúc tu luyện lão tổ mới đưa trạng huống thân thể của ta nói cho ta biết. Giang Thải Huyên cũng nói, của ta tao ngộ cùng nàng gần như, lão tổ đã từng nói thiên phú của ta cũng có thể cùng tổ tiên Giang Vận Thiên sánh ngang. Tại ta trẻ con thời kỳ, ta biến mất qua một ngày, ta khẳng định cũng là ở đằng kia biến mất trong vòng một ngày bị người thi triển phệ hồn đoạn mạch chỉ. Diệp thần phong lập tức hỏi, gia tộc của các ngươi lẽ nào liền một điểm manh mối cũng không có tra được sao? các người biết lúc trước đối với các người thì triển vệ hồn đoạn mạch chỉ người sao. Lúc này Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên là lần lượt lắc lắc đầu. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên thiên phú không thể so lão bạch cùng lão hắc kém. Khó quái hai người bọn họ sẽ tao ngộ chuyện như vậy, lão bạch cùng lão hắc kẻ thù làm sao nguyện ý nhìn xem tư chất như thế người trưởng thành đâu này. Lão bạch cùng lão hắc kẻ thù tâm lý đủ biến thái, hắn không có lựa chọn giết Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên, mà là đối hai nữ nhân này thi triển loại thủ đoạn này, nếu không có Diệp Thần Phong xuất hiện, e sợ hai nữ nhân này chờ đến 500 năm tuổi thọ thời điểm. Hai người bọn họ là chắc chắn phải chết rồi. Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng ở Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên trước mặt, hắn nói ra hướng về ta duỗi ra các người một cánh tay. Tại Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên từng người đưa tay ra cánh tay sau, Diệp Thần Phong cũng đem hai tay vươn ra ngoài. Bàn tay phải của hắn cùng Ngô Lăng Hương thủ trưởng đối lại với nhau, bàn tay trái cùng Giang Thải Huyên thủ trưởng đối lại với nhau. Này làm cho Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên gò má lại là chợt đỏ, thân là hai đại gia tộc bên trong thiên tri kiêu nữ, các nàng nơi nào sẽ cùng nam nhân khác như thế tiếp xúc. Ngược lại nghĩ đến mình đã được Diệp Thần Phong chiếm không ít tiện nghi, chỉ là cùng Diệp Thần Phong bàn tay đối va vào nhau, này thật giống cũng không phải là không thể đủ tiếp nhận sự tình diệp thần phong lập tức mở ra trên mặt đất kích mạch trận từng trận hiện ra hào quang màu đỏ linh khí đem ngô lăng hương cùng giang thải huyên bao phủ lại rồi diệp thần phong lập tức quát lên nhắm mắt ngưng thần trong gân mạch linh khí dòng sông thúc động được hào quang màu đỏ linh khí bao phủ ngô lăng hương cùng giang thải huyên cao mày các nàng thật giống rất thống khổ bình thường từng trận đặc thù sóng linh khí tiến vào hai người bọn họ trong cơ thể kích mạch trận nhanh chóng phát huy tác dụng. Theo thời gian từ từ trôi qua, Ngô lăng Hương cùng Giang Thải Huyên là Hương, Mồ Hôi, Sối, Ly, các nàng sợi tơ quần áo dán thật chặt hợp ở trên thân thể. Các nàng bên trong thân thể hết thảy gân mạch thượng được leo lên phệ hồn đoạn mạch chỉ năng lượng tại kích mạch trận dưới tác dụng bắt đầu trở nên buông lỏng cùng bóc ra rồi. đương nhiên đây chỉ là một tạm thời hiện tượng. Nếu như chế đem các loại buông lỏng cùng bóc ra năng lượng bước đi ra như vậy những năng lượng này hội một lần nữa leo lên tại hai người bọn họ gân mạch bên trên tại năng lượng bóc ra sau đó diệp thần phong thần niệm cùng linh khí cũng tiến vào ngô lăng hương cùng giang thải huyên bên trong thân thể theo diệp thần phong thần niệm cùng linh khí tiến vào sau lưng của hắn long tộc tộc trưởng dấu ấn bắt đầu vận chuyển diệp thần phong vốn là muốn phải dựa vào long tộc tộc trưởng dấu ấn đem những năng lượng này bước đi ra Ai biết những này bóc ra năng lượng dĩ nhiên hướng về Diệp Thần Phong hội tụ đến rồi, nhanh chóng trào vào bên trong thân thể của hắn. Khiến hắn lông mày trong nháy mắt nhíu chặt. Không bao lâu thời gian, Diệp Thần Phong lông mày vừa buông ra rồi. Khóe miệng trái lại lộ ra một vệt như có như không nụ cười. Những kia tiến vào Diệp Thần Phong trong cơ thể phệ hồn đoạn mạch chỉ năng lượng, toàn bộ hướng về sau lưng của hắn long tộc tộc trưởng dấu ấn phương vị tập hợp trải qua long tộc tộc trưởng dấu ấn luyện hóa trong đó đối gần mạch tai hại năng lượng toàn bộ được bốc hơi rồi đối người tu luyện không có làm hại năng lượng nhanh chóng từ dấu ấn từ chảy ra cuối cùng đang không ngừng bị diệp thần phong hấp thu mặc dù không có làm hại năng lượng ít một chút nhưng chân mũi có thêm cũng là thịt ah ngô lang hương cùng giang thải huyên trong cơ thể phệ hồn đoạn mạch chỉ lưu lại năng lượng chả có rất nhiều đây Diệp Thần Phong là thỏa thích đem những năng lượng này hấp thu tiến vào trong cơ thể mình, dù sao có long tộc tộc trưởng dấu ấn thanh tẩy, hắn không có chút nào sợ sẽ đối thân thể của mình tạo thành ảnh hưởng xấu. Nhắm hai mắt Ngô lang Hương cùng Giang Thải Huyên cảm giác được trong cơ thể mình phệ hồn đoạn mạch chỉ năng lượng đang từ từ giảm bớt, các nàng đồng dạng cảm giác được suốt những năng lượng này là chảy vào Diệp Thần Phong trong cơ thể. Các nàng mặc dù đối với Diệp Thần Phong tiểu tặc này bất mãn, nhưng các nàng chả là muốn ngăn cản, các nàng không muốn hại Diệp Thần Phong. Nhưng chính làm hai người bọn họ muốn mở mắt ra mở miệng thời điểm. Chỉ thấy Diệp Thần Phong chung quanh khí thế một cơn chấn động, trong cơ thể hắn cách trở thực lực đột phá bình cảnh lập tức được giải khai, hắn từ hóa thần cảnh bốn tầng sơ kỳ, khóa nhập hóa thần cảnh bốn tầng trung kỳ. Cảm giác được điểm này Ngô Lam Hương cùng Giang Thải Huyên, các nàng đúng là không thể lại bình tĩnh, Diệp Thần Phong chẳng những không có được vệ hồn đoạn mạch chỉ năng lượng ảnh hưởng, trái lại mượn những năng lượng này tăng cao thực lực. Sao lại có thể như thế a ah, hát, nhưng sự thực liền bày ở trước mắt, hai người bọn họ không muốn tin tưởng cũng không được rồi. Bởi Ngô Lăng Hương, Giang Thải Huyên cùng Diệp Thần Phong là đối với bàn tay, các nàng có một loại phương pháp có thể không cần máy móc cũng cảm giác suốt đối phương cốt linh, chỉ cần trên thân thể có một ít tiếp xúc là được rồi. Làm hai nữ nhân này cảm giác được Diệp Thần Phong cốt linh chỉ là 29 thời điểm, hai người bọn họ thật sự yếu trong gió lăng loạn. Nguyên bản các nàng đoán chừng Diệp Thần Phong tối thiểu muốn lên trăm tuổi. Nhưng kết quả Diệp Thần Phong dĩ nhiên là 29 tuổi hóa thần cảnh bốn tầng người tu luyện. Này không khỏi cũng bất khả tư nghị một ít chứ. Diệp Thần Phong mượn được long tộc tộc trưởng dấu ấn tinh luyện sau phệ hồn đoạn mạch chỉ năng lượng, thực lực của hắn là lặp đi lặp lại nhiều lần nâng lên thăng. Này tinh luyện sau phệ hồn đoạn mạch chỉ năng lượng cũng phi thường đặc thù, cũng không phải bình thường năng lượng có thể cùng hắn so sánh, cho nên diệp thần phong đột phá thực lực lên có vẻ thập phần ung dung. Diệp thần phong không khí chung quanh phải không đoạn bạo động. Hóa thần cảnh 4 tầng hậu kỳ. Hóa thần cảnh 4 tầng đỉnh phong. Hóa thần cảnh 5 tầng sơ kỳ. Chỉ là một sẽ thời gian, diệp thần phong liền từ hóa thần cảnh 4 tầng sơ kỳ, tăng lên tới hóa thần cảnh 5 tầng sơ kỳ rồi, chọn vẹn tăng lên một cái đại tầng thứ đây. Bất quá, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên trong cơ thể phệ hồn đoạn mạch chỉ năng lượng vẫn không có hoàn toàn bị hấp thu đi ra đây. Cảm giác được Diệp Thần Phong khí thế trên người chả đang nhanh chóng kéo lên. Nhắm mắt lại Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên mắng to quái vật, ra súc. Bất quá, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên trong lòng vẫn là vô cùng cao hứng. Các nàng trong cơ thể phệ hồn đoạn mạch chỉ thật sự cũng bị hóa giải, các nàng cũng không còn cách nào đối Diệp Thần Phong lộ ra phẫn nộ rồi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Diệp Thần Phong là hai người bọn họ ân nhân cứu mạng rồi. Nhưng được Diệp Thần Phong nhìn thân thể, lại bị Diệp Thần Phong đánh cái mông, này để hai người bọn họ thiên tri kiêu nữ là tâm tư mâu thuẫn. chương 2087, một bút thủ tiêu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên trong cơ thể phệ hồn đoạn mạch chỉ năng lượng toàn bộ chảy vào diệp thần phong trong cơ thể. Trải qua long tộc tộc trưởng dấu ấn thanh tẩy sau đó hết thảy hữu ích năng lượng toàn bộ được diệp thần phong cho hấp thu. Cuối cùng diệp thần phong khí thế trên người vững vàng ngừng lưu tại hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ. Dựa vào mô lăng hương cùng giang thải huyên trong cơ thể phệ hồn đoạn mạch chỉ năng lượng, diệp thần phong từ hóa thần cảnh 4 tầng sơ kỳ, cuối cùng tăng lên tới hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ, trọn vẹn tăng lên hai cái đại tầng thứ đây. Này đối với hắn mà nói qua không thể nghi ngờ là một cái niềm vui bất ngờ. Khóe miệng lộ ra nụ cười diệp thần phong, hắn đem cánh tay của mình thu lại rồi, hắn nhìn xem vẫn cứ nhắm mắt lại Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên, nói ra, hai người các ngươi tại chính mình đều tức một phen, bây giờ các ngươi trong cơ thể phệ hồn đoạn mạch chỉ năng lượng toàn bộ hóa giải, các ngươi chỉ cần đem toàn thân mình gân mạch củng cố một cái là được rồi diệp thần phong bước ra kích mạch trong trận hắn tùy ý ở một bên trên mặt đất ngồi xuống liễu văn tuyển các loại một đám quỷ tu đứng ở bên cạnh hắn diệp thần phong trong tay xuất hiện một cái nuôi quỷ bình đem quý long xuyên các loại quỷ tu toàn bộ phóng ra hắn đối với quý long xuyên các loại quỷ tu nói ra về sau các ngươi liền sinh sống ở nơi này đi nơi này quỷ tu giống như các ngươi lúc trước cũng là được ta giải cứu ra Quý Long xuyên các loại từ viêm thiên trong cốc cứu ra quỷ tu, bọn hắn tại cảm giác được Liễu Văn Tuyền các loại một đám quỷ tu thực lực sau, đặc biệt là thần vương cảnh sơ kỳ Liễu Văn Tuyền, này để cho bọn họ nội tâm chấn động, Quý Long xuyên đám người cung kính hô Liễu Văn Tuyền một tiếng tiền bối. Diệp thần phong nói ra, Văn Tuyền, các người lẫn nhau tốt tốt làm quen một chút, thuận tiện đem ta truyền thụ cho các người quỷ tu công pháp, truyền cho Quý Long xuyên bọn hắn những quỷ này tu liễu văn tuyền nhìn ra được vừa vặn diệp thần phong là đang trợ giúp ngô lăng hương cùng giang thải huyên hóa giải trong cơ thể một loại năng lượng nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới diệp thần phong dĩ nhiên có thể mượn loại này tai hại năng lượng thực lực trực tiếp tăng lên hai cái đại tầng thứ chuyện này quả thật quá không thể tưởng tượng nổi một ít hắn càng phát cảm thấy người chủ nhân này thành tựu tương lai tuyệt đối không thể đo đếm thấy diệp thần phong không có chính mình truyền thụ cho quý long xuyên đám người quỷ tu công pháp mà là khiến hắn Liễu Văn Tuyển thay truyền thụ, này làm cho Liễu Văn Tuyển trong lòng vui vẻ. Này chứng minh Diệp Thần Phong coi trọng hắn, hắn lập tức cùng Quý Long xuyên đám người quen thuộc lên. Diệp Thần Phong liếc nhìn vẫn cứ tại kích mạch trong trận Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên. Chỉ thấy hai nữ nhân này quần áo hoàn toàn ướt đẫm thậm chí loáng thoáng có thể nhìn thấy sợi tơ trong quần áo khiến người ta huyết mạch bành trướng hình ảnh rồi. Bất quá, Diệp Thần Phong rất nhanh sẽ rời đi ánh mắt, hắn ngửa đầu nhìn xem bên ngoài kết giới trong bầu trời đêm màu trắng bạc mặt trăng, nói thật trong lòng của hắn thật sự cảm giác thấy hơi mệt mỏi. Này cùng nhau đi tới, hắn đã trải qua nhiều lắm, hắn thật muốn qua một cái cuộc sống của người bình thường. Nhưng trong lòng mục tiêu còn chưa thực hiện, hắn không cách nào khoan dung đem đến thân nhân của mình, bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết, cuối cùng lần lượt rời đi chính mình. Bây giờ mới hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ thực lực, Diệp Thần Phong phải đi đường còn rất xa sâu đậm thở ra một hơi sau đó Diệp Thần Phong đem tâm tình tiêu cực toàn bộ ném ra sau đầu rồi, hắn cười nói, đối tử đương ca, nhân sinh bao nhiêu. Đêm nay liền để ta ra sức uống một phen đi. Tại Diệp Thần Phong muốn muốn lấy ra bên trong tiểu thế giới 10.000 năm linh tử thời điểm, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên từ điều tức bên trong đã tỉnh lại, các nàng đứng lên đi ra kích mạch trận. Các nàng đem vừa vặn Diệp Thần Phong lời nói, nghe được cũng rõ ràng là gì bên trong thân thể phệ hồn đoạn mạch chỉ năng lượng được hóa giải, hai người bọn họ tâm tình đều cực kỳ tốt. Các nàng hoàn toàn buông xuống chuyện lúc trước, các nàng cũng biết Diệp Thần Phong nhìn thấy thân thể của các nàng, đây cũng là một cái ngoài ý muốn, bây giờ Diệp Thần Phong lại chẳng khác gì là ân nhân cứu mạng của các nàng. Các nàng tự nhiên không làm được ân đền oán trả sự tình tới, các nàng trái lại đối Diệp Thần Phong người này rất hiếu kỳ. Giang Thải Huyên lắc eo đi tới Diệp Thần Phong trước người, nói ra tiểu ca, tỷ tỷ ta nơi này chính là hữu hảo rượu đây. Người muốn hay không thưởng thức một cái. Đi tới Diệp Thần Phong trước mặt Ngô Lăng Hương, người trực tiếp từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một ít cái bình rượu. Nói ra, đây là một vạn năm bách hoa ngọc quỳnh rượu, ở chính giữa châu căn bản không uống được. Người đã muốn muốn uống rượu, như vậy này vò rượu cho rằng ta đối với người cảm kích đi. Giang Thải Huyên trong tay cũng lập tức xuất hiện một vò bách hoa ngọc quỳnh rượu nàng nói nói tiểu ca, này 10.000 năm bách hoa ngọc quỳnh rượu là cực kỳ chân quý, không chỉ mùi vị nhất tuyệt, hơn nữa đối người tu luyện thân thể phi thường hữu ích nơi. Diệp thần phong nhìn vẻ mặt kiêu ngạo ngô lăng hương cùng Giang Thải Huyên, hắn nói ra, ta nói hai vị tỷ tỷ, các người ý định muốn cùng ta phát sinh một chút quan hệ sao? Nghe vậy, ngô lăng hương cùng Giang Thải Huyên cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, khi các nàng nhìn thấy ướt đẫm quần áo dính sát vào trên người, Loại kia như ẩn như hiện cảm giác, phảng phất cùng không mặc quần áo áo như thế. Nhận ra được điểm này, sau đó Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên trong miệng không hẹn mà cùng mắng tiểu tặc. Tiểu tặc tử. Hai người bọn họ bên trong thân thể linh khí nhấc lên thăng, ướt đẫm quần áo lập tức khôi phục khô khan. Lại một lần được Diệp Thần Phong chiếm tiện nghi, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên trong lòng có nộ khôn kể, các nàng liếc nhau một cái sau Tại Diệp Thần Phong bên cạnh cách đó không xa ngồi xuống, Giang Thải Huyên đôi mắt đẹp trừng lên Diệp Thần Phong, nói ra tiểu tạc tử, may nhờ lão nương ta còn cảm động một phen đây. Xem ra ngươi là bản tính khó rời rồi, này 10.000 năm bách hoa ngọc quỳnh rượu, lão nương chính ta thưởng thức. Ngô Lăng Hương không có mở miệng, người chỉ là lại lấy ra một con tinh xảo chén nhỏ, xem ra người cũng không có ý định cho Diệp Thần Phong uống bách hoa ngọc quỳnh rượu. Này bách hoa ngọc quỳnh rượu phi thường khó mà sản xuất, hơn nữa 10.000 năm bách hoa ngọc quỳnh rượu đã coi như là đỉnh phong, vượt qua 10.000 năm linh tử là đã ít lại càng ít, này bách hoa ngọc quỳnh rượu là 10.000 năm phần bên trong tuyệt đối cực phẩm. Tại toàn bộ giang gia cùng ngô trong nhà, 10.000 năm phần bách hoa ngọc quỳnh rượu cũng phi thường thưa thớt, trọng yếu nhất loại rượu này đối người tu luyện có ích vô cùng lớn, thân là hai gia tộc này thiên chi kiêu nữ, các nàng cũng mới đã lấy được một ít đàn bách hoa ngọc quỳnh rượu mà thôi. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên đem vò rượu mở ra, một mùi thơm vị nhất thời ở trong không khí chuyển lái tới, Giang Thải Huyên đắc ý nhìn xem Diệp Thần Phong, khóe miệng hiện lên như có như không nụ cười Ngô Lăng Hương, ánh mắt của nàng cũng như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, các nàng đang chờ Diệp Thần Phong mở miệng chịu thua. Diệp Thần Phong cười nói, hai vị tỷ tỷ, rượu của các ngươi không hợp khẩu vị của ta, Ta vẫn tương đối yêu thích uống rượu của mình. Giang Thải Huyên cùng Ngô Lang Hương cho rằng Diệp Thần Phong chưa từng nghe nói Bách Hoa Ngọc Quỳnh rượu. Bằng không Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Tại Giang Thải Huyên còn muốn mở miệng thời điểm. Chỉ thấy Diệp Thần Phong lấy ra một cái cự đại vỏ rượu. Hắn trực tiếp đem này to lớn vỏ rượu mở ra rồi. Này chính là bên trong tiểu thế giới 10.000 năm linh tử. Nồng nạc mùi rượu thơm cùng linh khí nhất thời tràn ngập tại trong không khí hoàn toàn đem 10.000 năm bách hoa ngọc quỳnh mùi rượu che kín rồi. Bên trong tiểu thế giới 10.000 năm linh tử, này chính là 10.000 năm linh tử bên trong tuyệt phẩm rồi, 10.000 năm bách hoa ngọc quỳnh rượu cùng loại này linh tử so với, quả thực là chênh lệch tốt mấy con phố đây. Ngô Lang Hương cùng Giang Thải Huyên cảm giác được Diệp Thần Phong lấy ra linh tử linh khí cùng mùi rượu sau đó các nàng lập tức phân biệt ra được cái này cũng là 10.000 năm linh tử, hơn nữa rất xa vượt ra khỏi các nàng bách hoa ngọc quỳnh rượu hai người bọn họ bình thường căn bản không bỏ uống được 10.000 năm bách hoa ngọc quỳnh rượu, bất quá, mỗi lần ở gia tộc cử hành long trọng yến hội sự tình, bên trong gia tộc sẽ lấy ra một nhóm vạn năm bách hoa ngọc quỳnh rượu, các nàng uống qua bách hoa ngọc quỳnh rượu số lần cũng không phải rất nhiều. Ngô Lang Hương cùng Giang Thải Huyên tuy rằng không phải sâu rượu, nhưng có thể che lại bách hoa ngọc quỳnh rượu, loại này mùi rượu các nàng cũng muốn nếm thử nhìn xem Diệp Thần Phong từng ngụm từng ngụm hướng về trong miệng rót 10.000 năm linh tử, các nàng cảm giác mình tại Diệp Thần Phong trước mặt nghiễm nhiên chính là một cái giấy nhũi. Người ta Diệp Thần Phong tùy tiện có thể lấy ra một vạn khối thiên phẩm linh thạch. Bây giờ tùy tiện lấy ra một vò vạn năm linh tử, dĩ nhiên vượt xa khỏi 10.000 năm bách hoa ngọc quỳnh rượu. Hơn nữa Diệp Thần Phong tại trận pháp trình độ thượng quả thực chính là trận pháp tông sư cấp bậc rồi, về phần thực lực, tại 29 tuổi liền có hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ rồi. Hai người bọn họ nhưng là giang ra cùng ngô gia thiên tri kiêu nữ đây này a -Hát. Làm sao tại Diệp Thần Phong trước mặt liền phảng phất như nông thôn nha đầu, lấy ra đồ vật căn bản không thể cùng Diệp Thần Phong so sánh. Giang Thải Huyên mím môi cảm động môi đỏ, người kiều nói, tiểu ca, vừa vặn là tỷ tỷ lỗ máng, người loại này linh tử có thể để cho tỷ tỷ ta nếm thử sao. Ngô Lăng Hương đôi mắt đẹp cũng không nháy một cái nhìn xem Diệp Thần Phong, cả người mang trên mặt nhàn nhạt, nhạt đỏ ửng, trông rất đẹp mắt mê người. Diệp Thần Phong cười nói, hai vị tỷ tỷ, uống của ta linh tử, giữa chúng ta nhưng là xóa bỏ, về sau không nên kêu nữa ta cái gì tiểu tặc cùng tiểu tặc tử rồi. Giang Thải Huyên do dự một chút, nói ra, được, thành giao. Ngô Lăng Hương cũng gật gật đầu biểu thị đồng ý chương 2088, đến sống mãi chính là ta. Mà ở Giang Thải Huyên cùng Ngô Lăng Hương ngồi vào Diệp Thần Phong bên cạnh, cùng uống bên trong tiểu thế giới 10.000 năm linh tử thời điểm. Nơi nào đó trên đỉnh núi, linh khí bốn phía nồng nặc cực kỳ, trọn vẹn là Trung Châu 30 lần đến 40 lần đây. Này tòa núi cao cũng cực kỳ cao, tối thiểu yếu có mấy vạn gạo. Tại đỉnh núi Chu Vi lượn lờ một đóa một đóa bạch phân một tên dáng dấp tuấn lãng đàn ông trung niên, hắn đứng ở trên đỉnh núi. Này đàn ông trung niên phảng phất cùng không khí chung quanh hợp thành một thể, cho dù hiện tại có người ở bên cạnh hắn, chỉ sợ cũng cảm giác không ra hơi thở của hắn, hắn một đôi con mắt từ từ trở nên ác liệt lên, khẽ ngẩng đầu, từ hắn trong con người tản ra tinh quang, phảng phất có thể trực tiếp đem bầu trời xuyên thủng rồi. Này đàn ông trung niên khe khẽ thở dài, âm thanh lạnh nhạt tự nói, bao nhiêu năm, bao nhiêu năm tháng, hai người các ngươi trở về rồi sao? Ta đã sớm biết hai người các ngươi không thể chết dễ dàng như vậy rồi, năm đó hai người các ngươi chính là chúng ta cái kia trong đồng lứa thiên tài tuyệt thế, gặp đến bất kỳ sinh tử cũng có thể chuyển nguy thành an, nhưng ta dựa vào cái gì khắp nơi được các ngươi đè lên. Ngô gia cùng Giang gia nha đầu trong cơ thể phệ hồn đoạn mạch chỉ bị giải khai, trừ bọn ngươi ra hai cái căn bản không khả năng có người làm được, nhưng ta sớm đã không phải là năm đó ta mà hai người các người nhục thân đã sớm tiêu vong Tự coi như các người đoàn tụ nhục thân Thực lực tối đa cũng chỉ là khôi phục lại năm đó đỉnh phong mà thôi Các ngươi sớm đã không phải là đối thủ của ta rồi Ngô phong dỗi rảnh Giang vận thiên Hai người các ngươi trở về cũng tốt Lần này ta muốn tự tay đem người giải quyết nhóm Ta chờ các ngươi tới tìm ta Ta muốn để cho các người biết Các người sớm cũng không phải là năm đó thiên tài tuyệt thế rồi Bây giờ vùng thế giới này do ta nắm trong tay ta mới là vùng thế giới này người thống trị hôm nay bắt đầu làm để đốc đọc đầy đủ. Ta muốn để hai người các ngươi nhìn tận mắt ta đến sống mãi, ta muốn để hai người các ngươi tại cực hạn trong thống khổ tử vong, năm đó sở dĩ ta không có đối với hai người các ngươi gia tộc đuổi tận giết tuyệt. Ta chính là đoán được hai người các ngươi không hội dễ dàng chết như vậy, ta muốn để cho các ngươi thân mắt thấy chính mình bên trong gia tộc người, bởi vì các ngươi hai cái. Toàn bộ chết tại trước mặt của các ngươi. Ngô Phong dỗi rảnh, Giang Vận Thiên, cuối cùng đến sống mãi chính là ta. Ta đem đánh vỡ trong thiên địa này vĩnh hằng bất biến quy tắc. Đàn ông trung niên tuấn lãng trên mặt tựa như cuồng biên, trong miệng hắn mỗi một chữ đều tràn đầy hận ý cùng đố kỵ, từ trên người hắn tản ra một cỗ khí thế kinh khủng, hắn dưới bàn chân hòn đá đột nhiên xuất hiện từng đạo vết dạn nước. To lớn vết dạn nước tại này mấy vạn mét trên núi cao không ngừng đi xuống lan tràn, từ cả ngọn núi bên trong không ngừng phát ra két. Két, két, một tiếng. Cuối cùng oanh, một tiếng. Cả tòa mấy vạn mét cao sơn trong nháy mắt vỡ sụp xuống. Tướng Mạo Tuấn lãng đàn ông trung niên, thân thể hắn trôi nổi ở trên bầu trời, chỉ là từ trong cơ thể hắn tản ra nhất cổ khí thế, liền trực tiếp để một tòa mấy vạn mét cao sơn sụp đổ. Cái này đàn ông trung niên thực lực rốt cuộc muốn mạnh bao nhiêu? Phải biết luồng khí thế này hắn là trong lúc vô tình tàn mắt ra, căn bản không phải hắn toàn lực thúc vọng lại khí thế, trôi nổi tại trên bầu trời đàn ông trung niên, cho người một loại không cách nào dung chuyển cảm giác mạnh mẽ, chỉ là từ trên người hắn không tự chủ tán phát khí thế, hầu như là có thể phán đoán ra, coi như là thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, hắn cũng chỉ yếu chuyển tay ngón tay, thì có thể làm cho đối phương diệt phong, thậm chí ngay cả đầu ngón tay cũng không cần động tên này đàn ông trung niên không gian chung quanh một trận vặn vẹo. Thân ảnh của hắn tại trên bầu trời từ từ bắt đầu trở nên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất rồi. Căn bản bắt giữ không tới hắn bất kỳ tung tích nào và khí tức rồi. Tên này đàn ông trung niên chính là Lão Bạch cùng Lão Hắc kẻ thù. Lúc trước thiết kế để Lão Bạch cùng Lão Hắc đồng quy vô tận người. Thực lực của hắn đến cùng tại cỡ nào tầng thứ đâu này. Cùng lúc đó, Trung Châu Thiên Nguyên Cổ Thành, Diệp Thần Phong, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên bọn hắn vị trí. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên đang uống Diệp Thần Phong 10.000 năm linh tử sau đó hai người bọn họ quay đầu lại lại nghĩ giống như Bách Hoa Ngọc Quỳnh mùi rượu, các nàng cảm thấy Bách Hoa Ngọc Quỳnh rượu quả thực chính là rác dưới. Nhưng này 10.000 năm Bách Hoa Ngọc Quỳnh rượu tại gia tộc các nàng bên trong không phải là tùy tiện có thể uống được đó ha. À. Diệp Thần Phong không để ý đến Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên biểu tình biến hóa, trong đầu hắn Lão Bạch cùng Lão Hắc không khỏi tại thở dài. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, nên đến trước sau phải tới, xem ra tên khốn kia hẳn phải biết ta cùng Lão Hắc vẫn không có hoàn toàn biến mất tại vùng thế giới này giữa rồi. Lão Hắc Giang Vận Thiên khó chịu nói, hai nhà đầu này trong cơ thể phệ hồn đoạn mạch chỉ là tên khốn kia thi triển, tại ngươi hóa giải phệ hồn đoạn mạch chỉ sau đó tên khốn kia nên trước tiên cảm giác được lấy sự thông minh của hắn hắn hẳn là có thể đoán được chuyện này cùng ta lão bạch có quan hệ trải qua tháng năm lâu dài như thế tên khốn kia thực lực khẳng định tăng lên không ít tiểu tử kế tiếp ngươi tăng cao thực lực tốc độ trả nhất định muốn tăng nhanh ngươi cũng tận lực muốn cho ta cùng lão bạch mau chút ngưng tụ nhục thân lão bạch ngô phong dỗi rảnh nói ra tiểu ra hỏa lão hắc nói không sai. Nhưng người cũng không cần quá mức khẩn trương, lấy tên khốn kia tính cách, hắn khẳng định cho là ta cùng lão hắc cho dù phục sinh cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, cho nên hắn sẽ không chủ động tới tìm ngươi, tương lai là chúng ta muốn đi tìm đến hắn. Nghe được lão bạch cùng lão hắc ngưng trọng lời nói sau, diệp thần phong uống rượu tốc độ trở nên chậm lại, hắn liếc nhìn bên cạnh ngô lam hương cùng giang thải huyên, lấy tư cách lão bạch cùng lão hắc dòng chính đời sau, Diệp Thần Phong đối với các nàng cũng không thể quá mức hẹp hòi thứ phải cho dễ dàng. Này cùng nhau đi tới, nếu như không có Lão Bạch cùng Lão Hắc, hay là Diệp Thần Phong cũng sớm đã chết rồi. Mười ngàn năm linh tử, thực lực chỉ cần đến hóa thần cảnh là có thể thưởng thức, mà trăm ngàn năm tuyệt thế linh tử, thực lực nhất định muốn đến địa thần cảnh mới có thể uống. Này trăm ngàn năm linh tử năm đó Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng là không có uống qua, có thể nói ở cái thế giới này ở trong, hay là chỉ có Diệp Thần Phong nắm giữ trăm ngàn năm tuyệt thế linh tử rồi? Diệp Thần Phong ý thức hơi động. Một vò trăm ngàn năm tuyệt thế linh tử xuất hiện tại trước mặt. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên cho rằng Diệp Thần Phong lấy ra nhưng vẫn là mười ngàn năm linh tử, mà khi Diệp Thần Phong đem trăm ngàn năm linh tử mở ra sau đó nhất cổ so với mười ngàn năm linh tử mùi rượu nồng nặc gấp mười lần mùi vị, từ trong bình tung bay đi ra, từ trong đó tản ra linh khí các loại tất cả, toàn bộ so với 10.000 năm linh tử nồng nặc gấp 10 lần. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên đôi mắt đẹp không khỏi trừng lớn, các nàng có chút không dám tin tưởng chính mình khứu giác cùng cảm nhận, Giang Thải Huyên hít sâu một hơi, nói ra đây chẳng lẽ là trăm ngàn năm linh tử. Diệp thần phong cười nhạt một tiếng nói, đúng vậy, đây là trăm ngàn năm linh tử, tối thiểu yếu địa thần cảnh cường giả mới có thể uống, hai vị tỷ tỷ nếu thực lực tại thiên thần cảnh rồi, như vậy ta cũng không tư tàng rồi, chính các ngươi thưởng thức một chút đi. Từng người uống một hấp trăm ngàn năm tuyệt thế linh tử ngô lăng hương cùng Giang Thải Huyên, các nàng rõ ràng cảm giác mình trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển nhanh hơn một chút, này trăm ngàn năm linh tử đối với các nàng tác dụng vô cùng lớn. Các nàng ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Diệp Thần Phong, các nàng ở trong lòng không ngừng suy đoán Diệp Thần Phong rốt cuộc là ai. Nếu như nói lấy ra 10 ngàn năm tuyệt thế linh tử, để hai người bọn họ kinh ngạc lời nói. Như vậy lấy ra trăm ngàn năm tuyệt thế linh tử, này để trong lòng các nàng là phiên giang đảo hải rồi. Diệp thần phong tiếp tục nói, được rồi, hai vị tỷ tỷ, linh tử cũng thưởng thức qua rồi, chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi. Đây là diệp thần phong tại hạ lệnh trục khách, trước hắn lấy được thiên tri đỉnh vẫn không có nghiên cứu cẩn thận một cái đây đối với hắn hiện tại tới nói bất kỳ phương diện thực lực tăng lên đều là vô cùng trọng yếu ngô lăng hương cùng giang thải huyên đương nhiên nghe hiểu được diệp thần phong ý tứ trong lời nói rồi các nàng thân là thiên tri kiêu nữ dáng dấp cực kỳ xuất chúng lúc trước có rất nhiều nam người tu luyện hướng các nàng chen trúc nơi nào từng tao mộ đãi ngộ như vậy các nàng giận hờn tựa như đứng lên giang thải huyên hừ lạnh nói có gì đặc biệt hơn người không uống sẽ không uống Diệp thần phong cười nói, hai vị tỷ tỷ, sinh khí nhưng là sẽ sinh nếp nhăn, này cái bình mở ra trăm ngàn năm linh tử các ngươi mang đi đi. Nói xong, Diệp thần phong lại lấy ra hai cái bình lớn trăm ngàn năm linh tử, nói ra cái này hai cái bình trăm ngàn năm linh tử, cho rằng ta đưa cho các ngươi. Giang Thải Huyên cùng Ngô Lăng Hương đột nhiên sững sờ, trăm ngàn năm tuyệt thế linh tử nói đưa sẽ đưa, này trăm ngàn năm tuyệt thế linh tử chỉ sợ là thần vương cảnh cường giả cũng là trông mà thèm. Giang Thải Huyên trên mặt không vui lập tức biến mất rồi, người nũng nịu nói ra, tiểu ca, người sẽ không phải là coi trọng tỷ tỷ ta đi nha. Ngô Lăng Hương cũng một mặt hoài nghi nhìn xem Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong một mặt buồn bực nói, các người yêu có muốn hay không? Giang Thải Huyên lập tức nói ra, lão nương đương nhiên muốn, đây chính là trăm ngàn năm linh tử về sau có yêu cầu lão nương địa phương, ta đúng là có thể giúp ngươi một điểm bận biểu. Ngô Lăng Hương cũng nói, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau có chuyện ngươi cũng có thể tới tìm ta. chương 2089, tìm hiểu, lên cấp, Diệp Thần Phong để Liễu Văn Tuyền đem chung quanh kết giới triệt hồi rồi. Hắn nhìn xem Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên thân ảnh từ từ biến mất ở trong tầm mắt của hắn sau, Hắn liền lại để cho Liễu Văn Tuyền đem kết giới cho bố trí ở chu vi. Thực lực tăng lên tới hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ diệp thần phong, hắn bây giờ nhục thân cường độ đã tại linh thần cảnh tầng 6 sơ kỳ rồi. Khi theo thực lực tăng lên sau đó trong cơ thể hắn thần huyết cũng nồng nặc rất nhiều, hắn bây giờ có thể thi triển 15 lần là bất tử kim thân. Càng về sau, này bất tử kim thân tăng lên lại càng chậm, sau này có thể phải tăng lên mấy cái tầng thứ bất tử kim thân mới có thể nhiều thi triển lần trước. Diệp thần phong trong đầu ý thức hơi động. Một tôn óng ánh long lanh ngọc đỉnh xuất hiện tại trước mặt hắn. Trung phẩm thiên tri bạch ngọc đỉnh, tại viễn cổ thời đại thập đại thiên tri trong đỉnh thứ năm. Nhìn xem bạch ngọc trên đỉnh điêu khắc trông rất sống động các loại linh thảo, Diệp thần phong trước đó vẫn không có tỉ mỉ nghiên cứu qua vị này trung phẩm thiên tri đỉnh đây. Căn cứ lão bạch ngô phong dỗi rảnh từng nói, thiên tri đỉnh vô cùng đặc thù, lúc trước chỉ cần là dùng qua thiên tri đỉnh chế thuốc luyện dược sư, bọn hắn cảm ngộ hội lưu lại một ít trên trời chi trên đỉnh, những này cảm ngộ trên trời chi trên đỉnh là kéo dài không tiêu tan, trừ phi có người có thể mang những này cảm ngộ cho hấp thu cùng tìm hiểu. Tại viễn cổ thời đại có thể đủ bạch ngọc đỉnh chế thuốc người, hắn luyện dược sư cấp bậc chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào, Diệp Thần Phong đem hai bàn tay đặt tại bạch ngọc trên đỉnh, mà Liễu Văn Tuyền các loại một đám quỷ tu nhưng là đứng ở một bên không dám đánh quấy nhiễu Diệp Thần Phong. Tại hai tay đặt tại thiên tri trên đỉnh sau, Diệp Thần Phong trong gân mạch linh khí dòng sông vi vi vận chuyển, từng trận linh khí từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, từ từ những này tuôn ra linh khí, phảng phất biến thành một tòa câu thông cầu nối, khiến hắn có thể chậm rãi cảm giác được bạch ngọc trên đỉnh lưu lại cảm ngộ. Từng luồng từng luồng già nua vô cùng khí tức tràn vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể, hắn thật chặt nhắm lại con mắt của mình. Một viên trái tim hoàn toàn bình tĩnh lại, trong đầu ý thức cùng từng luồng từng luồng già nua khí tức tạo thành cùng một cái tần suất. Đột nhiên trong lúc đó, Diệp Thần Phong có một loại trời đất quay cuồng cảm giác, trong đầu của hắn dĩ nhiên xuất hiện một vài bức chế thuốc hình ảnh. Những này chế thuốc người có tóc hoa dâm rồi, có chính gặp trung niên đây, bọn hắn chế thuốc thủ pháp cực kỳ thông thạo, mỗi loại bất đồng huyền diệu tại Diệp Thần Phong trong đầu quanh quẩn. Mặc dù chỉ là sinh ra ảo giác, nhưng Diệp Thần Phong có thể từ những bức họa này mặt trong, cảm giác được những người này trên người đều có một loại khí thế mạnh mẽ, những người này cũng đều là các đời bạch ngọc đỉnh người nắm giữ. Có phần luyện dược sư thậm chí là lão bạch bọn hắn không sinh ra lúc trước đây. Căn cứ Diệp Thần Phong suy đoán, những luyện dược sư này ở trong có trí tôn luyện dược sư, cũng có cửu phẩm luyện dược sư, kém nhất cần phải cũng sẽ không thấp hơn bát phẩm luyện dược sư. Diệp thần phong hoàn toàn là đắm chìm tại đặc sắc cảm ngộ bên trong, có phần tại phương diện chế thuốc không thuần thuộc địa phương, đang nhìn đến này từng cái mạnh mẽ luyện dược sư chế thuốc sau. Hắn là trong nháy mắt rộng rãi sáng sổ rồi. Bạch Ngọc trên đỉnh lưu lại huyền diệu cảm ngộ, đang nhanh chóng bị Diệp Thần Phong tìm hiểu. Ước chừng mấy chục phút sau, Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt ra, khóe miệng của hắn hiện lên một vệt nụ cười, bạch ngọc trên đỉnh lưu lại cảm mộ toàn bộ bị hắn cho tìm hiểu, hắn đối luyện thuốc lý giải càng sâu một tầng, tại dung hợp những này cảm mộ sau đó hắn cho là mình hiện tại tuyệt đối có tư cách xung kích thất phẩm luyện dược sư rồi. Diệp thần phong dự định trước tiên luyện chế một ít cấp thấp đan dược làm quen một chút, này bạch ngọc đỉnh có thể để cho chế thuốc tỷ lệ thành công và số lượng tăng lên 6 lần. Nói như vậy một phần linh thảo, ước chừng chỉ có thể luyện chế ra 6 viên thuốc. Trong đó có phần lớn dược lực đều là tại bên trong dược đỉnh trôi đi. Diệp Thần Phong dự định trước tiên luyện chế một chút nhị phẩm dưỡng thần đan. Đem luyện chế dưỡng thần đan linh thảo nắm sau khi đi ra, Diệp Thần Phong ngón tay búng một cái, thanh viêm nhất thời bay vào bạch ngọc đỉnh bên trong. Bởi bạch ngọc đỉnh là óng ánh long lanh, từ bên ngoài có thể nhìn thấy trong ngọc đỉnh thiêu đốt hỏa diễm, toàn bộ bạch ngọc đỉnh giống như một cái tinh điêu tế trách đèn lồng giống như luyện chế nhị phẩm dưỡng thần đan đối với Diệp Thần Phong tới nói quả thực là phi thường chuyện đơn giản, theo từng cây linh thảo ném vào Bạch Ngọc Đỉnh bên trong, điều khắc tại Bạch Ngọc Đỉnh thượng trông rất sống động các loại linh thảo, lại đang Bạch Ngọc Đỉnh mặt ngoài bắt đầu lay động. Theo, những này điều khắc tại Bạch Ngọc Đỉnh thượng linh thảo rung động, trắng trong Ngọc Đỉnh linh khí trở nên càng thêm nồng nặc. Trong đó khí lưu các loại tất cả từ đầu tới cuối duy trì ở một cái trạng thái thăng bằng, này làm cho Diệp Thần Phong luyện chế trở nên càng thêm dễ dàng. Thậm chí hắn cố ý hơi chút để linh khí cùng hỏa diễm mất khống chế một ít, này bạch ngọc thế chân vạc mã hội điều tiết tới. Hôm nay chi đỉnh quả nhiên là thiên tri đỉnh, căn bản không phải địa chi đỉnh có thể so sánh. Luyện chế đan dược tốc độ cũng thêm nhanh hơn rất nhiều, chỉ là một sẽ thời gian. Đan hương vị liền từ bên trong dược đỉnh tung bay đi ra tại đem thanh viêm thu hồi sau đó chỉ thấy bên trong dược đỉnh nằm 30 viên dưỡng thần đan đây. Một lần có thể luyện chế ra 30 viên thuốc, đây tuyệt đối là để hết thải luyện dược sư đều hâm mộ, dù sao bình thường luyện chế ra số lượng chỉ có 5 đến 6 viên mà thôi. Tại dùng dưỡng thần đan thí nghiệm một cái bạch ngọc đỉnh tác dụng sau, Diệp Thần Phong chuẩn bị quyết tâm được rồi. Trong đầu hắn sớm đã khóa chặt một loại thất phẩm đan dược, cái kia chính là thất phẩm nhập thiên đan, này thất phẩm nhập thiên đan có thể trăm phần trăm để địa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong người tu luyện, thuận lợi bước vào thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ. Nhập thiên đan đồng dạng là viễn cổ đan phương, tại bây giờ Trung Châu căn bản không có người có thể luyện chế ra nhập thiên đan rồi. Tuy nói lúc trước diệp thần phong trên đất huyền giới vơ vét huyết hồn tộc bảo khố, nhưng hắn hỗn độn trong chiếc nhẫn quý giá linh thảo cũng không phải rất nhiều. Phàm là đến thất phẩm đan dược linh thảo, tại bây giờ thế giới này thuộc về quý trọng chủng loại rồi. Tại Diệp Thần Phong hỗn độn trong chiếc nhẫn tổng cộng chỉ có thể kiếm ra hai phần luyện chế nhập thiên đan linh thảo. Nếu như đổi lại không có thu được Bạch Ngọc Đỉnh, không có hấp thu lúc trước mạnh mẽ luyện dược sư cảm ngộ, như vậy Diệp Thần Phong lợi dụng địa chi đỉnh hỏa long đỉnh xung kích thất phẩm luyện dược sư, hơn nữa yếu lợi dụng hai phần linh thảo liền luyện chế ra nhập thiên đan, đây cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Nhập Thiên Đan luyện chế quá trình, Diệp Thần Phong cũng sớm đã tại trong đầu diễn luyện thật là nhiều lần. Hít sâu một hơi sau, nhìn xem trắng trong ngọc đỉnh thiêu đốt thanh viêm, Diệp Thần Phong đem luyện chế Nhập Thiên Đan linh thảo lần lượt bắn vào lò thuốc bên trong. Có lúc trước tìm hiểu, Diệp Thần Phong cảm giác luyện chế này thất phẩm Nhập Thiên Đan thật giống cũng cũng không khó. Kỳ thực tại tìm hiểu những kia lưu lại cảm mộ sau đó Diệp Thần Phong ở mọi phương diện cũng không so với một tên chân chính thất phẩm luyện dược sư tranh lệch, thậm chí hắn bây giờ trình độ đã tới thất phẩm luyện dược sư bên trong đỉnh phong, hắn thiếu sót duy nhất chính là thực tế thao tác. Thế nhưng, có Bạch Ngọc Đỉnh trợ giúp, tại thực tế luyện chế thượng, Diệp Thần Phong cũng biến thành thông thuận rất nhiều. Điều khác tại Bạch Ngọc Đỉnh mặt ngoài các loại linh thảo không ngừng lay động, trắng trong ngọc đỉnh hết thảy đều nằm ở một loại cực hạn cân bằng bên trong, Diệp Thần Phong luyện chế thất phẩm đan dược thủ pháp cũng đang bắt đầu trở nên chậm rãi quen thuộc luyện. Theo thời gian không ngừng trôi qua, nồng nặc đan hương vị từ bên trong dược đỉnh tung bay mà ra. Một đạo cầu vòng bảy màu dị tượng tại bạch ngọc đỉnh phía trên hình thành. Diệp thần phong liền vội vàng đem thanh viêm thu lại rồi, chỉ thấy tại bên trong dược đỉnh nằm 30 viên màu tím đan dược, mỗi một viên thuốc đều hiện ra đẹp mắt lộng lẫy, một hơi liền luyện chế được 30 viên thất phẩm nhập thiên đan, nếu để cho thiên huyền giới người tu luyện biết, này e sợ sẽ khiến cho chấn động. Từ địa thần cảnh 7 tầng đỉnh phong yếu bước vào thiên thần cảnh, có mấy người có thể phải mười mấy năm, thậm chí có ít người có thể phải mấy trăm năm. Tuy nhiên tại thiên huyền giới cũng có một chút đan dược, có thể giúp địa thần cảnh 7 tầng cường giả bước vào thiên thần cảnh, nhưng những đan dược kia không thể cùng nhập thiên đan so sánh, những đan dược kia chỉ có thể hơi chút thêm lớn một chút bước vào thiên thần cảnh tỷ lệ mà thôi, nhưng nhập thiên đan là trăm phần trăm có thể làm cho địa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong cường giả bước vào thiên thần cảnh. Hơn nữa những đan dược kia trên căn bản chỉ có lần thứ nhất dùng có phần dùng xong rồi, dùng những đan dược này người, cuối cùng có một phần lớn vẫn là không cách nào bước vào thiên thần cảnh, cuối cùng thậm chí vĩnh viễn ngừng lưu tại địa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong những đan dược này có không nhỏ ảnh hướng trái chiều, chỉ có thành công bước vào thiên thần cảnh người, mới có thể đem ảnh hưởng trái chiều trừ đi. Cho nên, trên trời huyền giới, trong tình huống bình thường địa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong cường giả, bọn họ đều là dựa vào của mình thích lũy bước vào thiên thần cảnh. Tại không có quá nhiều khúc chiết đem thất phẩm nhập thiên đan luyện chế ra đến sau, Diệp Thần Phong là thuận lợi thăng cấp thành thất phẩm luyện dược sư rồi, ở chính giữa châu luyện dược các tổng bộ bên trong, Ba tên phó các chủ chế thuốc trình độ cũng chỉ có thất phẩm mà thôi, cho nên nói Diệp Thần Phong bây giờ chế thuốc trình độ có thể chen vào thiên huyền giới luyện dược sư tầng cao nhất trong hàng ngũ rồi. Chương 2090, kinh mọi người. Nguyệt quang như là nước chảy từ bầu trời bên trong chút xuống. Trắng trong ngọc đỉnh thanh viêm cháy hừng hực, ngồi xếp bằng tại bạch ngọc đỉnh trước mặt Diệp Thần Phong, hắn đầy đầu mồ hôi, quần áo trên người hoàn toàn bị mồ hôi cho thấm ướt lông mày thật chặt nhăn lại với nhau, trong con người ánh mắt một khắc không hề rời đi Bạch Ngọc Đỉnh, Diệp Thần Phong trong miệng hàm răng vi vi cắn chặt, làm hắn nhìn thấy Bạch Ngọc trên đỉnh phương lần thứ hai xuất hiện cầu vồng bảy màu dị tượng thời điểm, miệng hắn bên trong cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, tiện tay đem thanh viêm thu lại rồi. Trước đó Diệp Thần Phong đang luyện chế xuất thất phẩm nhập thiên đan sau đó trong tay hắn còn có một phần luyện chế nhập thiên đan linh thảo đây. Hắn thẳng thắn trực tiếp thử xung kích Tam Văn Đan, trước lúc này hắn nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra Nhị Văn Đan đến. Thử luyện chế Tam Văn Đan, này so với tưởng tượng yếu khó hơn rất nhiều, chỉ là Diệp Thần Phong trong tay luyện chế nhập thiên đan linh thảo chỉ còn dư lại một phần rồi, cho dù có Bạch Ngọc đỉnh phụ trợ, luyện chế nhưng là va va chạm chạm, có mấy lần trắng trong ngọc đỉnh linh thảo suýt chút nữa liền báo hỏng, cũng may tối ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, hắn đều có thể kịp thời kéo trở về cuối cùng tại cẩn thận từng ly từng tí dưới, thả chậm luyện chế tốc độ, hắn cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm đem tam văn đan luyện chế ra đến rồi. Có thể là chính giữa va va chạm chạm mấy lần, tam văn thất phẩm nhập thiên đan chỉ luyện chế được 20 viên, trắng trong ngọc đỉnh mỗi một viên màu tím đan dược thượng đều có ba cái rõ ràng hoa văn. Diệp thần phong đem trước luyện chế 30 viên nhập thiên đan, cùng với xuất hiện tại luyện chế ra 20 viên tam văn nhập thiên đan thu nhập xứ trong bình, Bạch Ngọc Đỉnh cũng bị hắn thu nhập hỗn độn trong chiếc nhẫn. Một mực thủ hộ tại Diệp Thần Phong bên cạnh Liễu Văn Tuyền các loại quỷ tu, bọn hắn đã sớm là nhìn ngẩn ra rồi, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong dĩ nhiên là một tên luyện dược sư. Hơn nữa còn là thất phẩm luyện dược sư, quan trọng nhất là còn có thể luyện chế ra tam văn đan đến. Diệp Thần Phong trẻ tuổi như vậy liền có thể có được bực này chế thuốc trình độ, này tại Liễu Văn Tuyền đám người xem ra quả thực bất khả tư nghị. Nhưng bọn họ nhận thức Diệp Thần Phong là chủ, Diệp Thần Phong khắp mọi mặt biểu hiện ra thiên phú càng thêm cường hãn. Trong lòng bọn họ đương nhiên là càng kích động. Suốt đêm không nói chuyện. Tối hôm qua Diệp Thần Phong đang luyện chế suốt Tam Văn Đan sau, hắn liền tại Liễu Văn Tuyền đám người ở dưới đất không gian nghỉ ngơi một đêm. Đồng thời sáng tỏ nói cho Liễu Văn Tuyền đám người, lấy Hậu Thiên Nguyên Cổ thành tương tác vì hắn căn cứ hắn sớm muộn cũng sẽ đem thiên nguyên cổ thành nắm giữ ở trong tay chính mình. Nghe được điểm này liễu văn tuyển các loại một đám quỷ tu, trong lòng bọn họ là cực kỳ mừng rỡ. Dù sao bọn hắn một cái bầy quỷ tu bây giờ không cách nào rời đi thiên nguyên cổ thành rồi, chỉ có thể trên trời nguyên bên trong tòa thành cổ hoạt động. Sắc trời từ từ phát sáng lên. Diệp thần phong đang cùng liễu văn tuyển các loại quỷ tu nói lời từ biệt một phen sau, hắn lập tức rời khỏi thiên nguyên cổ thành hắn từ vạn linh thành rời đi cũng có một đoạn thời gian, cũng không biết tiết huyền tình đám người như thế nào. Bất quá, tại vạn linh trong thành có nói nhà giúp đỡ, lại có thêm tiêu gia tiêu vĩnh chiến cũng đang, tiết huyền tình đám người chắc chắn sẽ không có việc. Mấy canh giờ sau, Diệp thần phong tiến vào vạn linh trong thành. Hắn bay thẳng đến vân gia phủ đệ tiến đến, lần trước Diệp thần phong rời đi vạn linh thành sau. Tiết Huyền Tình cùng Tần Chu đám người toàn bộ đem đến Vân Phủ bên trong cư ngụ. Về phần đồng dạng tới tham gia Thiên Huyền Thịnh Điển, Huyền Châu Thiên Phong Tông Lăng Giang cùng Lăng Vô Song, bọn hắn huyền chuyển cự tuyệt đi Vân Phủ cư trú, dù sao bọn hắn cùng Vân ra người chưa quen thuộc, bọn hắn cũng không tiện đi Vân Phủ cư ngụ, bọn hắn nhưng vẫn là ở tại thì ra là trong trang viên. Tại Diệp Thần Phong đến Vân Phủ thời điểm, tại Vân Cửa Phủ canh gác hai tên người tu luyện, bọn hắn lập tức một mực cung kính đối diệp thần phong gọi một tiếng lão tổ từ khi diệp thần phong cứu vân gia lão tổ vân quang vinh sau đó vân quang vinh cùng diệp thần phong là xương huynh gọi đệ vân quang vinh đem thân phận của diệp thần phong đối hết thảy vân gia người công bố ở tại vân gia bên trong tòa phủ đệ người bọn hắn cũng sớm đã đem diệp thần phong dáng dấp ghi vào trong lòng nếu cùng vân quang vinh xương huynh gọi đệ như vậy vân gia những này nguyên bản địa vị sẽ không cao người bọn hắn tự nhiên không dám ở diệp thần phong trước mặt làm càn một mực cung kính xưng hô diệp thần phong một tiếng lão tổ cái này cũng là hợp tình hợp lý tại diệp thần phong đi vào vân phủ thời điểm đã có người nhanh chóng đi bẩm báo diệp thần phong đến tin tức tại diệp thần phong mới vừa tới đến vân phủ đại sảnh thời điểm một trận sang sảng tiếng cười liền truyền đến lão đệ người cuối cùng là trở về rồi ah ta đã khiến người ta chuẩn bị yến hội rồi hôm nay hai anh em mình uống thật sảng khoái. Vân gia lão tổ Vân Quang Vinh tự mình đi ra đem Diệp Thần Phong đón vào bên trong đại sảnh. Tại bên trong đại sảnh, ngoại trừ Vân Quang Vinh, Vân Cao Ngất, Vân Ngọc Đường cùng Vân Mộ Linh các loại Vân gia nhân chi bên ngoài, Tiêu Vĩnh Chiến, Tiết Huyền Tinh, Tần Chu, Triệu Bá, Lý Bá cùng Lý Tín Văn bọn người tại. Tiết Huyền Tình mấy ngày nay mỗi ngày đều mất ăn mất ngủ, bây giờ đang nhìn đến Diệp Thần Phong bình an vô sự sau. Sắc mặt của nàng lần thứ hai khôi phục lạnh lẽo. Bây giờ Lão Bạch cùng Lão Hắc thù người đã biết bọn hắn còn sống rồi, Diệp Thần Phong nhất định muốn mau chóng để Lão Bạch cùng Lão Hắc ngưng tụ nhục thân. Lớn như vậy số lượng thần hồn loại thiên tài địa bảo là át không thể thiếu rồi. Ở chính giữa châu nhất định là có Oxen hao Diệp Thần Phong muốn dùng phổ thông nhập thiên đan bắt được Oxen hao đi bán đấu giá. Bất quá, muốn đấu giá nhập thiên đan, phải dùng thần hồn loại thiên tài địa bảo cho rằng đấu giá thẻ đánh bạc. Diệp thần phong đối với Trung Châu chả cũng không phải phi thường quen thuộc, để Vân Vinh An sắp xếp bán đấu giá phổ thông nhập thiên đan, đây cũng là một cái lựa chọn tốt. Dù sao Diệp Thần Phong là lấy thân phận thật sự tham gia luyện dược sư so tài, cho nên hắn đối vân quang vinh đám người tiết lộ chính mình chính là chế thuốc, này cũng không phải không thể rồi. Diệp thần phong đem trang bị phổ thông nhập thiên đan bình xứ lấy ra, hắn đối với Vân Quang Vinh nói ra, lão ca, này bình xứ bên trong chính là thất phẩm nhập thiên đan, không biết người có thể hay không nghĩ biện pháp giúp ta bán đấu giá mất. Bất quá, người đấu giá phải dùng thần hồn loại thiên tài địa bảo đến đấu giá. Thất phẩm nhập thiên đan Nghe được loại đan dược này danh tự sau, người ở chỗ này đều hơi sững sờ. Vân Quang Vinh đang suy tư chỉ chốc lát sau, hắn không dám tin nói, lão đệ, người không cùng ta nói đùa sao. Người nói là viễn cổ thất phẩm nhập thiên đan, loại kia có thể để cho địa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong cường giả, trực tiếp bước vào thiên thần cảnh nhập thiên đan. Loại đan dược này tại bây giờ thiên huyền giới đã sớm thất truyền chứ. Diệp thần phong thuận miệng giải thích, không dối gạt lão ca, ta kỳ thực liền là một gã luyện dược sư, những đan dược này là ta tự mình luyện chế, đây chính là viễn cổ thất phẩm nhập thiên đan mở ra bình xứ, mọi người lập tức cảm thấy bình xứ nội đan thuốc mức độ đậm đặc, tuy rằng bọn hắn không cách nào phán đoán ra sức thuốc cùng dược hiệu, nhưng bọn họ có thể khẳng định như thế linh khí nồng nặc, tối thiểu đã tới thất phẩm đan dược trình độ. Tiết huyền tình cùng tần chu này một ít biết diệp thần phong là lục phẩm luyện dược sư người, bọn hắn cũng từng cái như kỳ lạ tựa được. Loại này thất phẩm đan dược phải là diệp thần phong luyện chế, nói như vậy, diệp thần phong lần này rời khỏi một chuyến, hắn chế thuốc trình độ liền tòng lục phẩm tăng lên tới thất phẩm chuyện này quả thật cũng quá yêu nghiệt đi nha coi như là thiên phú xuất chúng luyện dược sư tòng lục phẩm tăng lên tới thất phẩm không có cái mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm là không thể nào nhưng diệp thần phong tòng lục phẩm tăng lên tới thất phẩm mới bỏ ra thời gian bao lâu tần chu không khỏi mở miệng nói thiếu chủ ngài tòng lục phẩm luyện dược sư tăng lên tới thất phẩm luyện dược sư triệu bá cũng lập tức nói ra thần phong ngươi ngươi không có tại dọa chúng ta chứ ngươi bây giờ đúng là thất phẩm luyện dược sư nghe được tần chu cùng triệu bá nghi hoặc phân người nhà cùng tiêu vĩnh chiến chấn động mạnh bọn hắn có thể nghe ra tần chu đám người đã sớm biết diệp thần phong chính là lục phẩm luyện dược sư rồi chỉ bất quá diệp thần phong bây giờ tăng lên tới thất phẩm luyện dược sư vân quang vinh đám người con mắt trợn lên lớn vô cùng ánh mắt của bọn họ như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, Diệp Thần Phong số tuổi thật sự mới bao nhiêu tuổi. Bây giờ Diệp Thần Phong đã là thất phẩm luyện dược sư. Đây chính là tông sư cấp bậc nữa à? Diệp Thần Phong hờ hững hồi đáp, có vấn đề gì sao? Ta bây giờ thật là thất phẩm luyện dược sư rồi. Diệp Thần Phong tiếp tục đối với Vân Quang Vinh nói ra, Lão ca, tại Vạn Linh Thành có hay không Oxen House? Các ngươi vân gia đối vạn linh thành hẳn là tương đối quen thuộc, kính xin lão ca ngươi giúp ta bán đấu giá mất những này nhập thiên đan. Vân Quang Vinh hít sâu một hơi, nói ra, lão đệ, ngươi trước đừng có gấp, ngươi để cho ta lý một lý suy nghĩ, ta nhất định phải như ý một như ý, lão đệ ngươi lại là thất phẩm luyện dược sư. Coi như là nguyên bản là biết Diệp Thần phong chính là lục phẩm luyện dược sư tiết huyền tình bọn người kinh ngạc chớ nói chi là không biết Diệp Thần Phong là luyện dược sư vân quang vinh đám người, trong lòng bọn họ tâm tư có thể nói là cuồng phong hô khiếu. chương 2091, có thể đánh phá cực hạn sao? Vân ra bên trong đại sảnh an tĩnh một lát sau, tiêu vĩnh chiến lần nữa xác định một lần, Diệp huynh đệ, người đúng là thất phẩm luyện dược sư. Này bình sứ bên trong đúng là viễn cổ nhập thiên đan. Diệp thần phong lần nữa gật đầu bất đắc dĩ, có lúc nói thật ra muốn cho dạng người tin, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Diệp thần phong nói ra, ta xem mọi người không nên đang nghi ngờ hai chuyện này đi nha. Ta rất rõ ràng nói cho các ngươi, ta bây giờ chính là thất phẩm luyện dược sư, này bình xứ bên trong chính là viễn cổ nhập thiên đan, có thể để cho địa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong cường giả, trăm phần trăm bước vào thiên thần cảnh hàng ngũ, hơn nữa không có một tia một hào tác dụng phụ. Vân gia gia chủ vân cao ngất, còn có vân cao ngất nhi tử vân ngọc đường cùng với cùng diệp thần phong sớm nhất quen biết vân mộ linh bọn hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm diệp thần phong hay là vân quang vinh vẫn có thể áp chế tâm tình nhưng vân cao ngất vân ngọc đường cùng vân mộ linh ba người bọn hắn đã sớm không cách nào bình tĩnh thất phẩm luyện dược sư nhưng là đến luyện dược các tổng bộ phó các chủ cấp bậc rồi đặc biệt là vân mộ linh gò má nàng đỏ chót một mảnh nhớ rõ lúc trước diệp thần phong vừa tới đến thiên huyền giới thời điểm Người còn cấp qua Diệp Thần Phong tứ phẩm đan dược, bây giờ nghĩ lại nàng là một trận tim đập đỏ mặt. Người suy đoán lúc trước e sợ Diệp Thần Phong cười ở trong lòng lời nói người đây. Người lúc trước đưa cho Diệp Thần Phong tứ phẩm đan dược, e sợ chả không cách nào vào Diệp Thần Phong ánh mắt. Vân gia lão tổ Vân Quang Vinh mở miệng nói, "Lão đệ, trong tay ngươi tổng cộng luyện chế ra bao nhiêu viên thất phẩm nhập thiên đan?" Diệp Thần Phong nói ra, "Ta hiện nay có 30 viên thất phẩm nhập thiên đan." ta nghĩ đem này 30 viên nhập thiên đan toàn bộ đấu giá, ta hiện tại cần đại lượng thần hồn loại thiên tài địa bảo, cho nên muốn tham dự đấu giá phải dùng thần hồn loại thiên tài địa bảo. 30 viên thất phẩm nhập thiên đan, đây không phải có thể sinh ra 30 tên thiên thần cảnh cường giả đó sao? Phải biết trên trời huyền giới tất cả đại tông môn bên trong, thực lực vây ở địa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong cường giả có không ít, trong đó có phần cường giả bọn hắn phục dụng còn lại đan dược, nhưng là không có đột phá đến thiên thần cảnh, bọn hắn có thể phải vĩnh viễn dừng lại trên đất thần cảnh bảy tầng đỉnh phong, nhưng này nhập thiên đan là những người này phúc âm, tuyệt đối sẽ làm cho những người này rơi vào trong điên cuồng. Vân Quang Vinh có phần không tốt lắm ý nói, thần phong, có thể hay không thương lượng với người cái sự tình. Có thể hay không cho lão ca mấy viên nhập thiên đan đâu này. Đương nhiên lão ca ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi siêu tập thần hồn loại thiên tài địa bảo vân quang vinh biết nếu như nhập thiên đan cầm bán đấu giá bọn hắn vân gia có thể quay đến tỷ lệ nhỏ vô cùng dù sao bọn hắn vân gia tuy rằng chen vào nhất lưu trong thế lực nhưng ở hết thảy nhất lưu trong thế lực không phải quá mạnh mẽ tồn tại diệp thần phong đem bình xứ trong tay cho tắc lại rồi hắn nói ra lão ca này bình xứ bên trong nhập thiên đan không thể cho ngươi nghe được diệp thần phong lời nói sau vân quang vinh không hề tức giận trong lòng của hắn chỉ là một trận tiếc hận nhưng diệp thần phong lập tức lại nói lão ca ta chỗ này còn có một loại nhập thiên đan đây nếu như ngươi muốn lời nói như vậy ta có thể cho ngươi một viên diệp thần phong trong tay lại lấy ra một cái bình xứ hắn từ bình xứ bên trong đổ ra một viên màu tím đan dược chỉ thấy màu tím đan dược trên có ba cái rõ ràng hoa văn hắn tiếp tục nói này chính là tam văn nhập thiên đan này tam văn nhập thiên đan ta không có ý định đấu giá. Thất phẩm tam văn đan, Diệp Thần Phong không phải là thất phẩm luyện dược sư, hơn nữa còn là thất phẩm ba văn luyện dược sư. Tiết huyền tình cùng triệu bá đám người lại là sướng sờ, tiết huyền tình trên mặt giả vờ lạnh lẽo, toàn bộ huyễn hóa thành ngạc nhiên, người mở miệng nói, người không chỉ tăng lên tới thất phẩm luyện dược sư. Hơn nữa từ nhị văn tăng lên tới tam văn. Diệp thần phong một mặt thản nhiên nói, này có cái gì kỳ quái đâu. Mọi người tại đây không còn gì để nói, này chả không kỳ quái sao. Này còn không cho khiếp sợ sao. Đan văn nhưng là tất cả luyện dược sư tha thiết ước mơ. Đã có được đan văn đan dược, so với phổ thông đan dược giá trị tăng vào thật nhiều lần. Diệp thần phong ánh mắt không khỏi như ngừng lại lý bá trên người. Trước đó lý bá thực lực trên đất thần cảnh hậu kỳ tầng 7. Bây giờ lý bá dĩ nhiên lại tăng lên một cái tiểu tầng thứ, thực lực trên đất thần cảnh bảy tầng đỉnh phong. Này ngược lại cũng vừa vặn cho Lý Bá dùng một viên tam văn nhập thiên đan rồi. Diệp thần phong hỏi, Lý Bá, thực lực của ngươi tăng lên tới địa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong. Lý Bá gật đầu nói, tại mấy ngày trước vừa vặn đã lấy được một ít cảm ngộ, lần này có thể bước vào địa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong, phần lớn là vận khí của ta không sai. Diệp thần phong đem một viên tam văn nhập thiên đan đưa cho Lý Bá, nói ra, Lý Bá, người bây giờ nuốt vào cái này Tam văn nhập thiên đan đi. Lý Bá tiếp nhận nhập thiên đan sau, tại mọi người chờ mong dưới, hắn không chút do dự nào liền đem Tam văn nhập thiên đan nuốt vào trong bụng. Tại đem nhập thiên đan nuốt vào sau đó một dòng nước ấm nhất thời tại Lý Bá bên trong thân thể khuếch tán ra, hắn cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều tại vui sướng hô hấp. Bên trong thân thể một làn sóng rồi lại một làn sóng năng lượng mạnh mẽ quanh quẩn lý bá vội vàng ngồi xếp bằng ở trên mặt đất trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển công pháp cặp mắt thật chặt đóng lại ánh mắt của mọi người toàn bộ như ngừng lại lý bá trên người lý bá khí thế trên người liên tục tăng lên cuối cùng thế như trẻ che nhảy vào thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ một đạo năng lượng khổng lồ cột sáng mãnh liệt phóng lên trời ở đại sảnh bên ngoài bầu trời bên trong lóng lánh từ địa thần cảnh bước vào thiên thần cảnh bình thường đều sẽ có ánh sáng trụ phóng lên trời có người nói vọt lên cột sáng càng nhiều, thành tựu tương lai càng phi phàm, Lý Bá chỉ xông lên một cái cột sáng, xem ra hắn thành tựu tương lai cũng có hạn. Bất quá, tại Lý Bá bước vào Thiên Thần cảnh một tầng sơ kỳ sau đó không bao lâu thời điểm, bên trong thân thể của hắn thật khí thế lần thứ hai cuồng dâng lên, dĩ nhiên thừa thế xông lên khóa nhập Thiên Thần cảnh một tầng trung kỳ. Tại bước vào Thiên Thần cảnh một tầng trung kỳ sau đó Lý Bá khí thế trên người mới trở nên vững chắc mở mắt lý bá hắn không dám tin cảm giác thân biến hóa trong cơ thể hắn không những đột phá đến thiên thần cảnh hơn nữa còn thừa thế xông lên khóa nhập một tầng trung kỳ đã từng thiên thần cảnh chính là lý bá cả đời mục tiêu bây giờ tại thật sự đột phá đến thiên thần cảnh sau lý bá không chỉ có lão lệ tung hoành hắn đứng lên đối diệp thần phong sâu đậm bái một cái hắn thực tại không cách nào biểu đạt đối diệp thần phong cảm kích phổ thông nhập thiên đan chỉ có thể làm cho người tu luyện bước vào thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ nhưng này tam văn nhập thiên đan lại có thể để người tu luyện trực tiếp bước vào thiên thần cảnh một tầng trung kỳ phải biết tại bước vào thiên thần cảnh sau đó mười mấy năm mấy chục năm thậm chí là mấy trăm năm tăng lên một cái tiểu tầng thứ cũng là phi thường thấy nhiều bởi vậy có thể thấy được này tam văn nhập thiên đan cường đại rồi Tại Lý Bá liên tục đột phá đến Thiên Thần cảnh một tầng trung kỳ, sau đó tất cả mọi người tại chỗ đều có thể xác định đây chính là trong truyền thuyết nhập thiên đan rồi, bọn hắn từng cái ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong bây giờ còn có 19 viên Tam Văn nhập thiên đan, ở đây không có 19 người, hắn nói ra, người gặp người người có phần. Tuy rằng Vân Quang Vinh đám người đã là Thiên Thần cảnh cường giả, thế nhưng Tam Văn nhập thiên đan để đó chung quy hữu dụng diệp thần phong đem tam văn nhập thiên đan lần lượt cho vân quang vinh tiêu vĩnh chiến tiết huyền tình cùng vân cao mất đám người trong đó tiết huyền tình cùng vân mộ linh tại tiếp nhận tam văn nhập thiên đan thời điểm các nàng đôi mắt đẹp đều dị thải liên tục nhìn chằm chằm diệp thần phong vân gia thiếu chủ vân ngọc đường yếu hưng phấn tiếp nhận nhập thiên đan thời điểm vân quang vinh quát lớn ngọc đường người chả có hiểu quy củ hay không thần phong chính là là của ta lão đệ như vậy hắn tại bối phận thượng sẽ là của ngươi lão tổ, đang tiếp thu lão tổ đưa đan dược thời điểm, người chẳng lẽ không hẳn là biểu thị một cái cảm tạ sao? Sau đó, Vân Vinh ánh mắt vừa nhìn về phía Vân Cao Ngất, hắn nhưng vẫn là quát lên, Cao Ngất, đừng tưởng rằng hiện tại ngươi là Vân Gia Gia chủ liền không dậy nổi, người cũng có thể yếu hiểu lễ nghi. Vân Cao Ngất đồng dạng là thiên thần cảnh cường giả, thần sắc hắn tại hơi sướng sờ sau đó trên mặt hắn lập tức lộ ra chân thành cung kính, hắn đối với diệp thần phong hô lão tổ đa tạ ngài nhập thiên đan diệp thần phong bây giờ chính là thất phẩm luyện dược sư rồi lấy hổ tiến nhập bát phẩm luyện dược sư trên căn bản là ván đã đóng thuyền còn nữa diệp thần phong đối với bọn họ vân gia có ân vân cao ngất tại điều chỉnh tâm tình sau đó hắn là phát ra từ nội tâm gọi diệp thần phong vì lão tổ thấy cha của mình đều gọi diệp thần phong vì lão tổ rồi vân ngọc đường đương nhiên không có gì hay xoắn quyết rồi lại nói hắn là đánh trong đáy lòng bội phục Diệp Thần Phong, hắn thấy thế nào Diệp Thần Phong niên kỳ cũng sẽ không so với hắn lớn, bằng chừng ấy tuổi thất phẩm luyện dược sư, đây rốt cuộc phải siêu cỡ nào tách ra mới được. Gọi một người như vậy vì lão tổ, hắn cũng là tâm cam tình nguyện. Vân Ngọc Đường cũng cung kính hô, lão tổ, đa tạ ngài ban ân, về sau lão tổ có chuyện gì liền xin cứ việc phân phó ta Vân Ngọc Đường. Thấy Vân Cao mất cùng Vân Ngọc Đường hành động như thế, Vân Quang Vinh mới hài lòng gật gật đầu. Tất cả mọi người như có điều suy nghĩ nhìn xem Diệp Thần Phong, bọn hắn đều đang suy đoán Diệp Thần Phong có thể hay không đánh vỡ bây giờ luyện dược sư cực hạn. Dù sao trên trời huyền giới đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện cử phẩm luyện dược sư rồi, Diệp Thần Phong có thể làm được sao? chương 2092, càng náo nhiệt, cấp thấp tu luyện tràng. Mọi người tại dẹp loạn tâm tình sau, Vân Quang Vinh đối với Diệp Thần Phong nói ra, lão đệ, ngươi nếu yếu bán đấu giá 30 viên nhập thiên đan, như vậy ta đúng là có thể giúp ngươi liên hệ Trung Châu Thiên Thuận Oxen Hao, ta cùng Thiên Thuận Oxen Hao lão tổ có chút giao tình. Lần này chính gặp Thiên Huyền Thịnh Điển cử hành, chúng ta đúng là có thể hảo hảo lợi dụng cơ hội lần này, đây chính là 30 viên nhập thiên đan đây. Tuyệt đối sẽ làm cho Trung Châu tất cả đại tông môn đều chạy theo như vịt có lão đệ người này 30 viên nhập thiên đan ra đời, lần này thiên huyền thịnh biển nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt. Ở chính giữa châu nhất lưu trong tông môn, thiên thần cảnh cường giả mới thật sự là trụ cột vững vàng, 30 viên nhập thiên đan nhưng là có thể sáng tạo 30 tên thiên thần cảnh cường giả, nếu như chúng ta thanh thanh thế chế tạo đi lên. Như vậy 30 viên nhập thiên đan tuyệt đối có thể làm cho lão đệ ngươi thu được rất nhiều thần hồn loại thiên tài địa bảo. Thiên Thuận Oxen hao đối với chế tạo thanh thế cực kỳ am hiểu, bất quá, chúng ta nhất định muốn sớm một ít ngày liên hệ Thiên Thuận Oxen hao. Chúng ta nhất định muốn đi một chuyến Thiên Thuận Oxen hao tổng bộ, nếu như lão đệ ngươi không có vấn đề lời nói, như vậy sau 5 ngày Chúng ta liền lập tức đi hướng Thiên Thuận Oxen Hao Tổng Bộ. Đợi đi đến Thiên Thuận Oxen Hao Tổng Bộ sau, chúng ta trực tiếp có thể đi cử hành Thiên Huyền Thịnh Điển người tu luyện thành trì, lần này thẳng thắn ta vân ra tham gia thiên huyền thịnh điển đệ tử cũng cùng nhau lên đường đi. Do lão phu ta tự mình dẫn dắt, tiêu vĩnh chiến cũng nói, diệp huynh đệ, ta cũng bồi tiếp các người đồng thời, ta tiêu vĩnh chiến cái mạng này là ngươi cứu, nếu có cái gì bất ngờ, như vậy ta còn có thể đủ suất phần lực đây. Hôm nay nhị ý Oxen hao ở chính giữa châu đồng dạng thuộc về một cái nhất lưu thế lực. Thiên thuận Oxen hao ở chính giữa châu danh tiếng tốt vô cùng, có thể nói thiên thuận Oxen là cả thiên huyền giới lớn nhất Oxen rồi. Này năm ngày thời gian, vừa vặn là chuẩn bị cho vân ra một phen. Bây giờ Diệp Thần Phong thực lực tăng lên tới hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ, trước hắn mặc dù có đã tiến vào bên trong tiểu thế giới, nhưng hắn vẫn không có cẩn thận đi cảm ứng qua trong tiểu thế giới biến hóa đây. Này năm ngày thời gian vừa vặn thăm dò một chút trong tiểu thế giới biến hóa. Kết quả là, diệp thần phong lại tìm một cái bế quan tu luyện mượn cớ này làm cho tiết huyền tình cùng vân mộ linh trong lòng là một trận không sảng khoái hai nữ nhân này đều có rất nhiều lời muốn hỏi diệp thần phong đây tại vân quang vinh tự mình đến diệp thần phong sắp xếp mật thất tu luyện sau vân quang vinh lần thứ hai về tới bên trong đại sảnh bây giờ trong đại sảnh chỉ còn dư lại vân cao mất cùng vân ngọc đường hai người này rồi những người còn lại đều từng người rời khỏi Vân Quang Vinh liếc nhìn Vân Cao Ngất cùng Vân Ngọc Đường. Hắn thở dài, nói ra, lần này ta Vân Quang Vinh không nghĩ tới trả nhận một cái không nổi lão đệ A Hát. Đây chính là thứ thiệt thất phẩm luyện dược sư A Hát, hơn nữa là có thể luyện chế tam văn đan thất phẩm luyện dược sư. Trước đó Vân Quang Vinh nhận thức Diệp Thần Phong vì lão đệ. Trong đó có một phần là Diệp Thần Phong cứu tính mạng của hắn, còn có một phần phân là Diệp Thần Phong tính khí thật sự đối khẩu vị của hắn, trong lòng của hắn cũng là thật tâm thật ý coi Diệp Thần Phong là làm lão đệ. Nhưng lần này tại Diệp Thần Phong vạch trần lộ ra thân phận của luyện dược sư sau, Vân Quang Vinh mừng rỡ đồng thời, hắn biết mình nhất định muốn lần nữa làm quen đã biết vị lão đệ rồi. Hắn đối với Vân Cao mất cùng Vân Ngọc Đường, nói ra, hai người các ngươi nghe kỹ cho ta, về sau mặc kệ gặp phải chuyện gì. Chúng ta đều phải cùng Thần Phong tổng cộng cùng tiến lùi coi như là yếu và toàn bộ Trung Châu nhất lưu thế lực là địch, chúng ta vẫn không thể xảo trá, ta đây vị lão đệ thành tựu tương lai tuyệt đối bất phàm a hát. Nhưng càng là thiên tài người cũng càng cho dễ chết hiểu a hát. Liền để cho chúng ta vân ra đến vì ta này vị lão đệ hộ giá hộ tống đi. Hai người các ngươi nghe rõ ràng lời của ta sao? Coi như là yếu hy sinh chúng ta toàn bộ vân ra, các ngươi cũng không thể lùi cho ta con lại ta đây vị lão đệ giá trị cho chúng ta làm như vậy, này đối với chúng ta vân ra hay là vạn kiếp bất phục, nhưng hay là cũng là một cái cơ hội vùng lên, ta cảm giác chỉ cần ta đây vị lão đệ tương lai chân chính có thể trưởng thành, như vậy tuyệt đối là không bình thường. Vân Cao Ngất cùng Vân Ngọc Đường nghe được Vân Quang Vinh trịnh trọng như vậy cùng nghiêm túc lời nói sau, hai người bọn họ không hẹn mà cùng gật gật đầu, bọn hắn đương nhiên cũng nhìn ra được Diệp Thần Phong tiềm lực lại nói diệp thần phong đối với bọn họ vân gia có ân a hát chính như vân quang vinh từng nói coi như là vạn kiếp bất phục lại có làm sao bọn hắn vân gia là thời điểm chân chính điên cuồng một hồi mà tiến vào trong tu luyện mật thất diệp thần phong hắn trực tiếp tiến vào bên trong tiểu thế giới trải qua lần này thực lực liên tục tăng lên sau bên trong tiểu thế giới linh khí lại nồng nặc một ít cao sơn lưu thủy trở nên càng nhiều hơn rồi Đứng ở mỗ tòa núi cao thượng Diệp Thần Phong, hắn hô hấp bên trong tiểu thế giới không khí trong lành, hắn thoải mái vươn người một cái. Sau đó, hắn liền bắt đầu cẩn thận cảm ứng lên toàn bộ tiểu thế giới. Một lát sau, hắn cảm giác được tại tiểu thế giới mặt đông địa phương sinh ra một ít biến hóa. Tại trong đầu ý thức hơi động sau, Diệp Thần Phong lập tức biến mất ngay tại chỗ, bóng người xuất hiện tại tiểu thế giới mặt đông một nơi chỉ thấy ở nơi này có một mảnh to lớn quảng trường. Toàn bộ quảng trường được một loại thiên màn ánh sáng màu xanh lam cho bao phủ lại rồi, tại bên trong quảng trường không có bất cứ chuyện gì vật. Diệp thần phong xuyên qua màn ánh sáng màu xanh lam, hắn thuận lợi đi tới trong quảng trường, hắn cảm giác được quảng trường này bên trong có một loại đặc thù thiên địa pháp tác. Nhưng loại này thiên địa pháp tác thật giống căn bản không đối với hắn khởi bất kỳ tác dụng gì trong cơ thể hắn thử vận chuyển ba loại vô thượng công pháp, nhưng quảng trường tất cả xung quanh nhưng vẫn là không có thay đổi. Này làm cho Diệp Thần phong chân mày cao lại, tại bên trong tiểu thế giới tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện một mảnh quảng trường. Chính lúc Diệp Thần phong nghi hoặc thời khắc, Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra tiểu gia hỏa. Nếu như ta không có cảm giác sai, như vậy nơi này chính là một cái thấp. Cấp tu luyện chàng này cấp thấp tu luyện chàng không thích hợp người bây giờ rồi, cấp thấp tu luyện chàng thích hợp niết bàn cảnh bên dưới người tu luyện tu luyện, phàm là niết bàn cảnh bên dưới người tu luyện, bọn hắn tại thấp. Cấp người tu luyện nội tu luyện, một ngày bằng với bên ngoài một tháng, 10 ngày chẳng khác nào phía ngoài 10 tháng rồi, loại tu luyện này chàng có thể để cho niết bàn cảnh bên dưới người tu luyện nhanh chóng trưởng thành. Đương nhiên ngoại trừ thấp, cấp tu luyện chàng ở ngoài. Ở trên thế giới này còn có trung cấp tu luyện chàng, cao cấp tu luyện chàng cùng thần cấp tu luyện chàng, này thấp. Cấp trong tu luyện chàng thiên địa pháp tác đối với niết bàn cảnh bên dưới người tu luyện hữu dụng, niết bàn cảnh hoặc là cao hơn niết bàn cảnh người tu luyện, bọn hắn bước vào thấp. Cấp tu luyện chàng sẽ không cảm giác được bất kỳ tác dụng gì. Trung cấp tu luyện chàng thích hợp niết bàn cảnh tới đất thần cảnh ở giữa người tu luyện, cao cấp tu luyện chàng thích hợp thiên thần cảnh đến thần vương cảnh ở giữa người tu luyện về phần thần cấp tu luyện chàng nhưng là thích hợp thần vương cảnh bên trên người tu luyện. Bây giờ bên trong tiểu thế giới nếu mở ra thấp cấp tu luyện chàng, như vậy về sau các loại thực lực của ngươi không ngừng nâng lên thăng, rất có thể sẽ mở ra trung cấp tu luyện chàng cùng cao cấp tu luyện chàng, thậm chí là thần cấp tu luyện chàng. Loại tu luyện này chàng tại viễn cổ thời đại cũng phi thường ít thấy, nhất định muốn đi tìm rất nhiều tài nguyên mới có thể chế tạo ra một cái thấp cấp tu luyện chàng chế tạo một cái cấp thấp tu luyện chàng đại lượng tài nguyên tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng, tại viễn cổ thời đại tốt nhất tu luyện chàng liền là cao cấp tu luyện chàng rồi, cái kia thần cấp tu luyện chàng chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Nhưng này hỗn độn nhẫn đời trước chủ nhân cũng không bình thường, hắn nhưng là viễn cổ thời đại sơ kỳ lúc trước đại nhân vật, hắn chế tạo ra thần cấp tu luyện chàng cũng là chẳng có gì lạ, về phần nơi này đến cùng có không có thần cấp tu luyện chàng chỉ có thể chờ ngươi về sau thực lực tăng lên mới có thể có được đáp án. Diệp thần phong nghe được lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh giải thích sau đó hắn lặng lẽ gật gật đầu, hắn không nghĩ tới còn có loại này thần kỳ tu luyện chàng đây. Như vậy tại bây giờ thiên huyền giới vẫn tồn tại tu luyện chàng đó sao? Tại Diệp Thần Phong đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra lời sau đó Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh hồi đáp, căn cứ ta cùng Lão Hắc phán đoán, tại bây giờ thiên huyền giới Tam Đại Châu, Linh Châu, Huyền Châu cùng Trung Châu, trong đó nhiều nhất chính là có trung cấp tu luyện chàng rồi, cao cấp tu luyện chàng viễn cổ thời đại cũng rất ít thấy, trải qua năm tháng tẩy lễ, bây giờ này Tam Đại Châu bên trong có thể có mấy cái trung cấp tu luyện chàng, đây đã là kết quả không tệ rồi. Tuy rằng trong tiểu thế giới mở ra thấp, cấp tu luyện chàng đối Diệp Thần Phong không có tác dụng, thế nhưng Diệp Thần Phong còn có nhi tử con gái, hắn còn có gia gia cha mẹ đám thân nhân đây. Này thấp, cấp tu luyện chàng không thể nghi ngờ là cho thân nhân của hắn chế tạo riêng, nếu như con trai của hắn con gái đám người có thể tại thấp. Cấp trong tu luyện chàng tu luyện, như vậy tăng cao thực lực e sợ sẽ thoải mái rất nhiều. Nghĩ đến đây, Diệp Thần Phong cảm thấy này thấp, cấp tu luyện chàng vẫn rất có dùng, muốn để người nhà của hắn cũng toàn bộ đến sống mãi, biện pháp duy nhất chính là để cho bọn họ không ngừng tăng cao thực lực. Trường 2093, Cuồng Hoan Khánh Sinh, lần này thực lực tại tăng lên đến hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ sau. Tiểu thế giới này ngoại trừ linh khí nồng nặc một ít, cao sơn lưu thủy nhiều hơn một chút, diện tích trở nên rộng lớn hơn một chút ở ngoài. Cũng chỉ có nhiều hơn một cái thấp, cấp tu luyện tràng. Tại Diệp Thần Phong đem toàn bộ tiểu thế giới đều cảm ứng một lần sau đó thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện tại trong tiểu thế giới khu nhà ở vực. Trong tiểu thế giới tất cả mọi người tại bận rộn, đang nhìn đến đột nhiên xuất hiện Diệp Thần Phong sau đó tất cả mọi người xuống lại đi qua, đặc biệt là Diệp Phàm Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa, thân thể của bọn họ đã dính tại Diệp Thần Phong trên người rồi. Trong tiểu thế giới người thực lực tăng lên rất nhanh, dù sao trong tiểu thế giới linh khí phi thường nồng nặc, hơn nữa cũng không thiếu hụt đan dược, đối với thực lực vẫn còn tầng thấp những người này tới nói, tăng cao thực lực vẫn là vô cùng dễ dàng, đây là Diệp Thần Phong cho bọn họ sáng tạo điều kiện. Diệp Thần Phong ra ra Diệp Trấn Hồng, hắn mặt mày hồng hào đi tới, bây giờ Diệp Trấn Hồng hoàn toàn không giống như là một cái hơn 50 tuổi lão đầu. Diệp Thần Phong hỏi, ra ra, các ngươi như thế rất bận rộn chính là đang làm gì? Không đợi Diệp Trấn Hồng trả lời, mẫu thân của Diệp Thần Phong tôn Mỹ Cầm, nàng nói nói, Thần Phong, lẽ nào ngươi đã quên sau 3 ngày là ngày mấy sao? Đó là ngươi 30 tuổi sinh nhật chúng ta cũng không biết ngươi chừng nào thì sẽ tiến vào nơi này, nhưng chúng ta chả là muốn trước đó chuẩn bị lên, chúng ta dự định ở nơi này cho ngươi qua một cái sinh nhật. Diệp thần phong nhìn xem phía trước mặt tòa nhà thượng răng đèn kết hoa, hắn nhìn xem phía trước mặt những này từng cái vì hắn đang chuẩn bị sinh nhật người, trong lòng của hắn không khỏi ấm áp, hắn đột nhiên cảm giác mình cho tới nay kiên trì hết thảy đều là đáng giá, vì vĩnh viễn có thể cùng những người này tại đồng thời, hắn nhất định muốn nỗ lực cố gắng nữa. Từng đôi ước ao con người nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong, bọn hắn đang đợi Diệp Thần Phong trả lời, bọn hắn sợ sệt Diệp Thần Phong không có thời gian ở nơi này dừng lại thêm mấy ngày. Diệp Thần Phong cười nói, kế tiếp ta sẽ tại bên trong tiểu thế giới dừng lại 5 ngày thời gian. Khi nghe đến Diệp Thần Phong khẳng định trả lời sau đó trên mặt tất cả mọi người lập tức phóng ra nụ cười sán lạn, bọn hắn lập tức tứ tán mà đi, từng người trở nên bận rộn chỉ có diệp phàm các loại ba tên tiểu gia hỏa nhưng vẫn là quấn lấy Diệp Thần Phong. Trong nháy mắt, ba ngày lóe lên liền qua. Trong ba ngày qua Diệp Thần Phong mỗi ngày đều cùng hài tử của hắn, nữ nhân ở đồng thời ôn tồn, hắn cực kỳ hiếm thấy tạm thời buông xuống tu luyện. Lúc này trong tiểu thế giới cự đại trang viên sớm đã là tràn đầy vui mừng bầu không khí. Tại ngoài trang viên dọn lên bàn cùng cái ghế những này bàn cùng cái ghế đều là Diệp Thần Phong tiểu thúc Diệp Đông kiện đám người, bọn hắn tại trong tiểu thế giới ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tác mà thành. Ở trên bàn bày đầy từng đạo thức ăn, nấu nướng những thức ăn này đồ ăn các loại rau dưa đều là tại tiên linh chi thổ bên trong gieo trồng đi ra ngoài cực phẩm linh thái. Ở trên bàn trả để từng vò từng vò rượu, chỗ rượu này là Diệp Đông kiện bọn hắn lúc rảnh rỗi sản xuất bây giờ bên trong tiểu thế giới người chả không thích hợp uống 10 ngàn năm cùng trăm ngàn năm linh tử đây. Ở trên bàn còn có một cái lớn vô cùng bánh gato, cái này bánh gato là chúng nữ đều vì Diệp Thần Phong chuẩn bị, tại bánh gato bên trên còn có 30 cây ngọn nến. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sau đó Diệp Thần Phong cùng Diệp Trấn Hồng đám người toàn bộ vào chỗ rồi. Tất cả mọi người nhìn trên bàn bánh gato, trong đó Vũ Hiểu Phỉ đem ngọn nến cho đốt lên rồi, Diệp thần phong những này thế tục giới người thân, bọn hắn từng cái nhìn một chút đốt ngọn nến nở ra, bọn hắn thời khắc này nhớ tới tại thế tục giới sinh hoạt, bọn hắn cũng đều biết diệp thần phong vì bọn hắn, trên người gánh nặng thật sự là rất nhiều rất nhiều. Diệp đông kiện đột nhiên vỗ một cái diệp thần phong vai, nói ra, thần phong, người chả ngây ngốc làm gì. Nhanh chóng thổi cây nến đi. Theo diệp thần phong đem ngọn nến thổi tắt sau. Tất cả mọi người tại chỗ là một trận hoan hô, bọn hắn bắt đầu từng người cho mình rót rượu tất cả mọi người không dùng trong cơ thể linh khí đi chống đối cảm giác say diệp đông kiện đám người sản xuất rượu so với phổ thông linh tử còn không bằng nhưng thời khắc này diệp thần phong cảm thấy mùi của rượu này rất tốt trong rượu này là ẩn chứa tình nghĩa phần tình nghĩa này không phải còn lại có thể thay thế trên bàn rượu bầu không khí phi thường nhiệt liệt mọi người ngươi một chén ta một chén uống Trận này sinh nhật tiệc rượu kéo dài đến mười mấy giờ đây. Trong tiểu thế giới sắc trời đã sớm tối lại. Diệp Thần Phong cũng rời khỏi bàn rượu, thân thể nằm ở cách đó không xa trên bãi cỏ. Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh các loại chúng nữ, các nàng đều nằm ở Diệp Thần Phong bên cạnh, Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa, bọn hắn nằm nhoài tại Diệp Thần Phong trên người ngủ say như chết rồi. Vũ Hiểu Phỉ ra ra Vũ An Quốc Bạch Tuyết Linh ra da, da trắng hồng phương. Bọn hắn cùng Diệp Trấn Hồng đồng thời vẫn cứ ngồi ở trước bàn rượu đây. Này ba cái lão hữu từng miếng từng miếng tiểu uống. Diệp Trấn Hồng nhìn xem nằm ở cách đó không xa Diệp Thần Phong, hắn sâu đậm thở dài một hơi, nói ra N, N quốc, Hồng Phương, trong nháy mắt Thần Phong đều 30 tuổi rồi, những năm này tại ta trong đầu giống như một chàng mộc, xuất hiện đang nhớ lại lúc trước ta giả bộ bệnh tiến vào bệnh viện, thần phong tiểu tử này nửa đêm xông vào quân. Khu bệnh viện, lúc đó có thể quả thực làm ta sợ hết hồn đây. Lúc ấy thần phong ngu si là nghe tên ở Kinh Thành, nhưng từ khi lần kia về sau, thần phong dĩ nhiên một đường quật khởi, đây là ta nằm mơ cũng không có nghĩ tới. Thần phong thậm chí cứu vất toàn thế giới, lúc trước thôn vệ đế quốc nhưng là có thống nhất toàn cầu dã tâm, sau đó còn có thiên minh, nếu không có thần phong tại, e sợ bây giờ thế tục giới sớm chính là lớn biến dạng. Nhất làm cho ta không nghĩ tới chính là thần phong dĩ nhiên bước lên đường tu tiên, chả mang theo chúng ta cùng đi bước lên tu luyện đường, thần phong đứa nhỏ này trong lòng khổ, ta cái này làm ra ra đều biết, hắn đây là vì chúng ta xét ở đập A hát. Vũ An Quốc cùng Trắng Hồng Phương cũng toàn bộ lâm vào trong ký ức, thần phong tại thế tục giới chính là một cái truyền kỳ, bọn hắn chưa từng có nghĩ đến diệp thần phong có thể đạt đến độ cao này. Diệp Đông Kiện cũng nhớ tới lúc trước Diệp Thần Phong đi thiên hải tìm hắn, sau đó gia nhập Cường binh trại huấn luyện Vân. Vân một loạt sự tình. Tôn Mỹ cầm cùng Diệp Đông Hoa đôi vợ chồng này, bọn hắn cũng nhớ lại lúc trước lần thứ nhất cùng Diệp Thần Phong tại cổ võ giới nội tướng gặp cảnh tượng. Đêm đó, tất cả mọi người Lâm vào đã từng trong ký ức, bọn hắn hồi ức đều có một cái điểm chung, như vậy liền là tại bọn hắn trong hồi ức, Diệp Thần Phong đều chiếm rất nhiều độ dài. Ngày kế, tại tất cả mọi người chả đang ngủ say thời điểm. Diệp thần phong một mình xuất hiện tại trong tiểu thế giới một chỗ tương đối hẻo lánh địa phương. Trước đó hắn tu luyện ngự kiếm sau đó hắn một mực không có cơ hội tu luyện một cái long thần phiên thiên ấn đệ nhị ấn. Này đệ nhị ấn tu luyện pháp môn đã sớm tại diệp thần phong trong đầu tốc biến rồi. Một ấn nhưng phiên hải. Hai ấn nhưng hám địa. Ba ấn khả phá thiên. Long thần phiên thiên ấn đệ nhất ấn thuộc về nhất tinh bí pháp. Diệp thần phong không biết này đệ nhị ấn thuộc về mấy sao bí pháp. Đem đệ nhị ấn tu luyện pháp môn tại trong đầu thông hiểu đạo lý sau đó Diệp thần phong bắt đầu một lần lại một lần thử tu luyện. Lại là hai ngày trôi qua. Bàn tay phải không ngừng xoay chuyển Diệp thần phong, một trận mãnh liệt khí thế tại chung quanh hắn tứ tán mà đi, kéo dài hai ngày không ngừng tu luyện, hắn không có một lần có thể thành công sử dụng tới long thần phiên thiên ấn đệ nhị ấn. Mỗi lần liền đệ nhị ấn một nửa đều không có triển khai ra, tại bàn tay hắn tâm ngưng tụ khí thế mạnh mẽ liền sẽ bốn tản ra, căn bản vô pháp đem này đệ nhị ấn hoàn mỹ khống chế xong. Ngày mai sẽ là khởi hành đi hướng thiên thuận Oxen hao tổng bộ cuộc sống. Diệp thần phong chỉ có thể bất đắc dĩ đình chỉ tu luyện. Lão Hắc Giang vận thiên thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, tiểu tử, Ngươi không dùng tới nản lòng, kỳ thực ngươi nên yếu cao hứng mới đúng, lấy tu luyện của ngươi thiên phú, này đệ nhị ấn nếu như là nhị tinh bí pháp, ngươi khẳng định đã có thể thi triển, bây giờ ngươi chậm chạp không cách nào đem đệ nhị ấn triển khai ra, coi như là tam tinh bí pháp chỉ sợ cũng không có lớn như vậy độ khó. Cho nên, căn cứ ta cùng lão Bạch suy đoán, này Long thần phiên thiên ấn đệ nhị ấn có thể là tứ tinh bí pháp, thậm chí ngũ tinh bí pháp cũng không phải là không có khả năng nghe được lão hắc giải thích sau đó diệp thần phong nội tâm phiền muộn cuối cùng là giảm ít một chút nếu như này đệ nhị ấn đúng là tứ tinh bí pháp hoặc là ngũ tinh bí pháp lời nói chế như vậy chậm không cách nào đem đệ nhị ấn hoàn toàn triển khai ra cái này cũng là có thể thông cảm được sự tình rồi lão bạch ngô phong rối rảnh nói ra tiểu gia hỏa hiện tại việc cấp bách người mau chóng thu thập thần hồn loại thiên tài địa bảo đi nếu như ta cùng lão hắc có thể ngưng tụ nhục thân như vậy chúng ta có thể đủ giúp được địa phương của ngươi đều sẽ nhiều hết ngức. chương 2094, sát ý nồng nặc. Ngày kế, Diệp Thần Phong sáng sớm liền từ tiểu thế giới bên trong về tới trong tu luyện mật thất. Rời đi tiểu thế giới trước đó, Diệp Thần Phong đem thấp. Cấp tu luyện chàng sự tình đối những người còn lại đều nói một lần, để cho bọn họ bình thường không có chuyện, liền đều lưu tại trong tu luyện chàng tu luyện diệp thần phong đang đi ra mật thất tu luyện thời điểm tất cả mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng thiên phong tông lăng giang cùng lăng vô xong cũng đi tới vân gia bọn hắn tự nhiên là chuẩn bị cùng diệp thần phong bọn hắn đồng loạt xuất phát vân gia vân quang vinh vân cao ngất vân ngọc đường cùng vân mộ linh bốn người này bọn hắn chuẩn bị đi theo diệp thần phong đồng thời xuất động bởi vì tạm thời gia nhập tứ sư tranh bá trung châu thiên huyền thịnh điển quy tắc có một chút thay đổi mỗi cái trong tông môn chỉ có thể phái ra một tên ưu tú nhất đệ tử thiên tài tham gia thiên huyền thịnh điển. Tại vân gia trẻ tuổi bên trong, không thể nghi ngờ là vân ngọc đường thực lực mạnh nhất rồi. Về phần vân mộ linh chỉ là theo chân cùng đi tập hợp tham gia trò vui. Tại tất cả mọi người đến đông đủ sau đó bọn hắn cùng đi hướng nắm giữ xa khoảng cách truyền tống trận địa phương. Tại trong mấy ngày nay, phù sư các tổng bộ lão tổ du thạch thanh cùng đệ nhất thiên tài cố hình nhi từ khi Diệp Thần Phong mang mặt nạ màu đen đã lấy được tham gia phù sư so tài tư cách sau, này thầy cho hai một mực tải vạn linh trong thành tìm kiếm Diệp Thần Phong tung tích, có thể tìm được bây giờ vẫn không có bất kỳ một tia manh mối. Đối với phù sư các tổng bộ lão tổ du Thạch Thanh cùng đệ nhất thiên tài cố hình nhi cử động, Diệp Thần Phong căn bản là không biết chút nào. Tại khóa nhập nắm giữ xa khoảng cách truyền tống trận cổ lầu sau đó Vân Quang Vinh thanh toán xong rất nhiều linh thạch thượng phẩm cho rằng truyền tống chi phí truyền tống trận mở ra diệp thần phong cùng vân quang vinh đám người lập tức biến mất ở bên trong truyền tống trận tại diệp thần phong bọn hắn mới vừa vừa biến mất sau đó ngô lăng hương cùng giang thải huyên hai nàng này người các nàng cũng xuất hiện tại cổ trong lầu trong lòng các nàng đối diệp thần phong hiếu kỳ không lùi phản tăng các nàng một mực chú ý diệp thần phong hành tung đây thậm chí các nàng đã thăm dò đến diệp thần phong lai lịch các nàng không nghĩ ra như thế một cái thần kỳ nhân dĩ nhiên là linh châu một cái trong tông môn đệ tử theo các nàng đây tuyệt đối không hợp lý lần sau trước đó diệp thần phong đã nói cùng ngô gia giang gia có ngọn nguồn dù sao hai người bọn họ lần này đi ra cũng là vì lịch luyện cuối cùng hai người bọn họ không hẹn mà cùng dự định đi theo diệp thần phong ngô lăng hương cùng giang thải huyên tiến vào cổ trong lầu sau các nàng trực tiếp ném ra một đại đẩy linh thạch thượng phẩm hai người bọn họ không hẹn mà cùng nói ra giúp ta truyền tống đến trước đó đám người kia đi địa phương. Cổ trong lầu phụ trách mở ra truyền tống trận người, hắn đang nhìn đến lớn như vậy số lượng linh thạch thượng phẩm sau. Hắn không nói hai lời giúp Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên mở ra truyền tống trận rồi. Diệp thần phong bọn hắn mục đích lần này chính là Trung Châu Bạch Linh Thành. Thiên thuận Oxen hao tổng bộ liền ở Bạch Linh Thành bên trong, lại có thêm căn cứ vân vinh giới thiệu, trận pháp các tổng bộ đồng dạng là tại Bạch Linh Thành bên trong, Trận pháp các lấy tư cách tứ đại các một trong, Bạch Linh thành bởi vì trận pháp các tổng bộ nguyên nhân cũng là dị thường phồn hoa. Ban đầu ở Thánh Băng đảo thời điểm, Diệp Thần Phong làm quen Trung Châu Kiếm Thần Tông đệ tử Kiều Bụi, sau đó Diệp Thần Phong cùng Thiết Huyền Tình đám người là đang ngồi Kiếm Thần Tông linh thuyền rời đi Thánh Băng đảo. Tại Kiếm Thần Tông linh trên thuyền, Diệp Thần Phong gặp Thiên Huyền giới thập đại trận pháp tông sư một trong triệu tinh đồ. Trận pháp này các chính là do thiên huyền giới thập đại trận pháp Tông Sư Thống Trị, bọn họ là trận pháp các thập đại các chủ. Bởi vì lúc trước triệu tinh đồ vừa vặn lấy ra thần hồn loại thiên tài địa bảo hồn một căn. Làm đem hồn một căn nắm bắt tới tay, diệp thần phong vào lúc đó hung hăng phách lối một hồi. Ban đầu ở triệu tinh đồ trong tay có một tấm không trọn vẹn viễn cổ trận pháp. Này không trọn vẹn viễn cổ trận pháp vừa vặn là năm đó Lão Bạch phát họa một cái trận pháp tàn giác. Kết quả là Diệp Thần Phong đem trận pháp này tàn giác nhanh chóng phân giải ra đến, lại đem tàn giác trong trận pháp không chọn vẹn bộ phận bù đắp rồi. Này làm cho lúc trước triệu tinh đồ là cua tay múa chân, đối Diệp Thần Phong trận pháp trình độ là bội phục không được. Thậm chí còn mời Diệp Thần Phong gia nhập trận pháp các tổng bộ, tại triệu tinh đồ nói đến, nếu như Diệp Thần Phong gia nhập trận pháp khác. Như vậy trận pháp người thống trị để cho 10 người biến thành một người. Diệp Thần Phong hoàn toàn có thể trở thành trận pháp các bên trong độc nhất vô nhị các chủ. Lúc trước Diệp Thần Phong cũng đáp ứng rồi Triệu Tinh Đồ, nếu như đi tới Trung Châu lời nói. Như vậy nhất định sẽ đi trận pháp các tổng bộ đi một chuyến, lần này vừa vặn muốn đi Bạch Linh Thành, như vậy Diệp Thần Phong đúng là có thể thuận tiện đi một chuyến trận pháp các. Tại Diệp Thần Phong, Vân Quang Vinh cùng Tiêu Vĩnh chiến đám người xuất hiện lần nữa thời điểm. Bọn hắn từ Bạch Linh Thành bên trong một chỗ cổ trong lầu bên trong truyền tống trận đi ra. Đang đi ra cổ lầu sau, nhìn xem Bạch Linh Thành trên đường phố lui tới người tu luyện, nơi này phồn hoa trình độ không thua gì Vạn Linh Thành. Nhắc tới cũng xảo, tại khoảng cách truyền tống cổ lầu cách đó không xa, vừa vặn là trận pháp các tổng bộ. Diệp Thần phong đối với Vân Quang Vinh đám người, nói ra, "Lão ca, ta muốn đi một chuyến trận pháp các." Ta cùng trận pháp các các chủ một trong triệu tinh đồ có duyên gặp mặt một lần, lần trước hắn để cho ta tới đến Trung Châu sau đi tìm hắn. Ở đây ngoại trừ Tiết Huyền Tình các loại Thanh Nguyệt Tông người biết Diệp Thần Phong cùng Triệu Tinh Đồ quan hệ ở ngoài. Những người còn lại đều là hoàn toàn không biết, tại từ cổ trong lầu sau khi đi ra, Tiết Huyền Tình trên mặt liền che kín đau thương. Triệu bá đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Thần Phong, Tiểu thư mẫu thân năm đó đã bị mai táng ở bạch linh thành bên ngoài một nơi. Tiểu thư nhất định là muốn bái tế mẫu thân của nàng rồi. Diệp Thần Phong nghe vậy, hắn đi tới Tiết Huyền Tình bên cạnh, thấp giọng hỏi: Ta cùng đi với người bái tế một cái bá mẫu đi. Nghe vậy, Tiết Huyền Tình trên mặt đau thương tản đi không ít. Nàng nói nói, không cần, người đi trận pháp các đi. Ta muốn an tính bồi tiếp mẫu thân ta, chờ lần sau ngươi lại theo ta cùng đi bái tế một chút đi. Diệp thần phong nhìn ra được tiết huyền tình xác thực muốn yên lặng một chút, nhưng hắn không thả tâm tiết huyền tình an toàn. Hắn nói ra, triệu bá, lý bá, các người theo sau từ xa huyền tình, làm cho nàng một mình cùng mẫu thân nàng trò chuyện đi. Còn có tần chu, người cũng cùng theo một lúc đi thôi. Có tần chu, triệu bá cùng lý bá theo sau từ xa sau đó tiết huyền tình trên căn bản không có nguy hiểm. Dù sao Bạch Linh Thành chính là Trung Châu Tứ Đại người tu luyện thành trì một trong, bình thường cũng không có ai hội ở ngoài thành Hồ Tắc Phi Vi. Đang nhìn tiết huyền tình đám người hướng ngoài thành đi đến sau. Diệp thần phong cùng vân quang vinh đám người hướng về trận pháp các tổng bộ đi đến. Khi bọn họ đi tới trận pháp các tổng bộ cửa ra vào thời điểm, vừa vặn có một nam một nữ từ trận pháp các bên trong đi ra. Một nam một nữ này ánh mắt tại tiêu vĩnh chiến cùng diệp thần phong trên người qua lại quét mắt một lần một nam một nữ này không phải là tiêu cát phàm cùng liễu ngữ cầm ma. Tiêu cát phàm chính là tiêu vĩnh chiến thúc thúc nhi tử, liễu ngữ cầm vốn là tiêu vĩnh chiến thê tử. Lúc trước Diệp Thần Phong tại Linh Châu giúp tiêu vĩnh chiến giải độc, hắn chúng độc chính là tiêu cát phàm sai khiến liễu ngữ cầm dưới. Nguyên bản tiêu vĩnh chiến là tiêu gia đệ nhất thiên tài, tiêu gia kế tiếp nhiệm gia chủ mạnh mẽ nhân tuyển mà ở tiêu vĩnh chiến thân thể ngày càng xa suốt sau đó tiêu cát phàm đã trở thành tiêu gia kế tiếp nhiệm gia chủ nhân chọn. Tiêu cát phàm không những cho tiêu vĩnh chiến đeo lục, mũ, tử, hơn nữa con trai của tiêu vĩnh chiến dĩ nhiên tựu là con trai của tiêu cát phàm. Đây đối với tiêu vĩnh chiến đả kích là phi thường to lớn. Lúc trước tiêu cát phàm cùng liễu ngữ cầm tại Linh Châu gặp Diệp Thần Phong, bọn hắn cũng biết là Diệp Thần Phong giúp tiêu vĩnh chiến hóa giải kịch. Độc, bọn hắn tuy rằng không biết Diệp Thần Phong là như thế nào làm được, nhưng bọn họ đối Diệp Thần Phong là hận thấu xương. Lần này Tiêu Cát Phàm cùng Liễu Ngữ cầm đi tới Bạch Linh Thành, là vì Tiêu gia yếu bố trí một cái mạnh mẽ trận pháp, nhất định muốn trận pháp các thập đại các chủ chi vừa động thủ. Tiêu Cát Phàm tại hơi sướng sở sau đó khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười gần, "Tiêu Vĩnh Chiến, làm sao ngươi tới Bạch Linh Thành?" Chẳng lẽ nói ngươi cũng muốn giúp gia tộc mời trận Pháp các thập đại các chủ bên trong bất kỳ một vị trở lại, giúp gia tộc bố trí trận Pháp sao? Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời đi đi. Ngươi cũng không cần lại vọng tưởng tiêu gia gia chủ chỗ ngồi, tiêu gia kế tiếp nhiệm gia chủ sẽ chỉ là ta tiêu cắt phàm. Sau đó, tiêu cắt phàm âm trầm ánh mắt vừa nhìn về phía Diệp Thần Phong, hắn trong con người phun trào nồng nặc vô cùng sát ý, hắn âm trầm nói tiểu tử. Ngươi chỉ là một cái chỉ là Thanh Nguyệt Tông đệ tử mà thôi. Ngươi lại dám tham gia đến tiêu ra chúng ta sự tình bên trong đến. Ngươi đã cho mình gây hỏa tài đình rồi. Trên trời huyền thịnh điển tổ chức trong quá trình, ta là không thể đủ ra tay với ngươi. Nhưng các loại thiên huyền thịnh điển kết thúc đâu này? Lại hoặc là ngươi căn bản sống không tới thiên huyền thịnh điển kết thúc, ngươi sẽ chết trên trời huyền thịnh điển trong tỷ thí. Mà các ngươi cái kia cái gọi là Thanh Nguyệt Tông cũng nhất định sẽ diệt vong này hoàn toàn là bởi vì ngươi cái này đồ điếc không sợ súng. chương 2095, đem sự tình làm lớn. Ban đầu ở Linh Châu, trong cơ thể độc, trai được diệp thần phong hóa giải tiêu vĩnh chiến, hắn trở về Trung Châu tiêu ra sau đó hắn nguyên bản muốn hướng về gia tộc lấy cái công đạo. Nhưng trước đó những năm kia thân thể của hắn ngày càng xa suốt. Ra trong tộc trưởng lão phần lớn đều bị tiêu cắt phàm cho lung lạc rồi, coi như là đã được biết đến Tiêu Vĩnh Chiến khôi phục thân thể, một lần nữa chống đỡ Tiêu Vĩnh Chiến người cũng chỉ còn dư lại một phần nhỏ rồi, cho nên Tiêu Vĩnh Chiến bây giờ tại tiêu gia địa vị, căn bản không thể đủ cùng Tiêu Cát Phàm so sánh được rồi. Lần sau trước đây không lâu, Tiêu Cát Phàm thực lực từ Thiên Thần cảnh tầng 2 hậu kỳ, đột phá đến Thiên Thần cảnh tầng 2 đỉnh phong. Bây giờ Tiêu Cát Phàm thực lực và Tiêu Vĩnh Chiến tại cùng một cấp độ lên thêm vào tiêu cắt phàm những năm này phí hết tâm tư tại trong tiêu gia bộ kinh doanh giao thiệp, có thể nói phần lớn người của tiêu gia đều cho rằng tiêu cắt phàm chính là kế tiếp nhiệm tiêu gia gia chủ rồi. Đương nhiên bây giờ một cái nhiệm tiêu gia gia chủ yếu thoái vị cũng tối thiểu mấy trăm năm đến một ngàn năm khác nhau. Bất quá, đối với thiên thần cảnh người tu luyện tới nói, mấy trăm năm đến một ngàn năm khoảng thời gian này cũng không tính là quá lâu. Cuối cùng liền ngay cả tiêu gia một cái nhậm gia chủ, hắn cũng mơ hồ thiên vị Tiêu Cát Phàm. Gia chủ để Tiêu Vĩnh Chiến cùng Liễu Ngữ Cầm chính thức giải trừ quan hệ vợ chồng, còn có con trai của Liễu Ngữ Cầm cũng chính thức một lần nữa nhận thức Tiêu Cát Phàm vì phụ thân rồi. Đối với Tiêu Cát Phàm mà nói, Tiêu gia chỉ là tính chất tượng trưng khiến hắn diện bích hối lỗi một tháng. Dù sao Tiêu Cát Phàm tại Tiêu gia địa vị không phải Tiêu Vĩnh Chiến có thể so sánh được rồi, quan trọng nhất là phần lớn trưởng lão toàn bộ cho rằng Tiêu Cát Phàm không có sai. Không nên chịu đến phạt nặng, còn có ở đằng kia chút trưởng lão nói đến, ai bảo tiêu vĩnh chiến trước đây ít năm vì tu luyện, sơ sót đối liễu ngữ cầm quan tâm. Nhưng những này trưởng lão cũng khẩu không đề cập tới, tiêu vĩnh chiến chuyên tâm tu luyện là vì cái gì. Còn không phải là vì liễu ngữ cầm cùng con trai của hắn sao. Nhưng cuối cùng lại đổi lấy khốc liệt như vậy phản bội. Đọc chu Hiện tại về phần liễu ngữ cầm tại tiêu cát phàm dưới sự sai xử cho tiêu vĩnh chiến hạ độc sự tình, liễu ngữ cầm cùng tiêu cát phàm là một mực phủ nhận. Tại không có chứng cứ dưới tình huống, tiêu gia phần lớn trưởng lão toàn bộ lựa chọn chống đỡ tiêu cát phàm. Có thể nói bây giờ tiêu vĩnh chiến tại tiêu gia đã trở thành một cái trò cười. Lần này trong tiêu gia bộ yếu hoàn thiện bố trí một cái phức tạp trận pháp, vì củng cố mình ở tiêu gia địa vị, Tiêu Cát phàm chủ động đưa ra muốn tới trận pháp các mời một vị các chủ đến tiêu ra đi. Phải biết trận pháp các thập đại các chủ mỗi một vị tính khí đều phi thường cổ quái, đương nhiên trong đó tính khí là cổ quái nhất không gì bằng cùng Diệp Thần phong quen biết Triệu Tinh đồ rồi. Muốn thỉnh cầu những này tính tình cổ quái các chủ không là một chuyện dễ dàng, coi như là nhất lưu thế lực tông chủ cũng không nhất định có thể thỉnh cầu trận pháp các tổng bộ các chủ, trừ phi là những kia nhất lưu trong thế lực lão tổ tự mình tới cửa đương nhiên những này nhất lưu thế lực không phải là phổ thông nhất lưu thế lực, tối thiểu yếu tại hết thảy nhất lưu trong thế lực đã trên trung đẳng. Bằng không coi như là phổ thông nhất lưu trong thế lực lão tổ, trận pháp các thập đại các chủ cũng không nhất định hội nể tình. Mà thập đại các chủ bên trong một tên gọi là lạnh tả long các chủ, hắn năm đó vừa vặn chịu đến qua liếu ngữ cầm nhà mẹ đẻ một ít trợ giúp. Khi đó lạnh tả long chả không có trưởng thành đây nhưng sau đó tại lạnh tả long trưởng thành sau đó hắn đã gấp 10 lần báo đáp qua liễu ra rồi. Tại trước đó vài ngày, liễu ngữ cầm trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, vừa vặn lạnh tả long đi liễu ra bái phỏng một cái, bởi vậy liễu ngữ cầm xem như là cùng lạnh tả long từng có gặp mặt một lần, lẫn nhau cũng coi như là nhận thức. Sau đó tại liễu ngữ cầm trở về tiêu ra sau, vừa vặn tiêu ra yếu mời một vị trận pháp các các chủ trở về, tiêu ra gia, gia chủ lại không nghĩ kinh động tiêu ra lão tổ, cuối cùng tiêu cắt phàm khi biết liễu ngữ cầm liễu ra cùng lạnh tả long còn có cái tầng quan hệ này, hắn liền mở miệng chủ động đem chuyện nào bao lãm xuống. Lạnh tả long ngược lại là một cái trọng tình nghĩa người. Tuy rằng hắn đối liễu ra ân tình gấp 10 lần trả lại rồi, nhưng hắn vẫn là đáp ứng rồi sẽ đi tiêu ra một chuyến. Này làm cho tiêu cắt phàm cùng liễu ngữ cầm cảm thấy lần này trận pháp các tổng bộ hành trình vẫn là vô cùng thuận lợi trận pháp các tổng bộ cửa ra vào bầu không khí có phần rằng co. Tiêu cát phàm đối diệp thần phong nói năng lỗ máng, này làm cho tiêu vĩnh chiến lửa giận bốc hơi, đặc biệt là nhìn thấy liễu ngữ cầm kéo tiêu cát phàm cánh tay, tuy rằng tiêu vĩnh chiến hận liễu ngữ cầm nữ nhân này, mà dù sao đã từng hắn là yêu tha thiết qua liễu ngữ cầm, vì liễu ngữ cầm nỗ lực không ngừng tu luyện, chính là yêu sâu, hận sâu, hắn sâu trong nội tâm vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ liễu ngữ cầm loại này phản bội hành vi rồi. Tiêu Vĩnh Chiến song quyền thật chặt nắm chặt, trong cơ thể hắn khí thế sôi trào, ánh mắt của hắn trừng lên tiêu cắt phàm, quát lên, ngươi là đang đe dọa Diệp huynh đệ sao? Chỉ cần để ta biết ngươi đối với Diệp huynh đệ động thủ, như vậy ta Tiêu Vĩnh Chiến coi như là cùng ngươi đồng quy vô tận lại có làm sao? Vân gia gia chủ vân cao ngất, hắn ngược lại là cùng tiêu cát phàm từng có mấy mặt duyên phận hắn đối một bên những người còn lại giải thích một chút thân phận của tiêu cát phàm sau đó hắn lạnh giọng quát lên tiêu cắt phàm người còn không phải tiêu ra tiêu ra đây nói chuyện trước đó tốt nhất chính mình trước tiên ước lượng một cái vân ra thiếu chủ vân ngọc đường hắn trực tiếp hùng hùng hổ hổ hàng này là cái thá gì cái gì tiêu ra chó nhà quả thực là không biết cái gọi là vân quang vinh cũng ngử lạnh một tiếng thiên thần cảnh bảy tầng sơ kỳ thật khí thế từ trong cơ thể hắn vi vi tỏa ra, hắn cả giận nói, tiêu ra tiểu bối, trong miệng ngươi cái này đồ điếc không sợ súng, hắn chính là ta vân vinh lão đệ, đừng cho là chúng ta vân ra hội sợ các ngươi tiêu ra không được, huống chi ngươi bây giờ còn không phải tiêu ra gia chủ đây. Chỉ bằng thân phận của ngươi có thể đại biểu tiêu ra sao? Tiêu cát phàm sắc mặt một trận khó coi, hắn cảm thụ vân quang vinh cùng vân cao ngất thật khí thế, trước hắn đúng là không có quá để ý vân quang vinh cùng vân cao ngất. Sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung vào Diệp Thần Phong cùng Tiêu Vĩnh Chiến trên người rồi, khi hắn chú ý tới Vân Cao ngất thời điểm, hắn cũng cho rằng Vân Cao mất các loại vân gia người cũng chỉ là vừa vặn đi tới trận pháp các mà thôi. Bây giờ theo Tiêu Cát Phàm Diệp Thần Phong là ôm Vân gia bắp đùi rồi, tuy rằng hắn chưa từng thấy Vân gia lão tổ, nhưng Vân Vinh thân thượng thiên thần cảnh bảy tầng sơ kỳ thật khí thế, này làm cho Tiêu Cát Phàm có thể khẳng định Vân Quang Vinh chính là Vân gia lão tổ rồi. Cát Phàm huynh, nơi này là chuyện gì xảy ra? Chính lúc lúc này, một người trung niên nam nhân từ trận pháp các bên trong đi ra. Tên này đàn ông trung niên chính là trận pháp các một tên trưởng lão, phụ trách hôm nay trận pháp các tổng bộ tiếp đón, tên của hắn gọi là Ân Hồng Đạt, thực lực trên đất thần cảnh tầng 6 đỉnh phong. Ân Hồng Đạt biết trước đó tiêu Cát Phàm cùng Liễu Ngữ cầm bái kiến qua lạnh Tả Long các chủ, thật giống cùng lệnh Tả Long các chủ quan hệ không bình thường cho nên ân hồng đạt đối tiêu cắt phàm cùng liễu ngữ cầm là tương đương khách khí. Đang nhìn đến ân hồng đạt sau đó tiêu cắt phàm trong đầu nhất thời toát ra một cái kế hoạch. Hắn tiêu ra căn bản sẽ không e ngại vân ra, nói đến thế lực lời nói, tiêu ra còn mạnh hơn vân ra thượng không ít, nhưng hắn tiêu cắt phàm dù sao còn không phải tiêu ra gia, gia chủ. Bây giờ trận pháp các thập đại các chủ vừa vận toàn bộ tại trong tổng bộ, này thập đại các chủ tại trong phòng nghị sự thương thảo cái gì đây? nếu như đem chuyện nơi đây làm lớn, để thập đại các chủ cho rằng Diệp Thần Phong bọn hắn là tới nơi này gây chuyện, như vậy cho dù Diệp Thần Phong ôm vân ra bắp đùi thì lại làm sao? Đối với chủ động người gây chuyện, trận pháp các cũng sẽ không kiêng kỵ thiên huyền thịnh điển quy tắc, dù sao cũng là Diệp Thần Phong đám người gây sự trước. Đến lúc đó nói không chắc Diệp Thần Phong trực tiếp sẽ bị thập đại các chủ cho đánh gục. Tiêu Cát Phàm lập tức đối với ân Hồng Đạt, nói ra, Hồng Đạt huynh, Vị này chính là Tiêu gia ta bên trong huynh trưởng, ta nhìn bọn họ gần phải cũng đến mời một vị các chủ về tiêu gia. Tiêu Cát Phàm ngữ khí lạnh lẽo, con mắt nhìn một mắt Tiêu Vĩnh Chiến. Lập tức, Tiêu Cát Phàm vừa nhìn về phía Vân gia, nói ra, "Này Vân gia hẳn là ta vị huynh trưởng này mời tới." Tiêu Cát Phàm cuối cùng ánh mắt như ngừng lại diệp thần phong trên người, nói ra, "Về phần tên tiểu tử này, hắn nhưng là vô cùng ghê gớm." Ta đoán chừng hắn căn bản không có thanh trận pháp các tổng bộ để ở trong mắt. Từ đầu tới cuối, diệp thần phong đều không có mở miệng, tiêu cắt phàm lại trực tiếp thanh đỉnh đầu tâm bốc giam ở trên đầu của hắn. Ân hồng đặt sau khi nghe, hắn nghe suốt tiêu cắt phàm đối tiêu vĩnh chiến vị huynh trưởng này rất là không vừa mắt, về phần trung châu vân gia, hắn chả không chút nào sợ đây. Trận pháp các là nổi danh tự binh, toàn bộ trận pháp các thế lực, muốn hủy diệt một cái vân gia là dễ dàng sự tình. Ân hồng đạt đầu tiên ánh mắt nhìn về phía tiêu vĩnh chiến cùng vân ra người, hắn thở ơ nói, chư vị mời trở về đi. Chúng ta các chủ hiện tại không tiện gặp người. Lần sau vừa vặn tiêu cắt phàm cố ý điểm ra diệp thần phong, ân hồng đạt đương nhiên phải cho tiêu cắt phàm một bộ mặt rồi. Hắn không thèm để ý chút nào nói ra, trận pháp các còn không phải tùy tiện người nào có thể bêu xấu. Tiểu tử, người muốn rời khỏi trận pháp các tổng bộ, tiền triều trận pháp các quỳ xuống dập đầu mới có thể rời đi. Một mực vẫn không mở miệng Diệp Thần Phong, hắn có nhiều ý vị nhìn xem ân hồng đạt, hỏi, ngươi là chó sao? Nếu như không phải, cái kia liền không muốn đi ra mù cắn người, ta là tới bái kiến triệu tinh đồ các chủ, nếu như không muốn chọc phiền toái, như vậy lập tức đi thông báo một tiếng đi. chương 2096, thật chơi quá độ. Cùng lúc đó, Trận pháp các tổng bộ trong phòng nghị sự Cửa lớn đóng thật chặt Tại trong phòng nghị sự giữa phương vị để một tấm hình chữ Nhật Bàn Ở trên bàn có một tấm tàn tạ phiếm hoàng trang giấy Này ố vàng trang giấy vài nơi địa phương hoàn toàn hư hại Tại ố vàng trên tờ giấy phát họa một loại nào đó trận pháp Tại chung quanh bàn dài tụ lại 10 người Bọn hắn hết sức chăm chú nhìn kỳ ố vàng trang giấy Lông mày khi thì nhíu chặt, khi thì buông ra 10 người này chính là trận pháp các thập đại các chủ rồi. Trận pháp các bên trong thập đại các chủ, trong đó triệu tinh đồ là diệp thần phong quen biết đã lâu, thực lực của hắn tại thiên thần cảnh bảy tầng sơ kỳ. Mặt khác chín tên các chủ phân biệt gọi là lạnh tả long, lương hạ mai, hồ sơn sa, ngựa ứng với mới, khưu lập thiên, đỗ tề thạch, kha trấn khoảng không, điền vạn nguyên cùng hứa xuân dung. Trong đó Lạnh Tả Long cùng Lương Hạ Mai thực lực đều tại thiên thần cảnh 7 tầng sơ kỳ. Hồ Sơn Sa thực lực tại thiên thần cảnh tầng 6 sơ kỳ. Ngựa ứng với mới thực lực tại thiên thần cảnh tầng 6 trung kỳ. khưu Lập Thiên cùng Đỗ Tề Thạch thực lực tại thiên thần cảnh tầng 6 hậu kỳ. Kha Trấn Chống không thực lực tại thiên thần cảnh tầng 6 sơ kỳ. Điền Vạn Nguyên cùng Hứa Xuân Dung thực lực tại thiên thần cảnh 5 tầng đỉnh phong. Này thập đại các chủ bên trong lương hạ mai cùng hứa Xuân Dung là nữ nhân, còn lại bát đại các chủ đều là nam nhân. Tại đây thập đại các chủ bên trong, chiếm cứ chủ đạo vị trí chính là triệu tinh đồ, lạnh tả long cùng lương hạ mai, thực lực của bọn họ chẳng những là thập đại các chủ bên trong mạnh nhất, hơn nữa bọn hắn trận pháp trình độ tại thập đại các chủ bên trong cũng là mạnh nhất. Tại đây thập đại các chủ bên trong thực lực thấp nhất cũng có thiên thần cảnh 5 tầng đỉnh phong, chẳng trách trận pháp các có thể trên trời huyền giới chiếm có một chỗ nhỏ nhoi rồi, lại nói trận pháp các theo dựa vào chính là bọn hắn xuất sắc trận pháp, thực lực chỉ là thứ yếu, nhưng trận pháp này các thực lực cũng tuyệt đối là không thể khinh thường. Ở trên bàn bày ra ố vàng trang giấy, này chính là mấy ngày trước lương hạ mai trong lúc vô tình lấy được. Lương hạ mai một người không cách nào nghiên cứu ra ố vàng trên tờ giấy trận pháp, nàng liền lập tức liên lạc với còn lại 9 vị các chủ, căn cứ này thập đại các chủ phân tích này chính là một tấm viễn cổ trận đồ ố vàng trang giấy tài liệu đặc thù bằng không đã trải qua như thế cử viễn tuế nguyệt trang giấy đã sớm là phai mở tại trong con sông dài lịch sử rồi nhưng ố vàng trên tờ giấy mấy chỗ tổn hại địa phương là mấu chốt nhất triệu tinh đồ lạnh tả long cùng lương hạ mai các loại thập đại các chủ bọn hắn căn bản vô pháp thôi diễn xuất hoàn chỉnh trận pháp đến bọn hắn cũng không cách nào phán đoán này ố vàng trên tờ giấy trận pháp rốt cuộc là khởi tác dụng gì. Lạnh tả long thở dài một hơi nói ra, tổn hại địa phương trùng hợp là trận pháp chỗ mấu chốt nhất, chúng ta căn bản vô pháp thôi diễn suốt này tổn hại địa phương a AH. Đáng tiếc tấm này viễn cổ trận đồ. Thu được tấm trận đồ này lương hạ mai. Người cao mày nói ra, chẳng lẽ liền thật sự không có cách nào sao? Triệu tinh đồ con người đột nhiên sáng ngời, hắn nói ra, nếu như nói trên trời huyền giới có người có thể bổ sung xong tấm trận đồ này, như vậy không phải Diệp Tiểu Hữu không còn ai, chỉ tiếc Diệp Tiểu Hữu chậm chạp chưa có tới trận pháp các tìm ta a hát. Lạnh tả long nói ra, triệu lão đầu, người cái gì Diệp Tiểu Hữu Thật sự có mạnh mẽ như vậy sao? Người sẽ không phải là dọa chúng ta chứ? Nhắc tới Diệp Thần Phong, triệu tinh đồ trong lòng tràn đầy sùng kính, hắn đối Diệp Thần Phong trận pháp trình độ bội phục không thôi, hắn dựng dâu chừng mắt quát lên, lãnh lão đầu, lúc trước cái kia không chọn vẹn viễn cổ trận pháp, ngay cả chúng ta 10 người liên hợp cũng nghiên cứu không ra bất kỳ cái gì đến, mà Diệp Tiểu Hữu cũng tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đem không chọn vẹn viễn cổ trận pháp phân giải, cuối cùng lại kinh người bù đắp rồi, người vẫn còn có mặt dám nghi vấn Diệp Tiểu Hữu Ta xem lãnh lão đầu ngươi là càng sống càng đi trở về. Lúc trước ta mời Diệp Tiểu Hữu gia nhập trận pháp khác, hắn đều cự tuyệt, lão phu ta xem người luôn luôn làm chuẩn, nếu như Diệp Tiểu Hữu nguyện ý chỉ đạo chúng ta, tại sinh thời, chúng ta tại trên trận pháp trình độ nói không chắc còn có thể nâng cao một bước đây. Được Triệu Tinh Đồ vừa nói như thế, mặt khác cửu đại các chủ toàn bộ đã trầm mặc, bọn hắn cũng từng thấy được Diệp Thần Phong bù đắp không trọn vẹn trận pháp. Còn có, người ở chỗ này toàn bộ hiểu rõ Triệu Tinh Đồ tính cách. Có thể nói triệu tinh đồ là thập đại trận pháp tông sư bên trong tối kiêu căng khó thuần, nếu không phải có thể làm cho hắn tâm phục khẩu phục triệu tinh đồ tuyệt đối sẽ không cúi đầu lạnh tả long cười nói triệu lão đầu ta đây không phải chỉ đùa một chút thôi ta lại cũng muốn mau chút gặp ngươi một chút cái kia diệp tiểu hữu rồi lương hạ mai nói ra đúng vậy nếu lão triệu như thế tôn sùng như vậy e sợ vì kia diệp tiểu hữu trận pháp trình độ thật không giống bình thường mặt khác bảy đại các chủ cũng toàn bộ gật đầu đồng ý bọn họ là càng ngày càng hiếu kỳ triệu tinh đồ trong miệng diệp tiểu hữu rốt cuộc là thần thánh phương nào mà ở trong phòng nghị sự triệu tinh đồ đám người nhắc tới diệp thần phong thời điểm trận pháp các tổng bộ bên ngoài tại diệp thần phong nhẹ bỗng không đem trận pháp các trưởng lão ân hồng đạt coi là chuyện to tát sau này ân hồng đạt sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên bên trong thân thể của hắn địa thần cảnh thật khí thế bỗng nhiên tăng vọt hắn miệng quát nhóc con chết tiệt ngươi cho là mình là người nào lại dám đến chúng ta trận pháp các đến ngang ngược, triệu các chủ cũng là loại người như ngươi nói thấy liền thấy. Hôm nay ngươi nếu như không quỳ gối trận pháp các cửa vào nhận sai, như vậy ngươi nghỉ muốn rời khỏi nơi này. Vân Quang Vinh đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh, hắn đem ân hồng đạt kéo tới thật khí thế toàn bộ gãy trở lại, thuận miệng nói ra ta Vân Vinh lão đệ còn chưa tới phiên ngươi người như thế đến bắt nạt. Khí thế được mạnh mẽ gãy trở lại, ân hồng đạt bên trong thân thể nhất thời một trận huyết khí dâng lên, hắn nhìn xem Vân Quang Vinh nói các ngươi vân ra quả thực lẽ nào có lý đó. Các ngươi cũng quá không đem chúng ta trận pháp các coi là chuyện to tát đi nha. Mà ân hồng đạt bên cạnh cách đó không xa tiêu cắt phàm, trong lòng hắn nghĩ đến phải như thế nào đem sự tình triệt để làm lớn, đầu tiên nhất định muốn làm cho đối phương động thủ, ánh mắt của hắn như ngừng lại tiêu vĩnh chiến trên người, hắn hướng về tiêu vĩnh chiến cười cười, một tay ôm lấy liếu ngữ cầm một tay dĩ nhiên tiến vào liếu ngữ cầm trong quần áo lục lọi lên làm cho liếu ngữ cầm nhất thời sắc mặt ửng hồng trong miệng cùng trong lỗ mũi là thở gấp yếu ớt tiêu vĩnh chiến đang nhìn đến chính mình đã từng thê tử thật không ngờ hắn thân là một người đàn ông cho dù hắn làm lý trí nhưng thời khắc này hắn nhưng không khống chế được tâm tình của chính mình rồi hắn cái chán nóng lên bên trong thân thể khí thế tuôn ra cánh tay mãnh liệt vung lên, một đạo như mãnh hổ phát thực y hệt kình khí hướng về tiêu cát phàm bổ tới. Vân cao ngất thấy thế, trong cơ thể hắn khí thế cũng để được đưa lên, hắn biết nếu như tiêu vĩnh chiến ở nơi này hại người rồi, như vậy sự tình liền thật sự vừa ra là không thể ngăn cản rồi. Hắn cũng thả ra một đạo kình khí, không có đem tiêu vĩnh chiến kình khí hủy diệt, chỉ là để tiêu vĩnh chiến kình khí hướng về phía trên phóng đi. Nhưng mà khiến người ta không tưởng tượng được sự tình xảy ra. Ầm, um, một tiếng. Đổi đường kinh khí trực tiếp đánh vào trận pháp các trên tấm bảng. Cả khối bảng hiệu được kinh khí cho chia ra làm hai sau, nặng nề mất rơi trên mặt đất. Trận pháp các tổng bộ cửa vào trong nháy mắt yên lặng như tờ. Trận pháp các tổng bộ bảng hiệu bị người phá hủy, đây chính là tại đánh toàn bộ trận pháp các mặt rồi. Có trận pháp các đệ tử lập tức đi thông báo 10 vị các chủ rồi trong phòng nghị sự thập đại các chủ. Bọn hắn được trận pháp các đệ tử quấy giày khi biết có người đến trận pháp các gây sự, lại đem trận pháp các bảng hiệu làm hỏng rồi. Này thập đại các chủ lập tức lửa giận thiêu đốt, bọn hắn không cách nào thôi diễn xuất ố vàng trên tờ giấy trận pháp, trong lòng bọn họ nguyên bản là không sảng khoái lắm. Triệu tinh đồ quát lên, ta lại mau chân đến xem là ai dám đến chúng ta trận pháp các tổng bộ đùa nghịch huy phong. Triệu tinh đồ rứt tiếng, Bao quát triệu tinh đồ ở bên trong, thập đại các chủ khí thế trên người trong nháy mắt phóng lên trời, bọn hắn hướng về trận pháp các bên ngoài lao đi rồi. Mà trận pháp các tổng bộ ngoài cửa. Từ trận pháp các bên trong mút trời mà ra 10 đạo khí thế mạnh mẽ, người nơi này toàn bộ là cảm thấy. Ôm liếu ngữ cầm tiêu cắt phàm, khóe miệng hắn hiện lên nụ cười thỏa mãn, trận pháp các bảng hiệu bị phá hỏng, hắn biết hôm nay chuyện này khẳng định không cách nào chết giả rồi. Bất kể là Diệp Thần Phong, Tiêu Vĩnh Chiến, vẫn là mây kia ra, e sợ đều phải chịu không nổi rồi. Cải biến Tiêu Vĩnh Chiến kình khí vân cao ngất, trong miệng hắn là một trận cay đắng, hắn biết lúc này đúng là chơi quá độ rồi. Biết Diệp Thần Phong cùng Tiêu Vĩnh Chiến quan hệ chỉ có Thanh Nguyệt Tông người, bây giờ Tiết Huyền Tình đám người lại không ở nơi này, chỉ có vui vẻ trầm mặc Lý Tín Văn biết rồi, cho nên ngoại trừ Lý Tín Văn ở ngoài, Vân Quang Vinh cùng Tiêu Vĩnh Chiến đám người trên mặt đều hiện lên một vệt lo lắng, đặc biệt là Tiêu Vĩnh Chiến, hắn trả tràn đầy vô cùng tự trách. Trưởng lão ân hồng đạt trong lòng của hắn cam thức dần dần lui đi, khóe miệng cười gần đều lộ, trận pháp các tự binh là nổi danh, hắn vừa vặn bị khí, chẳng mấy chốc sẽ gấp 10 lần, thậm chí là gấp trăm lần đòi lại rồi. chương 2097, hoặc là quỳ, hoặc là cút, Bạch Linh Thành trên đường phố lui tới người tu luyện rất nhiều. Không bao lâu thời gian, rất nhiều người tu luyện tụ tập đến trận pháp các tổng bộ cửa vào. Tuy rằng những người tu luyện này không rõ lắm chỉnh kiện chuyện đã xảy ra, nhưng là bọn hắn đều một mặt trào phúng nhìn xem Diệp Thần Phong cùng Vân Quang Vinh các loại cả đám. Dưới cái nhìn của bọn họ là Diệp Thần Phong cùng Vân Quang Vinh đám người đến trận pháp các nháo sự, thậm chí không biết sống chết đem trận pháp các tổng bộ bảng hiệu cho bổ làm hai rồi, chuyện này quả thật quá không nắm trận pháp các coi là chuyện to tát rồi từng đạo tiếng bàn luận ở xung quanh vang lên những người này rốt cuộc là ai lại dám đến trận pháp các tổng bộ gây sự thập đại các chủ bây giờ nhưng cũng là tại tổng bộ bên trong những này ở trong có vạn linh thành vân gia người ta cực kỳ lâu trước đó rất xa xem qua vân gia lão tổ một mặt ông lão kia chính là vân gia lão tổ coi như là vân gia lão tổ thì lại làm sao này vân ra tối đa chỉ là trung đẳng trích xuống dưới nhất lưu thế lực mà thôi, bọn hắn lại dám đến trận pháp các tổng bộ gây sự. Đây không phải trứng gà va tảng đá ma, ta ngược lại muốn xem xem này vân ra phải thua xếp như thế nào. Tại phía ngoài đoàn người vây một cái không đáng chú ý trong góc. Hai tên khăn che mặt nữ tử nhìn xem trận pháp các tổng bộ cửa vào chuyện đã xảy ra. Trong đó một cái che lại khăn che mặt trắng chính là Ngô Lăng Hương, một cái khác che lại mặt đen xa chính là Giang Thải Huyên. Vì không để cho mình tuyệt thế dung mạo gây nên phiền phức, hai người bọn họ lựa chọn dùng khăn che mặt đem dung mạo che chắn lên. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên tách rời ra một đoạn ngắn khoảng cách, dù sao bây giờ Ngô gia cùng Giang gia vẫn còn không đội trời chung bên trong. Giang Thải Huyên phảng phất tại từ ngữ, lại phảng phất tại nói với Ngô Lăng Hương lời nói, xem ra tiểu tặc này tử là gặp phải phiền toái. Rốt cuộc muốn không nên lập tức động thủ đâu này, hay là chờ một chút đi, tại tiểu tặc kia tử không tiếp tục kiên trì được thời điểm, ta lại tới một cái mỹ nhân liền tiểu tặc. Ngô lang Hương trước sau đều duy trì trầm mặc, người lạnh lẽo tinh khiết đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trận pháp các cửa vào, người cũng không có tiến một bước hành động, xem ra người cũng là đồng ý Giang Thải Huyên cách nói rồi. Vân Mộ Linh cùng Vân Ngọc Đường đám người toàn bộ đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh liền liền thiên phong tông lăng giang cùng lăng vô song cũng không có lựa chọn lùi bước, bọn hắn dự định cùng diệp thần phong đồng thời tổng cộng cùng tiến lùi. Tiêu vĩnh chiến một mặt ấy náy đối với diệp thần phong nhỏ giọng nói, diệp huynh đệ, ta có lỗi với ngươi, chuyện ngày hôm nay là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta tuyệt đối sẽ không liên lụy diệp huynh đệ các ngươi. Diệp thần phong nhìn trên mặt đất được bổ làm hai bảng hiệu, hắn lắc lắc đầu, nói ra, đây chỉ là một bất ngờ, Ta nghĩ trận pháp các thập đại các chủ không hội hẹp hòi như vậy, đừng nói liên lụy không liên lụy. Trước đó Diệp Thần Phong chỉ nói qua cùng Triệu Tinh Đồ từng có gặp mặt một lần, cho nên Vân Quang Vinh cùng Tiêu Vĩnh Chiến bọn người bản năng suy đoán, Diệp Thần Phong cùng Triệu Tinh Đồ hẳn không phải là người quen, bây giờ trận pháp các tổng bộ bảng hiệu đều bị bổ làm hai rồi, dựa vào này gặp mặt một lần muốn hóa giải hôm nay mâu thuẫn nhưng là không dễ dàng. Lần sau Trung Châu rất nhiều người tu luyện đều biết tại tứ đại các các chủ bên trong, trận pháp các thập đại các chủ chỉ tối không nói lý, bọn hắn từng cái tính tình cổ quái tới cực điểm, một số thời khắc bọn hắn tự bênh thậm chí là không nói đúng sai. Từng luồng từng luồng linh khí như cuồng bạo sóng biển ngập trời. Mười bóng người trong giây lát xuất hiện tại trận pháp các tổng bộ cửa vào. Mười người này tự nhiên là triệu tinh đồ, lạnh tả long cùng lương hạ mai các loại mười vị các chủ rồi phụ trách hôm nay tại trận pháp các bên trong tiếp đãi trưởng lão ân hồng đạt, hắn đang nhìn đến 10 vị các chủ sau đó thần sắc hắn nhất thời chấn động, khuôn mặt lộ ra một mực cung kính biểu lộ, mà tiêu cắt phàm cùng liễu ngữ cầm khóe miệng đồng thời hiện lên mừng rỡ, này ba ánh mắt của người nhìn có chút hả hê nhìn hướng diệp thần phong, vân quang vinh cùng tiêu vĩnh chiến đám người. Lửa giận trong lòng ngập trời triệu tinh đồ, hắn vốn là muốn yếu liều lĩnh đem người gây chuyện trước tiên phế bỏ, này ngược lại là làm phù hợp trận pháp các tự binh tác phong, nhưng khi hắn nhìn thấy trận pháp các ngoài cửa lớn diệp thần phong lúc, trong lòng của hắn tức giận trong nháy mắt được chế trụ. Hắn đối diệp thần phong trận pháp trình độ nhưng là tôn sùng vô cùng, dưới cái nhìn của hắn chỉ cần diệp thần phong nguyện ý gia nhập trận pháp các, hắn có thể thuyết phục còn lại 9 tên các chủ, để diệp thần phong trở thành trận pháp các duy nhất các chủ. Triệu tinh đồ không có trực tiếp mở miệng, mà là truyền âm cho còn lại 9 tên các chủ, các vị các ngươi nhìn đến ngoài cửa cái kia ăn mặc trường sam màu đen thanh niên sao? Hắn chính là ta đối với các ngươi lại nhiều lần nhắc tới Diệp Tiểu Hữu, xem ra hôm nay chuyện này cùng Diệp Tiểu Hữu có liên quan rồi, phàm là cùng Diệp Tiểu Hữu chuyện có liên quan đến chúng ta không thể qua loa a hát. Vừa vặn tấm kia tổn hại trên giấy trận pháp, hay là Diệp Tiểu Hữu có thể thôi diễn đi ra ngoài. Tại Triệu Tinh đồ cho dư chín tên các chủ truyền âm thời điểm, Hoàn toàn không biết diệp thần phong tại triệu tinh đồ trong lòng có địa vị trọng yếu ân hồng đạt. Hắn cung kính mở miệng nói các chủ, những người này không phân tốt xấu liền đến trận pháp các tổng bộ gây sự. Đặc biệt là tiểu tử này, hắn căn bản không đem chúng ta trận pháp các để ở trong mắt. Còn có Trung Châu Vân ra người, bọn hắn quả thực hơi quá đáng. Liền ngay cả chúng ta trận pháp các bảng hiệu đều bị bọn hắn bổ làm hai rồi. Ta cho rằng đối với những thứ này người, chúng ta trận pháp các nhất định muốn nghiêm trị không tha hát ân hồng đạt trên mặt rất cung kính, nhưng trong lòng của hắn lại hồi hộp, hắn thỉnh thoảng chỉ hướng Diệp Thần Phong cùng Vân Quang Vinh đám người. Một bên tiêu cát phàm cùng liễu ngữ cầm cũng cung kính đi tới, liễu ngữ cầm đối với lạnh tả long, nói ra, lãnh tiền bối, ân trưởng lão nói một chút cũng không sai. Tiêu cát phàm cũng lập tức nói ra, các vị các chủ, những người này quả thực là quá tùy ý vọng vi, trong đó còn có một cái ta người của tiêu ra đây. Bất quá, tiêu gia chúng ta từ trước đến giờ là trong bang không giúp thân nhân, người như thế căn bản không xứng bước vào tiêu gia, những người này quả thực vô pháp vô thiên. Nghe được ân hồng đạt, liễu ngữ cầm cùng tiêu cát phàm lời nói sau, triệu tinh đồ, lạnh tả long cùng lương hạ mai các loại mười vị các chủ vẻ mặt càng ngày càng âm trầm, đặc biệt là triệu tinh đồ, trong con ngươi của hắn thậm chí yếu phun ra lửa. Ân hồng đạt ba người thấy thế, Bọn hắn cho rằng triệu tinh đồ đám người là phẫn nộ diệp thần phong đám người, bọn hắn khóe miệng hiện lên nụ cười như có như không. Đứng ở diệp thần phong bên cạnh vân quang vinh cùng tiêu vĩnh chiến đám người, bọn hắn trong đầu thần kinh thủy chung là căng thẳng, bọn hắn thời khắc đều chuẩn bị vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông, con mắt chăm chú như ngừng lại thập đại các chủ trên người, bọn hắn hầu như kết luận chuyện ngày hôm nay không cách nào chết già rồi triệu tinh đồ tại hít sâu một hơi sau đó hắn ánh mắt sắc bén nhìn xem ân hồng đạt hỏi việc này thật chứ ngươi không có nửa câu nói ngoa đổi lại dĩ vãng mười vị các chủ hẳn là đã sớm động thủ bất quá ân hồng đạt không có quá để ý hắn tưởng rằng chung quanh người tu luyện không ít mười vị các chủ là tính chất tượng trưng hỏi một câu ân hồng đạt gấp vội vàng gật đầu nói triệu các chủ ta tuyệt đối không có nửa câu nói ngoa những người này rõ ràng chính là đến chúng ta trận pháp các tổng bộ gây chuyện, bọn hắn quả thực là không đem chúng ta trận pháp các để ở trong mắt. Tiêu cát phàm cùng liễu ngữ cầm cũng muốn lần nữa thêm dầu thêm mở mở miệng. Nhưng mà, đùng, một tiếng vang giòn vang vọng tại trong không khí. Ân hồng đạt trực tiếp được triệu tinh đồ một cái tát cho quạt bay, này làm cho tiêu cát phàm cùng liễu ngữ cầm trong lúc nhất thời chưa hoàn hồn lại rồi, liền ngay cả vân quang vinh, Vân Mộ Linh cùng Tiêu Vĩnh Chiến mấy người cũng trong con người tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Chu Vi nguyên bản cho rằng thập đại các chủ sẽ đối với Vân Quang Vinh bọn hắn ra tay đánh nhau, nhưng kết quả lại đến rồi như thế một màn kịch kịch tính thay đổi. Này, đây là bao che nhất trận pháp các thập đại các chủ đó sao? Đứng ở đoàn người phía ngoài xa nhất trong góc Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên, hai người bọn họ là như có điều suy nghĩ, ngược lại các nàng nghĩ đến diệp thần phong xuất thần nhập hóa trận pháp trình độ sau các nàng có phần rộng rãi sáng sủa rồi chống trơn là trước kia diệp thần phong bố trí kích mạch trận các nàng từ kích mạch trận thượng là có thể phán đoán ra diệp thần phong trận pháp trình độ tuyệt đối là vượt qua trận pháp các các chủ thậm chí tại các nàng chỗ đó tại trận pháp trình độ thượng có thể vượt qua diệp thần phong chỉ sợ cũng là không có triệu tinh đồ tiện tay tìm tòi Nguyên bản treo ở trận pháp các cửa lớn phía trên một viên quả cầu thủy tinh liền xuất hiện tại trong tay hắn. Hắn đem linh khí truyền vào trong đó, sau đó từ trong thủy tinh cầu lập tức quang bắn ra vừa vặn phát sinh ở cửa lớn sự tình này làm cho triệu tinh đồ sắc mặt là càng thêm âm trầm. Hắn nhìn xem được chính mình một cái tát đánh bay rồi, cả khuôn mặt gò má hoàn toàn ao hãm đi xuống ân hồng đạt thanh âm hắn lạnh lẽo quát lên: Tốt ngươi cái ân hồng đạt, đây chính là người cái gọi là không có nửa câu nói ngoa sao? hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn. Hoặc là quỳ, hoặc là cút. Triệu tinh đồ nộ đến cực điểm thanh âm vang vọng tại trong không khí. Ở đây phần lớn người vẫn là đầu óc mơ hồ, này thập đại các chủ cách làm thực sự quá trái với thông thường rồi, này thật sự vẫn là trận pháp các mười vị các chủ sao. chương 2098, đặc biệt phán xét. Trên khuôn mặt không ngừng bốc lên tiên huyết ân hồng đạt. Hắn phảng phất xét đánh, cả người hắn hốt hoảng căn bản không dám tin tưởng lỗ tai mình bên trong nghe được nhưng trên khuôn mặt nóng bỏng đau đớn cho hắn biết đó cũng không phải đang nằm mơ tại hầu như tất cả mọi người mơ mơ màng màng thời điểm diệp thần phong đi ra hắn đối với triệu tinh đồ chắp tay nói ra triệu các chủ ta nhưng là đúng hẹn đến trận pháp các tìm ngươi rồi trận pháp các tổng bộ bảng hiệu không cẩn thận được người của chúng ta cho bổ làm hai rồi ta ở nơi này hướng về các ngươi trận pháp các xin lỗi. Triệu tinh đồ trên mặt lập tức hiện lên nụ cười sán lạn, hắn nói ra, Diệp Tiểu Hiếu, người đây không phải tại đánh lão phu mặt của ta sao? Ta bây giờ còn thật không có mặt tới gặp ngươi rồi, xem ra trận pháp các là hẳn là muốn hảo hảo chỉnh đốn, miễn cho về sau lại có thêm loại chuyện này phát sinh. Còn lại chín tên các chủ cũng mặt tươi cười đi lên, tuy rằng bọn hắn không có từng chứng kiến Diệp Thần Phong trận pháp trình độ, thế nhưng triệu tinh đổ mỗi mấy ngày liền sẽ tôn sùng một cái diệp thần phong, này để cho bọn họ tối thiểu khẳng định diệp thần phong trận pháp trình độ không thể so với bọn hắn kém. Này chín vị các chủ giường như ôn hòa lão đầu và lão thái, bọn hắn dồn dập không có kiêu căng hô diệp thần phong vì tiểu hữu Một màn này phát sinh, làm cho ở đây những người còn lại bỗng nhiên tỉnh ngộ đồng thời, trong lòng bọn họ khiếp sợ càng thêm che chở mình ngay. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Làm sao 10 vị các chủ sẽ đối với một cái hóa thần cảnh tiểu tử khách khí như thế? Thậm chí ngay cả trận pháp các tổng bộ bảng hiệu được bổ làm hai cũng không tính đến. Ban đầu ở Vạn Linh Thành Vân Gia bên trong thời điểm, Diệp Thần Phong tại Vân Gia bên trong trực tiếp mở ra một cái tiểu hình truyền tống trận, này làm cho Vân Quang Vinh kết luận Diệp Thần Phong trận pháp trình độ không tầm thường, nhưng cũng chỉ là không tầm thường mà thôi hắn sẽ không cho là Diệp Thần Phong trận pháp trình độ có thể so với trận pháp các mười vị các chủ đều cường hãn. Bây giờ Vân Quang Vinh ngược lại là cho rằng có thể Diệp Thần Phong cùng trận pháp các mười vị các chủ có ngọn nguồn, cho tới bây giờ hắn vẫn không có dám suy đoán Diệp Thần Phong là vì trận pháp trình độ mà khuất phục triệu tinh đồ, đây không phải tán dóc ma. Nhìn thấy triệu tinh đồ các loại mười vị các chủ tỏ thái độ sau, tiêu vĩnh chiến cùng Vân Cao mất đám người hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Cát Phàm cùng Liễu Ngữ cầm hoàn toàn lâm vào vô tận giải ra bên trong. Ân Hồng Đạt nếu như hiện tại còn không biết chọc không nên dây vào người, như vậy hắn liền đúng là ốc heo rồi, hắn hiện tại trong lòng mặt cái kia hối hận a -Hát. Hắn tại sao phải đứng ra giúp Tiêu Cát Phàm đâu này? Quả thực là chính mình đi tìm chết. Phù phù, một tiếng. Ân Hồng Đạt bay thẳng đến Diệp Thần Phong quỳ xuống, hắn nói ra, vị tiểu huynh đệ này là ta ân hồng đạt có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, nhưng chuyện này hoàn toàn là tiêu cắt phạm cùng liễu ngữ cầm đưa tới, kính xin tiểu huynh đệ tha thứ ta một lần. Diệp thần phong lãnh đạm nói, nhớ rõ ta hỏi ngươi lời nói sao? Ngươi là chó sao? Ngươi đã lựa chọn đi ra mù cắn người, như vậy ngươi liền phải làm tốt bị đánh nát hàm răng chuẩn bị. Ngược lại, Diệp thần phong lạnh nhạt đối với triệu tinh đồ đám người nói, triệu các chủ, đây là các ngươi trận pháp các bên trong sự tình, ta liền không nhúng tay vào xử lý. Triệu tinh đồ hừ lạnh liếc mắt nhìn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ ân hồng đạt, hắn nói ra, người ngay ở chỗ này quỳ trước ba ngày ba đêm đi. Triệu tinh đồ vừa nhìn về phía một bên đờ đẫn tiêu cắt phàm cùng liễu ngữ cầm, bên trong thân thể của hắn thiên thần cảnh bảy tầng sơ kỳ thật khí thế mãnh liệt phun trào, nhất cổ trọng lực mãnh liệt cực kỳ, để hai người bọn họ muốn tránh cũng không được. Oanh, một tiếng, tiêu cát phàm cùng liễu ngữ cầm được đánh bay ra ngoài, trong miệng hộc ra một ngụm máu lớn, triệu tinh đồ nhìn hướng lạnh tả long, nói ra, lão lãnh, hai người kia cùng ngươi biết, nên làm gì do ngươi nói tính. Lạnh tả long đã từng bị liễu ngữ cầm nhà mẹ đẻ trợ giúp, tuy rằng hắn gấp 10 lần báo đáp liễu ngữ cầm nhà mẹ đẻ, nhưng hắn là một cái phi thường trọng tình nghĩa người, hắn thở dài đối với Diệp Thần Phong, nói ra, Diệp Tiểu Hữu liễu ngữ cầm nhà mẹ đẻ đối với ta có ân, không biết Diệp Tiểu Hữu có thể không thể mở ra một con đường. Nơi này dù sao cũng là trận pháp các tổng bộ địa bàn, Diệp Thần Phong quá mức cua tay múa chân thật cũng không được, triệu tinh đổ đám người đã đủ cho Diệp Thần Phong mặt mũi. Diệp Thần Phong nói ra, lãnh các chủ không cần hỏi ta, người tự mình xử lý là được rồi. Thấy Diệp Thần Phong không có đối với việc này dây dưa, lãnh tả long đối Diệp Thần Phong là càng thêm hữu hảo rồi, đồng thời hắn xác định về sau cũng sẽ không bao giờ cùng liễu ngữ cầm nhà mẹ đẻ có bất cứ liên hệ gì rồi. Triệu tinh đồ hắn đối với Diệp Thần Phong, nói ra, Diệp Tiểu Hữu không nên đứng ở chỗ này, đi, chúng ta đến trận pháp các đi vào bên trong. Tại Triệu tinh đồ mời dưới, Diệp Thần Phong cùng Vân Quang Vinh đám người hướng về trận pháp các bên trong đi đến. Lương Hạ Mai đột nhiên hỏi, Lão Triệu, người để ân hồng đạt quỷ ba ngày ba đêm sau, ngươi có phải hay không liền muốn tha thứ hắn? Này thật giống không là phong cách của ngươi à? Triệu tinh đồ một mặt không sao cả nói ra, ai nói hắn quỷ ba ngày ba đêm liền hết chuyện. Chờ hắn quỷ xong, đem hắn trục xuất trận pháp các, bằng vào chúng ta trận pháp các danh nghĩa công bố thiên huyền giới, về sau ai dám để ân hồng đạt bố trí trận pháp, như vậy đem sẽ tiến vào chúng ta trận pháp các danh sách đen. Triệu tinh đồ đám người vẫn không có triệt để đi vào trận pháp các bên trong, Quỳ trên mặt đất ân hồng đạt, hắn khi nghe đến lời nói này sau, hắn suýt chút nữa trực tiếp từng đứt đoạn khí đi. Triệu Tinh Đồ lời nói này, không thể nghi ngờ là phá hủy hắn tất cả. Hắn hiện tại hận không thể tìm tiêu cắt phàm cùng liễu ngữ cầm liều mạng, nhìn xem biến mất ở trong tầm mắt Triệu Tinh Đồ đám người, cả người hắn phảng phất lập tức già đi 10 tuổi. Tại Triệu Tinh Đồ cùng Diệp Thần Phong đám người đi vào trận pháp cắt sau. Chu vi xem náo nhiệt người tu luyện bọn hắn vẫn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại đây. Trong đó Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên là không nhìn thấy Diệp Thần Phong xấu mặt bộ dáng rồi, ai bảo Diệp Thần Phong chiếm tiện nghi của các nàng. Nữ nhân là thù rất dai, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Nhưng Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên trong lòng đồng dạng là cảm kích Diệp Thần Phong, nếu không có Diệp Thần Phong ra tay, các nàng trong cơ thể phệ hồn đoạn mạch chỉ căn bản không khả năng hóa giải. Đoàn người từ từ tản đi rồi. Tiêu Cát Phàm cùng Liễu Ngữ cầm đầy mặt lửa giận lau chùi khóe miệng tiên huyết, Tiêu Cát Phàm tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên hội trộm gà không được còn mất nắm gạo. Trận pháp các trong phòng nghị sự. Bởi Diệp Thần Phong quan hệ, Triệu Tinh đồ đám người đối Vân Quang Vinh cùng Tiêu Vĩnh Chiến bọn hắn vẫn là làm khách khí, này làm cho Vân Quang Vinh bọn hắn càng phát nghi hoặc Diệp Thần Phong đến cùng cùng trận pháp các là quan hệ như thế nào có thể làm cho 10 vị tính tình cổ quái các chủ đại biến tính tình. Triệu tinh đồ cực lực mời Diệp Thần Phong vào chỗ sau, hắn nhìn hướng còn lại chín tên các chủ, nói ra, các vị, chúng ta là lần này tứ sư tranh bá bên trong trận pháp sư so tài phán xét, nhưng ở nơi này ta đề nghị để Diệp Tiểu Hữu trở thành lần này so tài đặc biệt phán xét, tuy nói lấy Diệp Tiểu Hữu tuổi tác có thể tham gia lần tranh tài này đây. Nhưng là Diệp Tiểu Hữu tham gia thi đấu, như vậy thuần túy là để hiện tại trẻ tuổi trận pháp sư không đất dung thân chúng ta liền không cần đả kích những người trẻ tuổi kia rồi lạnh tả long lập tức nói ra ta đồng ý lão triệu cách nói vừa vặn diệp thần phong cho lạnh tả long mặt mũi hiện tại hắn là bánh ít đi bánh quy lại rồi sau đó lương hạ mai cũng nói đề nghị này không sai ta cũng đồng ý triệu tinh đồ lạnh tả long cùng lương hạ mai đều đồng ý rồi còn lại bảy tên các chủ tự nhận cũng là dồn dập mở miệng đồng ý. Này làm cho Vân Quang Vinh, Tiêu Vĩnh Chiến, Vân Cao Ngất, Vân Mộ Linh cùng Vân Ngọc Đường đám người trong nháy mắt không bình tĩnh rồi, này đặc biệt phán xét địa vị không không thấp A hát. Cũng coi như là lần này trận pháp sư trong trận đấu chính thức phán xét một trong rồi. Trận pháp này các thập đại các chủ thật không ngờ coi trọng Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong không phải tới tham gia thiên huyền thịnh điển A như hôm nay huyền thịnh điển còn chưa có bắt đầu, Diệp Thần Phong làm sao lại trà trộn đã đến một cái tứ sư tranh bá bên trong trận pháp sư so tài đặc biệt phán xét. Ngồi trên ghế dựa Diệp Thần Phong, hắn gợn sóng không khỏi nói ra, triệu các chủ, e sợ này không thích hợp chứ. Ta còn muốn tham gia thiên huyền thịnh điển. Triệu tinh đồ vội vàng nói, Diệp Tiểu Hữu trận pháp sư thi đấu cùng thiên huyền thịnh điển không xung đột, người nếu như không đáp ứng, lão phu liền một mực đi theo ngươi rồi, mặc kệ ngươi đi đâu vậy lão phu ta cũng theo tới chỗ đó thẳng đến diệp tiểu hữu ngươi đáp ứng đến đây là cái gì tình huống vân quang vinh đám người hận không thể gặp trở ngại mà chết bọn hắn cảm giác mình sống được quá khổ rồi rồi quả thực không cách nào cùng diệp thần phong làm so sánh diệp thần phong trực tiếp cự tuyệt đặc biệt phán xét mà trận pháp các triệu các chủ dĩ nhiên không từ thủ đoạn nào đùa nghịch lên vô lại này hay là bọn hắn biết rõ trận pháp các các chủ sao? Thế giới này quả thực quá điên cuồng. Chả có hay không cho bọn hắn những người này sống. Bọn hắn hận không thể lập tức giúp đỡ Diệp Thần Phong đồng ý. Chương 2099, kiểu như châu bò không cực hạn. Thấy Triệu Tinh đồ cố chấp như vậy, Diệp Thần Phong từ chối nữa ngược lại cũng có vẻ làm kiêu, trong lòng của hắn bất đắc dĩ lắc đầu sau đó hắn nói ra, "Triệu các chủ, người rất không cần phải như vậy, đặc biệt phán xét chuyện này ta đáp ứng rồi. Một bên Vân Quang Vinh cùng Tiêu Vĩnh Chiến đám người nghe được Diệp Thần Phong đồng ý, bọn hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, có thể trở thành lần này tứ sư tranh bá bên trong trận pháp sư so tài đặc biệt phán xét, đây là vinh diệu bực nào a hát. Bực này vinh diệu coi như là Vân Quang Vinh ngày như vậy thần cảnh bảy tầng sơ kỳ cường giả cũng không cách nào hưởng thụ. Đợi được tứ sư tranh bá bên trong trận pháp sư trận đấu bắt đầu, e sợ Diệp Thần Phong sẽ trong nháy mắt sặc sỡ lóa mắt, tên của hắn hội vang vọng toàn bộ thiên huyền giới. Vân gia gia chủ vân cao mất cùng vân ngọc đường, bọn hắn vẫn là không quá dám tin tưởng hết thảy trước mắt, nhớ rõ trước đây không lâu vân quang vinh căn dặn bọn hắn, về sau cho dù yếu và toàn bộ thiên huyền giới là địch, bọn hắn vân gia cũng phải đứng ở Diệp Thần Phong bên này, bây giờ nhìn lại Diệp Thần Phong hay là thật sự có thể để cho vân gia nhất phi trùng thiên, Lương Hạ Mai lập tức đem tấm kia ố vàng tổn hại giấy lấy ra, người đem trang giấy bỏ vào Diệp Thần Phong trước mặt, nàng nói nói: "Diệp Tiểu Hữu, trên trang giấy này trận pháp, căn cứ chúng ta 10 người suy đoán, hẳn là thuộc về một cái viễn cổ trận pháp, nhưng là trên tờ giấy tổn hại mấy chỗ địa phương, vừa vặn là trận pháp chỗ mấu chốt, chúng ta 10 người toàn bộ không cách nào thôi diễn đi ra, không biết Diệp Tiểu Hữu có nguyện ý hay không thử một lần?" ngoại trừ thấy tận mắt Diệp Thần Phong trận pháp trình độ triệu tinh đồ hắn đối Diệp Thần Phong tôn sùng không ngớt bên ngoài còn lại chín tên các chủ trong lòng vẫn có cái kia một chút xíu nghi ngờ dù sao Diệp Thần Phong tuổi quá nhỏ rồi Diệp Thần Phong nhìn hướng trước mặt ố vàng trang giấy hắn khẽ cau mày tại lão bạch cùng lão hắc dưới sự chỉ điểm hắn trận pháp trình độ tăng lên phi thường nhanh tại không dùng hết trắng cùng lão hắc dưới sự giúp đỡ hắn bây giờ tại trên trận pháp hẳn là có thể vượt trên triệu tinh đồ các loại 10 vị trận pháp tông sư. Nhưng hố vàng trên tờ giấy tổn hại địa phương quá trùng hợp rồi, lấy bây giờ diệp thần phong trận pháp trình độ, hắn chỉ có thể thôi diễn suốt hai nơi tổn hại địa phương trận pháp, còn lại tổn hại địa phương, hắn ngược lại là rất khó thôi diễn đi ra. Chính lúc Diệp Thần Phong cau mày trầm tư thời điểm, Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, trên trang giấy này ghi chép trận pháp, chỉ là viễn cổ thời đại một loại không quá thông thường, nhưng cũng không phải phi thường chân quý công kích trận pháp mà thôi, loại trận pháp này ta cùng lão hắc đều là đọc lầu lầu được rồi. Tại lão bạch ngô phong dỗi rảnh thanh âm hạ xuống thời khắc, diệp thần phong trong đầu lập tức hiện lên một tấm hoàn chỉnh trận pháp đồ. Tấm này trận pháp đồ hẳn là lão bạch cùng lão hắc ở trong đầu hắn ngưng tụ. Tại vừa vặn diệp thần phong cau mày trầm tư thời điểm, ở đây ánh mắt của mọi người toàn bộ như ngừng lại trên người hắn. Cao mày đại biểu gặp phải nan đề, lệnh Tả Long cùng Lương Hạ Mai các loại trận pháp tông sư trong lòng bọn họ thất vọng không ngớt, xem ra Diệp Thần Phong không có triệu tinh đồ nói như vậy thần kỳ. Triệu Tinh đồ trong lòng cũng lo lắng không ngớt. Diệp Thần Phong là hắn tôn sùng không ngớt người, trước đó hắn là tận mắt chứng kiến qua Diệp Thần Phong trận pháp trình độ, dưới cái nhìn của hắn, cho dù Diệp Thần Phong không cách nào đem trận pháp này tổn hại địa phương bù đắp, tối thiểu cũng có thể có thể bù suốt một hai nơi. Diệp Thần Phong cũng không biết bên cạnh 10 vị trận pháp tông sự ý nghĩ, lông mày của hắn từ từ lỏng ra, hắn liếc mắt nhìn chén trà trên bàn, ngón trỏ trực tiếp ngâm vào trong nước trà. Sau đó, Diệp Thần Phong lợi dùng ngón tay thượng nước trà, ở trên bàn một bút một bút câu lạc rồi. Triệu Tinh Đồ, Lạnh Tả Long cùng Lương Hạ Mai các loại 10 vị các chủ, bọn họ là chú ý Diệp Thần Phong nhất cử nhất động. Bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong hết sức chuyên chú không ngừng ngâm ẩm ướt ngón tay, ngón trỏ trước sau không ngừng ở trên bàn phát hỏa. Bọn hắn trong con người vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. Theo thời gian trôi đi, bọn hắn trong con người nghiêm nghị chuyển hóa thành hưng phấn. Tại Diệp Thần phong ngón trỏ dừng lại phát hỏa thời điểm. Trên mặt bàn do vệt nước phát hỏa thành một bước trận pháp đồ. Này tấm trận pháp đồ không phải là ố vàng trên tờ giấy viễn cổ trận pháp ma quan trọng nhất là Diệp Thần Phong dùng nước nước động phát hỏa trận pháp đồ, đem mấy chỗ chỗ mấu chốt toàn bộ bù đắp rồi. Trong lúc nhất thời, triệu tinh đồ các loại mười vị các chủ con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm trên bàn trận pháp đồ, bọn hắn lâm vào thâm trầm cảm mộ bên trong, đối với trận pháp sư tới nói còn có cái gì so với trận pháp hấp dẫn hơn bọn hắn. Trận pháp các tổng bộ phòng nghị sự có vẻ hơi vắng lặng. Tại 10 vị các chủ trở nên trầm mặc sau đó Vân Quang Vinh cùng Tiêu Vĩnh Chiến mấy người cũng không dám lên tiếng quấy dày. Chỉ có Diệp Thần Phong một bộ bình chân như vậy. Thời gian từng giây từng phút đang trôi qua. Đột nhiên trong lúc đó, triệu tinh đồ cái thứ nhất trong con người phóng ra một vệt thì ra là như vậy ánh sáng. Sát theo đó lạnh tả long cùng lương hạ mai trong con người cũng lần lượt phóng ra thì ra là như vậy ánh sáng. Tại ba vị này trận pháp trình độ mạnh nhất các chủ tỉnh táo lại sau đó còn lại bảy tên các chủ bọn hắn trong con người cũng lần lượt chán tỏa hào quang. Triệu tinh đồ kích động nói, nguyên lai đây là một cái viễn cổ công kích trận a -Hát. Ta trước đó tại sao không có nghĩ đến, này tổn hại mấy chỗ vị trí then chốt phải như vậy bố trí đây. Quả thực quá huyền diệu rồi. Triệu tinh đồ theo diệp thần phong pháp hỏa trận pháp đồ, hắn đại thể đã tại trong đầu thôi diễn một lần, không riêng gì triệu tinh đồ, còn lại 9 vị các chủ cũng toàn bộ cẩn thận thôi diễn một lần. Tại tận mắt chứng kiến qua Diệp Thần Phong trận pháp trình độ sau, lạnh tả long cùng lương hạ mai các loại các chủ ánh mắt, lúc này là triệt để xảy ra thay đổi, bọn hắn 10 người cùng nhau nghiên cứu này ố vàng trên tờ giấy trận pháp, bọn hắn liền một chỗ tổn hại địa phương trận pháp đều bù không hoàn toàn, nhưng Diệp Thần Phong trong thời gian ngắn ngủi như thế, đem tổn hại trận pháp triệt để hoàn nguyên rồi đây rốt cuộc yếu cỡ nào trận pháp mạnh mẽ trình độ mới có thể làm được. Bọn hắn hiện tại biết triệu tinh đồ hoàn toàn không có nói ngoa rồi, tại trận pháp trình độ thượng, hay là bọn hắn liền cho Diệp Thần phong sách giày cũng không xứng a hát. Này cửu đại các chủ từng cái có vẻ hơi cô đơn. Chỉ chốc lát sau, lạnh tả long hắn hướng về Diệp Thần phong không người chào, nói ra, Diệp Tiểu Hiếu, người trận pháp trình độ vượt xa chúng ta 10 người rồi, này ố vàng trên tờ giấy trận pháp, liền ngay cả chúng ta 10 người cùng nhau nghiên cứu cũng không cách nào đem hắn bù đắp. Tại Diệp Tiểu Hữu trước mặt ngươi, lão phu ta cảm thấy thật là xấu hổ a hát. Lương Hạ Mai cũng lập tức chân thành nói, Diệp Tiểu Hữu, người trận pháp trình độ là đời ta duy nhất bội phục. Còn lại trận pháp các các chủ cũng toàn bộ lần lượt tỏ thái độ. Đứng ở một bên Vân Quang Vinh cùng Tiêu Vĩnh Chiến đám người, bọn hắn vẫn không có từ vừa vặn trong kinh ngạc trở lại bình thường, Bây giờ lại lần nữa lâm vào sợ hãi bên trong, bọn hắn cả người là hốt hoảng, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình bên trong nghe được. Diệp Thần phong trận pháp trình độ lại đang trận pháp các 10 vị các chủ bên trên. Có còn nên lại khoa trương một ít. Nhưng Vân Quang Vinh bọn hắn biết đạo trận pháp các 10 vị các chủ, bọn họ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, bình thường tuyệt đối sẽ không thừa nhận những người khác trận pháp trình độ siêu vượt bọn họ trừ phi là có người trận pháp trình độ mạnh mẽ có thể để cho bọn hắn ngưỡng vọng mức độ, bọn hắn hẳn là mới sẽ cúi đầu thừa nhận. Giờ khắc này trước mặt bức tranh này, há không phải nói rõ Diệp Thần Phong trận pháp trình độ mạnh mẽ có thể để cho 10 vị trận pháp các các chủ nhìn lên. Triệu tinh đồ nhìn thấy còn lại 9 tên các chủ biểu hiện sau, hắn ha ha bắt đầu cười lớn, lãnh lão đầu, các người hiện tại biết Diệp Tiểu hữu trận pháp trình độ đi nha đừng tưởng rằng lão đầu tử ta đang nổ. Tiếp lấy, triệu tinh đồ lại cười ha hả nhìn hướng Diệp Thần Phong, nói ra, Diệp Tiểu Hữu ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, chả hy vọng Diệp Tiểu Hữu ngươi có thể đồng ý. Diệp Thần Phong nhìn thấy triệu tinh đồ dáng dấp sau, hắn liền biết không sẽ là cái gì chuyện tốt, hắn nói ra, triệu các chủ, ngươi cũng không nên lại hố ta rồi. Triệu tinh đồ phải có nhiều hòa ái liền có nhiều hòa ái, hắn nói ra, Diệp Tiểu Hữu lão phu ta làm sao có khả năng bẫy người đấy. Lần trước ta mời ngươi gia nhập trận pháp các ngươi không có đồng ý, hiện tại ta lại mời ngươi một lần, chỉ cần ngươi nguyện ý ra nhập trận pháp các, về sau tại trận pháp các chỉ có ngươi như thế một cái chính các chủ, mà chúng ta mời người nguyện ý tự rớt mất một cấp, trở thành trận pháp các phó các chủ. Lạnh tả long cùng lương hạ mai đám người nghe được triệu tinh đồ lời nói sau, bọn hắn cũng không chút do dự mở miệng đồng ý, tuy rằng trận pháp các mười vị các chủ tính tình cổ quái, nhưng chỉ cần có để cho bọn họ tâm phục khẩu phục người, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không tự cao tự đại, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong trận pháp trình độ đủ để trở thành trận pháp các duy nhất một tên chính các chủ rồi, quan trọng nhất là trong lòng bọn họ có rất nhiều trên trận pháp nghi vấn muốn cùng Diệp Thần Phong điều tra. Về phần một bên Vân Quang Vinh cùng Tiêu Vĩnh Chiến đám người, bọn hắn một mực tại không ngừng điều chỉnh tâm tình, bọn hắn nỗ lực đi tiếp thu diệp thần phong trận pháp trình độ ngự trị ở 10 vị các chủ sự tình, nhưng trong chớp mắt lại nữa rồi một cái như thế trùng kích cực lớn, bọn hắn đúng là trong gió lăng loạn. Trở thành trận pháp các duy nhất chính các chủ. Rốt cuộc muốn không nên châu bò như vậy. Chuyện này quả thật là kiểu như châu bò không cực hạn nữa à. chương 2100, tự làm tự chịu. Trận pháp các trong phòng nghị sự. Triệu tinh đồ, lạnh tả long cùng lương hạ mai các loại mười vị các chủ, bọn họ là một bộ diệp thần phong không đáp ứng thể không bỏ qua dáng dấp. Bọn hắn từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem diệp thần phong. Lạnh tả long nói ra, diệp tiểu hữu ngươi liền đồng ý đi. Chúng ta tuyệt đối là thật tâm thật ý mời ngươi trở thành trận pháp các duy nhất chính các chủ, tại trước mặt ngươi chúng ta mười người nhưng không dám tự xưng là trận pháp tông sư. Lương Hạ Mai trực sảng nói ra, Diệp Tiểu Hữu chúng ta cũng không phải nhăn nhó người, tiểu hữu người cần gì cân nhắc nhiều như vậy chứ. Diệp thần phong ở chính giữa châu cũng xác thực yêu cầu thuộc về mình thế lực, hắn đang suy nghĩ một lúc sau, hắn quyết định liền từ hợp nhất trận pháp các bắt đầu đi. Hắn nói ra, được, ta có thể đáp ứng trở thành trận pháp các các chủ, nhưng chuyện này bây giờ chả không thích hợp tuyên dương ra ngoài, dù sao ta còn muốn tham gia thiên huyền thịnh điển. Triệu tinh đồ vung tay lên, đối với Diệp thần phong nói ra, Diệp Tiểu Hữu người bây giờ chính là chúng ta trận pháp các duy nhất chính các chủ rồi, người dặn dò chúng ta làm sao dám không nghe đây. Chỉ cần Diệp Thần Phong đồng ý, những chuyện khác liền đều hảo thuyết. Tại Diệp Thần Phong tạm thời đáp ứng trở thành trận pháp các các chủ sau đó triệu tinh đồ, lạnh tả long cùng lương hạ mai các loại 10 vị các chủ, bọn hắn nhưng không hội bỏ qua cơ hội này, bọn hắn dồn dập mở miệng hỏi thăm mình ở trên trận pháp gặp phải nghi nan. Có phần Nghi Nan Diệp Thần Phong có thể trực tiếp trả lời, mà có phần Nghi Nan hắn cũng không cách nào đưa ra một cái đáp án. Cũng may có lão Bạch cùng lão Hắc trợ giúp đây, những này Nghi Nan tại lão Bạch cùng lão Hắc trước mặt là đồ con nít được rồi. Đứng ở một bên Vân Quang Vinh đám người, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong tự cấp 10 vị các chủ giải đáp Nghi Nan, bọn hắn nghĩ đến Diệp Thần Phong bây giờ chính là trận pháp các duy nhất chính các chủ rồi, bọn hắn phảng phất giống như nằm mơ. Trong đó Vân Mộ Linh Người thủy nhuận môi vi vi mở ra, nói thật nàng là ở đây nhất là cảm thấy không thể tưởng tượng được một người. Ban đầu ở Linh Châu thời điểm, người nhưng là Diệp Thần Phong đi tới thiên huyền giới người dẫn đường. Diệp Thần Phong là từ hạ đẳng vị diện địa huyền giới tới, phân mộ Linh không thể nào tưởng tượng được Diệp Thần Phong trưởng thành hội nhanh như vậy. Không đúng, hay là Diệp Thần Phong nguyên bản chính là một cái từ đầu đến đuôi yêu nghiệt, chỉ là một mực đem năng lực của mình ẩn giấu đi, ban đầu ở Phượng Hoàng Tông cử tử nhất sinh thời điểm. Cuối cùng Diệp Thần Phong lại như kỳ tích mang theo người rời khỏi Phượng Hoàng Tông. Bây giờ Diệp Thần Phong chẳng những là thất phẩm luyện dược sư rồi, hơn nữa còn đã trở thành trận pháp các các chủ. Điều này cũng đủ mộng ảo được rồi. Vân Ngọc Đường không khỏi nhỏ giọng nói, ta cuối cùng tính biết cái gì mới gọi là kiểu như châu bò. Trung châu những cái được gọi là thiên tài cùng lão tổ so sánh, quả thực là nhược đến bạo. Vân Quang Vinh cùng Tiêu Vĩnh chiến đám người, bọn hắn rơi vào trong trầm tư. Diệp Thần Phong một lần lại một lần biểu hiện ra thiên phú, này để cho bọn họ càng phát hiếu kỳ, tương lai Diệp Thần Phong ở chính giữa vừa tới đáy ngọn nguồn có thể đi tới một bước nào. Tại Vân Quang Vinh đám người trầm tư thời điểm, Triệu Tinh Đồ mở miệng nói, lãnh lão đầu, các ngươi xong chưa? Diệp Tiểu Hữu mới vừa vận thành vì chúng ta các chủ đây. Các ngươi cũng không khiến hắn nghỉ ngơi một chút, chúng ta lẽ ra nên vì các chủ bày tiệc mời khách tại một phen hỏi dò sau lạnh tả long cùng lương hạ mai đám người đối với diệp thần phong sùng kính như nước sông cuồn cuộn rồi thậm chí không có chút nào so với triệu tinh đổ đối diệp thần phong tôn sùng thiếu đối với những thứ này trận pháp cuồng nóng phân tử mà nói diệp thần phong ở trong lòng bọn họ địa vị là càng ngày càng không cách nào lay động rồi lạnh tả long đám người tuy rằng vẫn là ý do vị tẫn Thế nhưng Lương Hạ Mai mở miệng, Lão Triệu nói không sai, các chủ mới vừa vặn đi tới Bạch Linh Thành đây. Chúng ta cũng không làm được mất lễ nghi, quay đầu lại để các chủ chê cười. Lạnh tả Long cũng biết ngày sau còn dài, hắn nói ra các chủ, về sau ngươi sẽ ngủ ở chúng ta trận pháp các tổng bộ đi. Chúng ta cho ngươi đi bày tiệc mời khách. Tại 10 vị các chủ, hôm nay là phó các chủ rồi, tại 10 vị phó các chủ bao vây dưới, Diệp Thần Phong đi ra phòng nghị sự. Vân Quang Vinh cùng Tiêu Vĩnh Chiến đám người cảm giác mình sống nhiều năm như vậy đều sống đến trên thân chó đi rồi. Lúc này, trận pháp các tổng bộ bên ngoài cửa chính, nguyên bản trận pháp các trưởng lão ân hồng đạt, hắn trả bi bi thương thích quỷ ở đó, mà trước đó được triệu tinh đồ thật khí thế đánh sâu vào một cái tiêu cắt phẩm cùng liễu ngữ cầm, hai người bọn họ không có chọn rời đi. Dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong thật giống chỉ cùng triệu tinh đồ nhận thức, Lạnh Tả Long nhưng cũng là trận pháp các thập đại các chủ bên trong nhân vật cường hãn, trọng yếu nhất này Lạnh Tả Long trọng tình nghĩa, bằng không trước đó cũng sẽ không vì bọn họ nói chuyện, bọn hắn suy tính ở chỗ này chờ nhất đẳng, lại cầu một cầu Lạnh Tả Long, lần này Tiêu Cát Phàm là chủ động nói ra nơi này mời một vị các chủ trở về. Hắn tuyệt đối không muốn đem chuyện này làm hư hại, nhưng Tiêu Cát Phàm tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia lúc trước cho Tiêu Vĩnh chiến hóa giải kịch. Độc tiểu tử dĩ nhiên cùng trận pháp các triệu tinh đồ chả có như thế quan hệ. Tiêu cát phàm liếc mắt nhìn quỳ ở trên mặt đất ân hồng đạt, hắn nhỏ giọng nói, hồng đạt huynh. Lẽ nào ngươi không muốn báo thù sao? Là cái kia gọi diệp thần phong tiểu tử đem ngươi hại thành như vậy, bây giờ ngươi đã không có chỗ đi, ta có thể âm thầm cho ngươi tại trong tiêu gia sắp xếp một vị trí, bất quá, về sau ngươi chỉ có thể sống ở trong bóng tối rồi, ngươi xem coi thế nào. Ân Hồng đạt dù sao cũng là trận pháp các trưởng lão. Tại trên trận pháp vẫn còn có chút chỗ thích hợp, Tiêu Cát Phàm cho tới bây giờ còn không quên lôi kéo Ân Hồng đạt, như vậy hắn tại trong tiêu gia địa vị có lẽ sẽ càng thêm củng cố. Ân Hồng đạt nguyên bản hận không thể cùng Tiêu Cát Phàm liều mạng, nhưng đang nghe xong Tiêu Cát Phàm lời nói sau, hắn biết mình xác thực hẳn là vì tương lai suy tính, nếu như trận pháp các thật sự công bố đối với hắn trừng phạt, như vậy hắn ở chính giữa châu rất khó lăn lộn tiếp nữa rồi nương nhờ vào tiêu gia ngược lại cũng đúng là một cái lựa chọn tốt cho dù sống ở trong bóng tối lại có làm sao nương nhờ vào tiêu gia ân hồng đạt không thể đối tiêu cát phàm có hận ý rồi kết quả là hắn đem hận ý toàn bộ chuyển đến diệp thần phong trên người hắn thấp giọng hồi đáp cát phàm huynh về sau còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn tiêu cát phàm lập tức nói ra dễ bàn dễ bàn ta tuyệt đối sẽ làm cho Hồng Đạt huynh ngươi trải qua hài lòng. Đang nhìn đến triệu tinh đồ đám người từ trận pháp các bên trong sau khi đi ra, tiêu cắt phàm lập tức ngậm miệng lại, hắn khuôn mặt lộ ra cố ý lộ ra một vệt hối hận, hắn lôi kéo liễu ngữ cầm đi tới lạnh tả long trước mặt, tiêu cắt phàm một mặt biết sai nói, lãnh tiền bối, chuyện lúc trước khả năng có hiểu lầm, ta có thể hướng về triệu các chủ vị tiểu hữu này xin lỗi, kính xin lãnh tiền bối tha thứ cho ta sai lầm, Liễu ngữ cầm cũng vội vàng nói, lãnh tiền bối, xem ở liễu ra trên mặt mũi, chuyện này mời ngài lại tha thứ chúng ta một lần đi. Lạnh tả long nguyên bản vẻ mặt tươi cười sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Trước đó lạnh tả long không có thấy tận mắt nhận thức qua diệp thần phong trận pháp trình độ, bây giờ diệp thần phong chính là trận pháp các bên trong duy nhất một tên chính các chủ rồi, hắn làm sao vẫn có thể thiên vị tiêu cắt phàm cùng liễu ngữ cầm. Hắn sớm đã đem Liễu Gia Ân tình gấp 10 lần báo đáp, nói thật ra hắn giúp Tiêu Cát Phàm cùng Liễu Ngữ Cầm là nể tình đã từng tình cảm bên trên, mà cho dù hắn không giúp cái này cũng là không gì đáng trách. Rồi hãy nói chuyện này hoàn toàn là Tiêu Cát Phàm cùng Liễu Ngữ Cầm sai lầm, trước đó hắn đã giúp hai người kia nói một lần rồi, bọn hắn vẫn còn có mặt ở lại chỗ này chưa có chạy. Lệnh Tả Long về sau kính xin muốn hướng về Diệp Thần Phong nhiều thỉnh giáo trên trận pháp nan để đây hắn cũng không muốn cho diệp thần phong vị các chủ này lưu lại ấn tượng xấu lạnh tả long lông mày trong nháy mắt nhíu lại hắn một trưởng trực tiếp vỗ vào tiêu cát phàm trên ngực tiêu cát phàm căn bản không có nghĩ đến lạnh tả long lại đột nhiên động thủ hắn căn bản liền tránh né cũng không có cơ hội tránh né ầm uhm. một tiếng tiêu cát phàm rút lui năm bước lạnh tả long trong cơ thể nhất cổ đặc thù năng lượng tiến vào tiêu cát phàm bên trong thân thể lạnh tả long mặt không thay đổi nói ra ta vừa vặn ở trên người ngươi thi triển phong lực trưởng, phàm là chúng rồi phong lực trưởng người, tại trong vòng 3 năm không cách nào tăng lên một tia một hào thực lực, nếu như mạnh mẽ phá tan phong lực trưởng phong ấn, như vậy người tu luyện khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào tăng cao thực lực rồi, đây là ta đối với ngươi một điểm trừng phạt, hiện tại lập tức cút cho ta đi. Không nên tại e ngại con mắt của ta rồi. Lạnh tả long rồi hướng liếu ngữ cầm nói ra, từ nay về sau, ta và các ngươi liễu ra lại không nửa điểm liên quan, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Liễu ngữ cầm sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, tiêu cát phàm cảm giác được trong cơ thể mình sau khi biến hóa, trong lòng của hắn trưng bốc lên vô tận lửa giận, đặc biệt là nhìn thấy lãnh đạm diệp thần phong, cùng với khóe miệng hiện lên như có như không nụ cười tiêu vĩnh chiến, hắn suýt chút nữa liền tức giận thổ huyết. Nhưng hắn lửa giận trong lòng căn bản bạo phát không được, tại liễu ngữ cầm nâng đỡ, Cuối cùng hai người này là xám xịt rời khỏi. Cái gì gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Tiêu Cát Phàm chính là điển hình ví dụ, lại vẫn dám ở lại chỗ này. Hắn không phải tự làm tự chịu ma. Audio điện tử Võ Tấn bền. Khết tập 105.